Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Cha chi thánh của chúng con. Danh Ngài là Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời tốt lành. Thì giờ đây trong danh của Đức Chúa Jesus Christ mà chúng con là dân sự Chúa, là trên cơ đốc của Ngài được ngồi dưới bảy chân của Ngài. Tại nơi được Chúa sắm sẵn cho, để thì giờ quý giá này chúng con sẽ được nghe lời hàng sống của Ngài, là lời Chúa đã tạo nên muôn vật trong thiên đàng, trong vũ trụ, trên đất này, và trong đó có loài người chúng con. Và thời kỳ sau rốt này, chúng dùng lời của Ngài để cứu chuộc được người chúng con lại cho Ngài. Và đặc biệt Chúa dùng nên thần mầu nhiệm trong lời hàng sống của Chúa để bổ lại linh hồn chúng con. Thì có danh Chúa, bởi có đó, thì giờ này trong danh của Chúa Jesus Christ, con là tôi tớ Ngài, là kẻ Chúa đã chỉ định để thay Ngài công bố lời hàng sống của Chúa cho sự của Chúa. Và chính bản thân con cũng được Chúa dạy dỗ nữa. Con cầu xin Chúa thắp ngọn đèn chúng con mà soi sang tròn để ban ơn cho các tôi tớ của Chúa, là người dạy trường Chúa Nhật cho các em thiếu nhi cũng như chính bản thân con, để công bố luật pháp của trời cho sự của Chúa, cùng cho dân sự của Chúa là chiên cộng đồng của Chúa, là các em thiếu nhi cũng như người lớn, cùng hết thảy mọi người chúng con, để Chúa dẫn dắt vào trong cái thần hồng sống của lời Ngài. Chúa rằng Ngài sẽ đổ thần hồng Ngài trên chúng con mà khiến chúng con biết các lời của Chúa. Để Chúa xin thỉnh ý của Chúa được nên, nước của Chúa đến, thành Chúa được tôn thánh. Và thế giờ này xin Chúa ban ơn cho hết thảy mọi người chúng con, hầu cho mỗi ngày mọi người chúng con sẽ được Chúa dẫn vào trong cái thật đời đời của Ngài. Và buổi sáng này chúng con tiếp tục học lẽ thật mầu nhiệm trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, con một Đức Chúa Trời. Chúa Thiên Linh này ban ơn cho hết thảy mọi người chúng con, để trong ngày này Chúa con được Chúa bạc tên vào trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, con một Đức Chúa Trời. Xin con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Buổi sáng nay chúng ta tiếp tục học các lẽ thật trong sách Ma-thi-ơ bài thứ 255. Mà lệnh của Đức Chúa Jesus Christ phán với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha. Phần 1. Tiếp theo bài 254. Lẽ thật của danh Đức Chúa Con. Chúng ta đang suy gẫm về uy quyền là một trong ý nghĩa thuộc về danh của Đức Chúa Con, là Đức Chúa Jesus Christ, con một của Đức Chúa Trời, và danh Ngài còn được xưng là lời Đức Chúa Trời. Tiếp theo bài 254, hôm nay chúng ta suy gẫm uy quyền của danh Đức Chúa Jesus Christ, và sự suy gẫm này cũng có nghĩa là chúng ta bập tên vào trong danh của Ngài vậy. Khi Giê-hô-va trời ban phước, ban luật pháp của Ngài cho dân Israel tại núi Sinai vào năm 1444 trước khi Chúa Jesus Christ sáng sanh, Ngài đã phán như sau: hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn, luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống ra thêm, và Giê-hô-va trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dù dỗ thờ lại hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải bị tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa giá. Vậy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiều mến, nghĩa là trung thành với Ngài. Vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đấng ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Để phục truyền lời Đức Ký đoạn 30 câu 15 đến câu 20. Trước ngày nay được chép trong câu 15 trên, không phải nói là ngày tháng năm của loài người xác thịt chúng ta, nhưng là thời gian của Đức Giê-hô-va liên quan đến sự cai trị mà Ngài đã thiết lập cho kế hoạch cứu chuộc loài người, hay chính xác là kế hoạch tìm kiếm một dòng dõi thánh cho Ngài. Luật pháp mà Giê-hô-va trời đã ban cho dân Israel chính là tin lành cứu chuộc loài người lại cho Đức Trời, tức là tin lành cứu loài người ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết. Vì kể từ khi Adam phạm tội ăn trái cây biết điều thiện và điều ác mà Đức Trời đã cấm ăn, thì sự chết đã vào cho loài người hết thảy, nghĩa là dù thân thể xác thịt của người ta đang hoạt động và đang sống đó, nhưng mà tâm linh, tức là sự sống thật của loài người ở trong thân thể xác thịt của người ta đang ngồi trong bóng sự chết vì bị thiếu hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là nếu như thân thể xác thịt của người ta còn đang sống mà có người bề trong, tức là tâm linh của người ta không nhận được giá cứu chuộc cho linh hồn mình, thì khi thân thể xác thịt của người ta qua đời hay nó chết, thì tâm linh của người đó cũng chết luôn, tức là không được cứu rỗi nữa. Giê-hô-va trời đã tìm được giá cứu chuộc cho loài người, tức là tâm linh. Khi nói đến loài người, không nói đến thân thể xác thịt này, vì thân thể xác thịt này nó chỉ là cái khung, cái hình, hay gọi chính xác là cái nhà tạm cho người bề trong dùng mà thôi. Và Đức Chúa đã tìm được ra cứu chuộc cho tâm linh người ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết, và giá cứu chuộc đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Như trong bài 254 tuần trước chúng ta đã học,
Trong sách Gióp đoạn 33 có chép về giá cứu chuộc là người, đó chính là lợi của Đức Chúa Trời. Nhưng mà để giá cứu chuộc đó có thể phát huy được tác dụng đem sự cứu chuộc cho tâm linh loài người, thì tại đó cần phải có những người được Chúa sai đi để giảng giải ý nghĩa trọn vẹn của cái giá cứu chuộc đó, cùng với trách nhiệm của loài người phải đáp ứng được đối với yêu cầu của giá cứu chuộc đó, thì loài người mới nhận được giá cứu chuộc. Bằng chẳng thì cho dù giá cứu chuộc có đó, nhưng người ta vẫn không được cứu chuộc. Đây là cái nền tảng căn bản của tin lành Đấng Christ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy là những kẻ chạy trước Chúa, tự mình lập làm thầy, gọi là kẻ chân, làm cho bề chiên của Chúa lạc đường. Khi tôi ra ngoài phòng, tôi giảng lẽ thật về sự cứu chuộc. Những người ngồi đã nghe, họ đều ngỡ ngàng vì họ không được giảng chính xác về nền tảng căn bản của tin lành. Họ cứ nghĩ là họ cầu nguyện tin nhận Chúa Jesus Christ là họ được cứu rồi, họ được cứu chuộc. Nhưng lời Chúa không đơn giản như vậy. Tất cả mọi sự trên đất này đều có luật cả. Không có luật thì không có sự sống. Nếu nó có sự sống thì phải có luật. Ngay cả các con vật, nó không có luật pháp, nó có luật riêng của nó. Bất cứ ở nơi nào có cái tổ chức sống thì đều có luật. Kể cả cái thực vật cũng vậy, nó có luật. Nếu không có luật cho nó thì nó không có sự sống. Ví dụ như cây nho nó cần phải có leo. Nếu nó không leo thì trái của nó sẽ hư hết, bởi vì sẽ bị kiến, bị sâu và bị hư ở trên mặt đất. Nó phải có cái cột, có dàn hoặc bất cứ cái cây nào đó để nó có thể leo lên đó được. Bởi cái đó nên Chúa tạo lên cho cây nó có cái vòi để nó bắt lấy và nó buộc lại. Tự nó buộc lại để giữ cái cành của nó. Cây nho, cây bầu, cây bí, nó cái vòi của nó. Rất nhiều loại cây để leo thì Chúa tạo cho nó cái khả năng để phát hiện được các vật xung quanh nó để có thể nó bám được. Rất lạ lùng, nó vươn dài ra rồi, nhưng sau đó rồi bắt đầu nó thấp xuống rồi, nó tìm ở đâu đó có cây, cái cột ở đó, nó chiếu hướng vào rồi nó bắt lấy và nó buộc lại. Cái cây rau mùng tươi cũng vậy, nó là luật. Muôn vật trên trời này Chúa tạo dựng nên đều có luật của từng cái loài một. Thế thì khi là người chúng ta trở lại cùng Chúa thì chúng ta cũng phải có luật. Bởi vì khi Adam bất vâng phục mà lãnh đạo trời, tức là Adam bỏ luật của Chúa, thì Adam phải chết. Thì bây giờ Chúa cho là người chúng ta cơ hội để trở về với Ngài bằng cái này, Ngài ban lời của Ngài cho loài người và là luật. Loài người phải làm theo luật đó đi thì sẽ được cứu rỗi. Còn nếu như không nhận biết luật đó thì cho dù giá cứu chuộc đã có đó, nhưng người ta vẫn không được cứu chuộc lại. Rất nhiều người ngày hôm nay tin có Đức Chúa Trời, mong muốn được cứu rỗi, mong muốn được cứu chuộc linh hồn mình cho được sống ở đời. Có rất nhiều người hiểu rất là mơ hồ. Ngay cả hệ thống nhà thờ là nơi mà cho rằng có nền tảng, nhưng kỳ thực tôi nhìn vào giáo lý căn bản của hệ thống nhà thờ, tôi phát buồn. Bởi đó Chúa sức dầu cho tôi để tôi soạn ra giáo lý căn bản của tên là Đông Rít. Và chưa có cuốn sách nào vượt qua cuốn đó được, vì nó đầy đủ tất cả mọi sự trong đó. Để cho người ta học giáo lý căn bản, để biết được cái nền tảng căn bản, cũng giống như xây một ngôi nhà, thì người ta phải biết là có cái nền, có các cột trụ, có cái xà, có dầm, tùy theo cái chiều cao của nhà đó bao nhiêu tầng. Người ta phải tôn trọng các cái luật đó, thì người ta mới xây dựng nên được an toàn. Giá cứu chuộc được ban cho chúng ta đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là luật pháp, hay nói chính xác là nó là con đường để dẫn được chúng ta ra khỏi nơi tối tăm để đi xa lánh của Chúa. Tức là dẫn từ địa vị tội nhân đến thành thánh đồ, và từ trên đất này được trở về thiên đàng với Đức Chúa Trời. Và đó là luật. Bởi đó Đức Trời đã phán rằng nếu trong 1000 thiên sứ có một kẻ làm kẻ chuyên giải cho người, để chỉ cho người biết con đường ngay thẳng, thì ta sẽ phán nói rằng ta tiền ra cấu chủ rồi. Có nghĩa là phải có những người được Chúa sai đi và giảng giải ý nghĩa quan trọng của cái giá cứu chuộc đó cho loài người, hầu cho cái người đó hiểu được rõ ràng cái giá cứu chuộc đó cùng trách nhiệm của mình, làm thế nào đáp ứng được yêu cầu của cái giá cứu chuộc đó thì sẽ được cứu chuộc về với Đức Chúa Trời. Mặc dù giá cứu chuộc linh hồn người ta đã có rồi, nhưng mà tự mỗi người muốn nhận được giá cứu chuộc đó phải trả một cái giá cho chính mình xứng đáng với cái điều Chúa ban cho. Nhưng mà Thánh Luật không nói như vậy. Chúa ban cho cách nhưng không, họ giảng sai vào chữ nhưng không, cho nên người ta coi thường người ta cứu chuộc đó. Cứ nghe họ cầu nguyện tin nhận Chúa rồi là họ được cứu chuộc rồi. Vì sự cứu chuộc của Diêu Ba Trời dành cho loài người là luật pháp công bình. Và luật pháp công bình của Đức Trời là người phải thi hành sự công bình đó qua việc tin cậy, vâng giữ và làm theo. Như lời Chúa đã chép ở phần trên cũng được nhắc ở lại trong sách Lê Vi Ký đoạn 18 câu 4 câu 5 như thế này. Các ngươi tuân mạng lệnh ta, gì giữ luật pháp ta đặng nói theo, ta là Diêu Ba Trời các ngươi. Và hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống, ta là Đức Chúa Trời. Căn cứ theo lời của Chúa thì chúng ta thấy rằng là Chúa Diêu Ba là Đấng tự hữu hằng hữu. Nên Chúa nói các ngươi tiếp nhận luật pháp của ta làm theo, mà Chúa này gìn giữ luật pháp ta và làm theo. Tức là Chúa hằng còn thì người ta còn phải giữ luật pháp đến hằng còn. Bởi vì Chúa là Đấng hằng sống, nên Chúa cứu người ta lại để người ta hằng sống với Ngài. Thì
thì người ta phải giữ luật pháp đó ở trong lòng mình luôn luôn và làm theo luôn suốt cuộc đời của mình để không bao giờ xa ngã nữa, hầu cho được sống đời đời với Đức Chúa Trời. Chúa phán là vì ta là được diệu bạn, ta là đấng tờ hữu hoàng hữu. Chúa cứu người ta lại để cho người ta được sống đời với Ngài. Vậy thì không thể giữ một lần mà giữ trải trọn đời của người đó. Khi chúng ta vào trong thiên đàng thì lời của Chúa ở trong là chúng ta cũng phải được ghi trong chúng ta luôn. Lúc nào chúng ta cũng phải nhớ là chúng ta là tạo vật bởi Chúa dựng nên có mục đích. Phải luôn nhớ điều đó ở trong lòng. Bất cứ lúc nào mở mắt ra là nhớ là mình là ai, mình đang ở đâu và mình phải làm gì. Luật pháp của Đức Chúa Trời dành cho đời người chính là tin lành. Định nghĩa tin lành rất đơn giản. Nó là cách của xác thịt, tức là khi người ta đang ở trong cái tin dữ mà tất cả đời người ra từ Adam đều đã có tin dữ. Sinh ra để chết, nó lớn lên rồi nó sẽ chết. Nhưng mà tin lành có nghĩa là gì? Thay vì phải chết thì người ta sẽ được sống đời đời. Nếu như người ta hiểu giá trị của tin lành đó, làm theo tin lành đó thì sẽ hưởng được tin lành. Còn nếu không làm theo tin lành thì vẫn ở trong tin dữ và người ta sẽ chết. Nhưng nói theo lời của Đức Chúa Trời thì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Chứ tin đây không phải là tính từ mà là động từ tiếp diễn. Tôi tin quý vị, khi tôi nhìn vào lời Chúa, tôi là lời Chúa, tôi đồng ý với lời của Đức Chúa Trời. Tôi chấp nhận, tôi vâng phục, tôi làm bạn với, tôi làm theo, tôi bảo vệ, tôi duy trì nó liên tục cả cuộc đời của tôi. Chứ tin có nghĩa là đây là con đường của sự sống và đây chính là sự sống cho tôi và đó là tin lành cho tôi. Nếu tôi không làm theo thì ngay lập tức tôi được chệch hướng và tôi sẽ trở thành tin dữ, cũng như cái đầu tàu xe lửa vậy. Nó phải đi trên cái đường ray đó. Nếu không tôn trọng được cái nguyên tắc của đường ray thì nó sẽ bị đổ. Và khi nó vào cua rồi nó phải tốc độ chậm lại, và nếu nó không có tốc độ chậm lại nó sẽ bị văng ra khỏi đường ray và nó hư. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải hiểu rõ được luật pháp của trời là tin lành. Và chúng ta phải làm theo tin lành đó, hầu cho chính tin lành đó giúp chúng ta ở trong đường của Chúa thì chúng ta sẽ được bình an. Nếu ta đọc trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 35, chúng ta thấy con đường thánh đó mà Chúa đã phán là chúng ta khi đi là không được xây qua bên hữu, không được xây qua bên tả, cứ thẳng đường mà đi thì chúng ta được bình an. Và trên con đường đó không có thú dữ nào cả, không có tai họa nào cả, chỉ có sự bình an, sự vui mừng cho người ta mà thôi. Nhưng nếu người ta xây bên hữu, bên tả, người ta không nhìn đường, người ta vấp, người ta té, người ta sẽ chết. Tin lành đó còn được gọi là con đường của thập tự giá. Tức là bất cứ một người nào đi trên đường đó thì phải vác thập tự giá mình. Tức là có một cái biểu tượng người ta phải nhớ. Cái biểu tượng luật pháp là thập tự giá. Tức là 10 điều răn bao gồm 2 phần. Một phần là trách nhiệm của loài người đối với Đức Chúa Trời. Phần thứ hai là trách nhiệm của con người với con người trên đất này. Phần thứ nhất, trách nhiệm của con người đối với Đức Chúa Trời. Lời Chúa chép này: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Được chép trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 6 câu 5. Cái chiều ngang của cái thập tự giá đó là biểu tượng của trách nhiệm con người với con người ở trước mặt Đức Chúa Trời. Lời Chúa chép này: chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Được chép trong Lê-vi-ký đoạn 19 câu 18. Chúng ta xem Chúa Giê-su đã phán gì về luật pháp này. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37 đến 40 chép: Đức Chúa Giê-su đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Khi Giê-hô-va Trời ban mạng lệnh của Ngài cho dân Israel, họ phải vâng giữ và làm theo các mạng lệnh cùng các điều răn của Ngài. Hầu cho người nào làm theo thì sẽ nhờ quyền phép của luật pháp đó mà được sự sống lại và sẽ được sự sống đời đời. Nghĩa là mỗi người Israel cũng như mỗi người tin Đức Chúa Jesus Christ phải vác thập tự giá đó mỗi ngày. Như lời Chúa có chép: thứ nhất, chúng ta trở lại với lại luật pháp của Đức Trời. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 11 câu 18 đến 32 chép: vậy hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ân chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, cũng phải ghi các lời ấy ở trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Ví nhược bằng các ngươi cẩn thận gìn giữ hết thảy điều răn này mà ta truyền cho các ngươi phải làm lấy, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo với đạo Ngài và trung thành với Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ đuổi những dân tộc này ra khỏi trước mặt các ngươi, khiến các ngươi thắng được dân tộc lớn và mạnh hơn mình. Phán thế nào bàn chân các ngươi sẽ đạp đến,
đều thuộc về các ngươi. Giới hạn các ngươi sẽ chạy từ đồng vắng tới Liban, từ sông Euphrates đến biển Tây, chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Giê-hô-va đã chửi các ngươi sẽ giải sự kinh khủng và sự sợ hãi trong khắp xứ các ngươi sẽ đạp chân lên, y như ngài đã phán: kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự đồ xá. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Sự đồ xá nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Khi Giê-hô-va trời các ngươi khiến ngươi vào xứ đặng nhận lấy, thì phải rao sự chúc lành trên núi Garisim và sự chúc dữ trên núi Ê-banh. Hai núi này há chẳng phải ở bên kia bờ sông Giô-đan qua khỏi đường Tây, tại đất dân Canaan ở trong đồng ruộng đối ngang kinh anh, gần những cây rẻ bột của Mô-rê sao? Vì các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đan đặng vào nhận lấy xứ mà Giê-hô-va đã chỉ các ngươi bàn tròn. Các ngươi sẽ nhận xứ làm sản nghiệp và ở tại đó. Vậy phải cẩn thận làm theo hết thảy những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi. Trong mạng lệnh này, Giê-hô-va trời không phán chỉ với người Israel, mà là mạng lệnh cho cả hội chúng Israel, mà bản tiếng Việt dịch là hội thánh. Liên ký đoạn 23 câu 1 đến câu 2 chép này: Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy truyền cho dân Israel rằng ngày nay là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va, các ngươi hãy giao truyền ra là các hội thánh. Chữ hội thánh tiếng Anh gọi là Holy Convocations. Chép cho câu 2 trên đó là chữ Kodesh số 6944 và chữ Mikra số 4744 của tiếng Hebrew, có nghĩa là hội nghị của những người được biệt ra thánh. Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh chép về chữ hội thánh, tức là những hội nghị của những người được biệt ra thánh. Như vậy, bất cứ người nào ra khỏi thế gian để tin theo Đức Chúa Trời, tin theo Chúa Jesus Christ, thì những người đó phải nên thánh, và đó là hội thánh. Trách nhiệm của những người tin Chúa và của các hội thánh là phải tôn cao luật pháp mà Giê-hô-va trời đã ban cho dân Israel, không phải chỉ dùng ở nơi đồng vắng, là hình bóng ở giữa thế gian này, mà còn là sự công bố luật pháp đó khi họ vào nhận xứ Canaan. Là bóng về sự người tin Chúa khi được tái sanh tâm linh mình thì phải cai trị xác thịt mình bằng quyền phép của lẽ thật, là luật pháp của Thánh Linh sự sống. Chúng ta biết tất cả mọi sự chép Kinh Thánh đó là bóng, còn hình ở trong Đấng Christ. Tất cả mọi sự đều là bóng. Hình có nghĩa là chúng ta sẽ thấy rõ được ý nghĩa quan trọng lẽ thật của cái vật mà chúng ta được đọc ở phần cứu ước đó, từ Sáng Thế Ký cho đến sách Malachi đó, đó là bóng. Nhưng mà trong Đấng Christ chúng ta sẽ hiểu lẽ thật mầu nhiệm đó, mà lẽ thật mầu nhiệm đó là cái nền tảng. Khi ta hiểu rồi thì dù tất cả mọi sự đã qua đi rồi thì những sự chúng ta biết là thật đó vẫn trường tồn chúng ta luôn. Kinh Thánh chết là bởi đức tin chúng ta biết rằng những vật chúng ta thấy được đó đều là từ những vật không thấy được mà đến. Như vậy Chúa dùng cái bóng để chỉ cho ta biết cái hình, ngược với thế gian. Thế gian thấy cái vật đây là hình, vậy khi nó mất rồi thì sao? Không biết nữa, không thấy nữa. Khi nó cháy rồi, bị hư đi rồi, không biết là cái gì nữa, không thể tả được. Nhưng mà lời Chúa thì khác. Núi Chúa dùng cái bóng đó mà người ta gọi là hình đó để nói về cái bóng. Khi hình mất đi rồi thì cái bóng ở trong ta luôn, không đi đâu. Chúng ta hiểu được đó rồi. Xứ Canaan, thức nào đó, thân thể xác thịt của chúng ta. Xứ đó còn đượm sữa và mật. Chúng ta thấy rõ ràng là khi Đức Chúa đã tạo lên hình người rồi, Ngài hà sanh khí của Ngài vào. Chúng ta nghĩ gì về hành động Chúa hà sanh khí của Ngài vào trong thân hình và bộ đất đó? Khi người ta mua nhà, bỏ tiền để mua nhà, không phải vì cớ là cứ mua là mua đâu. Người ta phải chọn cái địa điểm đó. Mục đích của ta mua đất đó để làm gì? Xây nhà để làm gì? Hoặc để thương mại, hoặc để sống. Có những người có tiền, người ta đi chọn đủ mọi nơi rồi trước khi ta mua, bởi vì để ở. Người ta chọn nơi an ninh, cao ráo, không bị ngập lụt, rồi xung quanh có thể dễ dàng đi thương mại, đi đó người ta mới mua. Thì có những người mua để mà thương mại thì người ta phải mua cái đất rộng, đường xá thuận tiện để mà vận chuyển hàng hóa cho mình để buôn bán. Chúng ta nghĩ như thế nào khi Chúa lấy bụi đất trên đất này để tạo nên một cái hình, rồi hà sinh khí của Ngài vào trong cái thân hình một bụi đất đó? Nếu như cái bụi đất đó không có giá trị, Ngài không nắm. Bởi vì nó có giá trị, lên Chúa mới lấy bụi trên đất, mà đất này không phải lấy đất nhá, lấy bụi đất. Ngày nay chúng ta biết các vùng phù sa của sông Hồng đó là rất là quý. Cho nên rất nhiều người ở vùng xung quanh hạ lưu sông Hồng đó thì người ta giàu có thịnh vượng bởi vì phù sa bồi đắp. Nhưng mà những kẻ đó không thờ phượng Chúa đến cuối cùng là chết. Người ta không biết thờ Đức Chúa Trời, không biết dâng vinh hiển trước Đức Chúa Trời. Họ trồng đủ mọi thứ cây, họ giàu có thịnh vượng đây rồi, nhưng họ thờ lại thần tượng. Sự sản vẫn dán trên họ, tiền có vào đó rồi, bệnh tật cướp đi hết. Bây giờ họ biết tạ ơn Đức Chúa Trời về sự màu mỡ của đất đai Chúa ban cho. Thân thể xác thịt chúng ta là
gọi là sứ đường sữa và mật. Vì chính vì được sữa và mật như vậy, Ngài mới hạ sanh khí của Ngài vào trong đó, để cái thân thể xác điên trở thành cái nhà tạm cho tâm linh của người ta, là tâm linh được tạo bởi hơi thở Đức Chúa Trời. Nhưng kể từ khi Adam phạm tội thì của đó ma quỷ bắt đầu di trú từ trên trong chốn không trung đó để vào trong thân thể xác thịt của người ta, và nó đồn lũy ở trong thân thể đó, nó trở thành gai góc trà chuông. Bởi đó Chúa đã phán cho dân Israel, Chúa ban cho dân Israel là dân được cứu Chúa ra khỏi sự ê tô là nhà nô lệ đó, là bóng về tất cả người tin Chúa. Sau khi đã nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh rồi, họ được tái sinh tâm linh mình rồi, họ trở thành Israel thật. Bây giờ họ bắt đầu cai trị xác thịt của chính mình, nó chính là sứ đường sữa và mật đó. Nhưng mà trong thân thể xác thịt đó có 7 thứ dân, nó hình bóng vào 7 loại quyền lực của ma quỷ ẩn náu đồn lũy cai trị thân thể xác thịt đó. Dân Israel phải vượt qua sông Giô-đanh, rồi tại kinh canh đó họ phải cắt bì cho tất cả người nam, rồi sau đó họ bắt đầu tấn công các thành ở trong xứ Canaan. Thì cũng có thể như vậy, tất cả mọi người tin Chúa đều có một cái nhiệm vụ, nó phải cai trị thân thể xác thịt mình. Thì đúng là tôi không làm điều này, họ không thể làm được, bởi vì họ không tin vào lời Đức Chúa Trời, họ chối bỏ đức tin của mình mà họ không biết. Vì sao? Nhưng kẻ chạy trước Chúa trở thành quân trộm cướp, họ vẫn cho họ có quyền, rồi họ dạy nhân sự của Chúa làm theo lời của họ, không phải lời của Đức Chúa Trời. Rồi không có người nào trong hệ thống nhà thờ được tái sanh cả, vì hễ ai mà được tái sanh bằng quyền năng Thánh Linh thì lập tức bị đuổi ra khỏi nhà hội ngay lập tức. Chúa Giêsu đã phán điều đó, nó đuổi ra khỏi nhà hội ngay lập tức. Nhưng hệ thống nhà thờ không thể chữa được lành bệnh cho chính họ, và không thể đuổi được quỷ ra khỏi họ nữa. Mà chúng ta sau khi vượt qua sông Giô-đanh thuộc linh, tức là chúng ta tiếp nhận sự ban cho Đức Thánh Linh, mà sông Giô-đanh đó là hình bóng về lẽ thật, là sông nước hằng sống của Đức Chúa Trời. Luật pháp văn tự không phải là sông nước hằng sống, luật pháp văn tự là con đường dẫn ta đến với đấng cứu chúng ta là đấng Christ. Mà thông qua đấng Christ chúng ta được đưa vào trong luật pháp của Thánh Linh sống, là sông nước hằng sống. Bởi đó dân Israel khi mà vượt qua sông Giô-đanh thì họ phải làm nhiệm vụ trước hết công bố sự chúc dữ và sự chúc lành ở trong cái xứ đầu tiên họ đến, đó là trên núi Galazim và trên núi Ebanh, hai loại người trong hội thánh của Chúa. Một bên là núi Galazim, một bên là núi Ebanh, ở giữa có con đường đi tới Sichem. Chúng ta nhớ chuyện Sichem đó, Giacôb lên truyền đường trở về quê nhà mình đấy, phải đi qua cái đường đó. Dân Israel đứng hai bên này công bố lời Chúa, người Lê-vi công bố lời Chúa rồi, tất cả nói amen. Từ khi chúng ta vượt qua sông Giô-đanh thuộc linh, tôi thật sự ban cho Đức Thánh Linh rồi, bây giờ là lúc chúng ta phải công bố sự chúc dữ và sự chúc lành, có nghĩa chúng ta công bố luật pháp của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Tôi rất là tạ ơn Chúa, khi tôi được tái sanh tâm linh và tôi được sứ dầu, thì Chúa dẫn ra tôi để giảng ra là thật, bẻ gãy sự đổ sản. Tôi giảng rất nhiều nơi và phép lạ Chúa xảy ra, bất cứ nơi nào tôi công bố luật pháp lẽ thật của Chúa ban cho, tại nơi đó đều có phép lạ. Rất nhiều điều đó được xảy ra khi người ta đã cầu nguyện bẻ gãy sự đổ sản rồi, phép lạ là xảy ra trên cuộc đời của họ. Anh là bởi vì chúng ta đang làm theo đúng luật pháp Đức Chúa Trời. Chúng ta xem đây không phải là luật pháp văn tự bình thường, đấy là nền tảng của lẽ thật. Thế nhưng mà vào thời kỳ sau đó này, những kẻ không bể cửa mà nhảy vào chuồng chiên của Đức Chúa Jesus Christ đã cắt bỏ lời của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng Đức Chúa Jesus Christ đã cứu chuộc họ ra khỏi sự thật của luật pháp rồi, như vậy là họ không bị rủa xả nữa. Nếu quả thật như vậy thì tại sao dân Israel khi được cứu chuộc ra khỏi sự ê tô rồi, họ được dẫn đến tại núi Sinai, tại đó Chúa ban luật pháp cho họ, họ được cứu chuộc ra rồi, nhưng mà tại núi Sinai đó Chúa ban luật pháp của Ngài cho họ, mà Chúa ban lại rằng người nào làm theo luật pháp đó thì sẽ nhờ quyền phép luật pháp đó mà được sự sống lại và sẽ được sự sống đời nếu họ tiếp tục tuân thủ làm theo lời của Đức Chúa Trời. Họ được chuộc chuộc ra rồi mà, họ chuộc ra khỏi xứ đó rồi, vượt qua biển đỏ rồi. Vậy tại núi đó họ nhận luật pháp, trải 40 năm dân Israel đi trong đồng vắng, họ sinh ra con cái đông trên đó 40 năm rồi, nhưng mà khi họ vượt qua sông Giô-đanh rồi, họ vẫn phải chúc giữ trên núi Ê-banh và chúc lành trên núi Galisim. Họ phải công bố, có nghĩa là họ công bố cho ai nghe, cho núi nghe không, cho chính họ nghe, để họ phải nhớ rằng này, thân thể xác thịt này có hai loại người, loại người thích phước lành, một người thích làm điều ác tự do của xác thịt mình. Thì Chúa ban luật pháp của Ngài cho họ, thì trong luật pháp có hai phần, sự sống và sự chết, sự phước lành và sự đổ sản. Vậy hỏi phải công bố điều đó ra để người ta nhận biết được đó, rất quan trọng quý vị. Hàng ngày chúng ta phải đối diện luật pháp, luôn phải nhớ rằng chúng ta có luật pháp trong lòng mình, không phải nhìn thấy bên ngoài đâu mà nó ghi trong lòng chúng ta rồi. Lúc nào chúng ta phải có luật pháp, bởi vì biết rằng là ấy chẳng phải là nhìn để là người nhìn chúng ta đâu, mà thấy rất thần linh nhìn chúng ta, thiên sứ nhìn, ma quỷ nhìn, Chúa nhìn thấy tất cả mọi sự đó. Bởi chúng ta là tạo vật Chúa dựng nên, và Chúa đang tìm kiếm giữa tất cả loài người đó ra một dòng dõi thánh. Bất cứ người nào sinh ra trên đất này
Cho đến khi qua đời, Chúa định cho nó có thể ăn sống. Nếu những kẻ đó ác, nó không thể có lợi sau nữa, Chúa khiến nó chết sớm. Cho dù bình thường nó không ra gì cả, nhưng mà Chúa nói cái dòng dõi là Chúa biết rồi, Chúa cho nó chết sớm để khỏi tai họa cho người khác. Vì công việc của Ngài là tìm kiếm, luyện lọc, sàng sảy. Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã học sàng sảy. Như khi mẹ tôi mua gạo về, rồi tôi phải dê về sàng, rồi bắt đầu lọc dạng ra, rồi nhặt thóc ra, tôi phải làm hết. Từ cái mẹt, từ cái dần, từ cái sàng, từ cái sảy, ô đủ thứ để luyện lọc, nhặt nó ra. Thế thì khi chúng ta sống trên đời này cũng vậy, từng kỳ một, Chúa luyện lọc sàng sảy từng người một, để tìm cho Ngài một giọt thánh. Thì khi dân Israel khi vào đến xứ Canaan rồi, họ vẫn phải công bố luật pháp này, để chính họ luôn nhớ rằng có luật đó, và Chúa đã công bố ra. Bởi vì đây là luật của Đức Giê-va, Ngài hằng còn. Ngài hằng còn. Bởi đó khi công bố như vậy, họ nhớ rằng Chúa hằng còn, Ngài đã biết tất cả mọi sự, để họ tự răn đe mình. Trước hết là họ sợ chết, nhưng giết rồi họ sẽ nhìn thấy cái sự phước hành Chúa ban cho, để nào mà tin lời Ngài rồi. Bây giờ họ trở thành cái bổn tánh. Họ thành cái bổn tánh rồi, lúc nào họ cũng luôn luôn ở trong sự sạch sẽ rồi, họ gớm biết sự rửa ráy. Cho nên họ phải giao sự chúc lành trên núi Garisim và sự chúc giữ trên núi Ê-bành. Hai nơi này ở bên kia sông Giô-đanh, qua khỏi đường Tây, tại đất dân Canaan ở trong đồng ruộng đối ngang Ginh-anh, gần cái cây rẻ bộp của Mô-rê. Bây giờ ta xem Giô-suê là người hình bóng về Đức Chúa Jesus Christ đã thi hành mạng lệnh của Đức Giê-va như thế nào khi người dẫn dân Israel vào nhận xứ Canaan làm sản nghiệp. Giô-suê đoạn 8 câu 30 đến câu 35 chép: Bây giờ Giô-suê lập một bàn thờ cho Giê-va đất trời của Israel tại trên núi Ê-bành, y như Mô-sê tôi tớ của Đức Giê-va đã dặn biểu dân Israel và đã có chép trong luật pháp của Mô-sê. Ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối, sắt chưa đụng đến. Ở đó dân sự dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-va và dâng của lễ thủ ân. Tại đó Giô-suê cũng khắc trên đá một bản luật pháp mà Mô-sê đã chép trước mặt dân Israel. Cả Israel, các trưởng lão, các quan cai và các quan xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế lễ, người Lê-vi là người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-va. Nhưng khách lạ luôn với dân Israel đều có mặt tại đó. Phân nửa này ở về phía núi Garisim và phân nửa kia ở về phía núi Ê-bành, tùy theo lệnh mà Môi-se tôi tớ của Đức Giê-va trước đã truyền và chúc phước cho dân Israel. Đoạn Giô-suê đặt hết các lời luật pháp, sự chúc lành và sự chúc giữ y như đã chép trong luật pháp. Chẳng có lời nào về mọi điều Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc tại trước mặt cả hội chúng Israel, trước mặt đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ. Mọi người không bởi cửa mà vào chuồng chiên của Đức Chúa Jesus Christ dám cắt bỏ lời của Đức Chúa Trời. Khi họ dùng lời của Phao-lô khi ông gửi cho hội thánh thành Roma, nhưng mà họ cắt xén một cách vụng về. Nhưng mà đó là cái điều phải nói là khốn nạn cho họ, bởi vì họ coi thường hội chúng của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi chúng ta đều có kinh thánh, các sách gọi đọc đó thì thật sự cũng có, nhưng họ đọc từ câu 1 đến câu 3 bỏ câu 4. Mà nếu câu 3 bỏ câu 4 mới là câu nửa câu, vì nó có dấu phẩy thôi. Họ nói như thế nào? Họ nói như thế này này: cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tà xác thịt làm cho luật pháp dễ yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sạch chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Phải, họ chấm lên đây. Họ bảo thấy chưa? Chúng ta không có sức làm cho luật pháp được. Nếu được chúng ta không làm được thì Chúa làm cho rồi. Ngài xin chính con mình để xác thịt như xác thịt của chúng ta đó, và đoán phạt tội lỗi trong xác thịt rồi. Như vậy ngày nay chúng ta không bị rủa sả nữa. Hiện tại sao chúng ta phải làm theo luật pháp nữa? Vì Chúa làm cho xong rồi. Những người nghe mới kể để nói đó cũng bị đáng đánh đòn. Tại sao nó không đứng dậy nói: ông ơi, ông giảng không đúng rồi, ông đọc chưa hết câu, ông đọc nửa câu, tại sao ông dừng lại? Tại sao ông dám bỏ lời Đức Chúa Trời? Không dám đứng lên, mới im, sợ con người. Bởi cái đó Chúa phán xét cả kẻ mù dẫn đường và kẻ đang mù đó cùng rơi xuống hố. Bởi vì câu 4 chép tiếp như thế nào? Tiếp này: hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta là kẻ chẳng nói theo xác thịt nhưng nên theo Thánh Linh. Họ bỏ cái phần nửa của cái câu đi, họ nói cứ như là tất cả mọi dưới mù hết ấy. Mà đúng dưới mù luôn, tại vì không ai dám mở miệng cho cãi lại họ, sợ họ. Chúa thử tất cả mọi người. Tôi là người, tôi ngay thẳng, tôi hỏi ngay. Khi tôi lên hội thánh vừa nhau tại sân bay Toronto, tôi thấy Thánh Linh của Chúa làm việc trên đó rồi. Khi tôi thắc mắc lại, thì người ta không trả lời chúng tôi được. Mời ông hội trưởng hội CMMA của Bắc Mỹ từ bên Mỹ sang, họp lại tất cả các chấp sự, trong đó có tôi. Chúng tôi hỏi ông tại sao chúng tôi ở đây lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, mà không thấy giảng về Đức Thánh Linh.
không thấy nói về phép lạ. Là làm sao? Người bạn của tôi lúc đó là thư ký hội thánh đã 14 năm rồi. Hỏi câu đó, ông của trưởng chúng tôi đang xem xét cái đơn của anh để làm mục sư phụ tá. Thấy chưa? Ông ra đe ngay. Anh nên nhớ chúng tôi đang xét anh để làm mục sư phụ tá đấy nhá. Anh có dám hỏi tôi câu đó à? Ông im luôn. Tôi hỏi luôn. Tôi muốn hỏi tại sao chúng tôi không được nghe về Đức Thánh Linh? Tại sao không giảng về Đức Thánh Linh và không có phép lạ trong hội thánh của Chúa? Trong hội đó Kinh Thánh có chép. Hãy tin Ngài có các dấu lạ này, lấy tên Ngài trừ quỷ, dùng tiếng mấy mà nói. Mà tại sao chúng tôi không được giảng về vấn đề này? Ông quay đầu hỏi tôi, anh là ai? Vâng, tôi không cần biết ông biết tôi là ai. Tôi là người tin Chúa. Tôi hỏi ông là mục sư. Tôi hỏi ông tại sao chúng tôi tin Chúa lâu rồi mà không được nghe về lẽ thật này? Không ai dám hỏi ông ta câu đó. Cuối cùng ông ta phải dịu giọng xuống. Ông ta nói như thế này. Thực tế nha, trong hệ thống CNMA của chúng ta khoảng 100 năm trước đã có tiếng mới rồi, đã có quyền phép của Đức Thánh Linh rồi. Nhưng một số người xuống với miền Nam Mỹ đó để truyền giáo đó, họ không học tiếng của thổ dân. Họ nói là trong ngày lễ vu tuần, Chúa làm phép lạ lỗ tai người ta, và sao là phép lạ của cái miệng của các sứ đồ của Chúa. Nên ai đó đều có thể nghe và hiểu được tiếng của sứ mình qua các môn đồ. Nên họ đã xuống Nam Mỹ để truyền giáo. Nhưng mà khi họ nói tiếng lạ, ở giữa đó thổ dân không nghe được, không hiểu được. Rồi họ đánh đuổi những người đó và gọi là bọn điên. Nên khi trở về báo cáo như vậy thì người ta quyết định là không cho phép người đó xuống truyền giáo vùng đó nữa. Và cấm nói tiếng lạ luôn, cho đến tận ngày nay. Tức là như vậy là các anh sai. Chuông mà chúng ta dùng tiếng mới để đi truyền giáo, thì các anh phải rút kinh nghiệm như người đó để không được làm cái kiểu như vậy được. Mà phải học tiếng của thổ dân rồi mới đi để giảng. Bởi vì Kinh Thánh có chép rằng thế ai nói tiếng lạ là nói với Đức Chúa Trời, không phải nói với người ta. Kinh Thánh có chép là sao anh không làm theo? Bây giờ cấm luôn à? Hôm đó tôi nói rằng nếu Chúa ban cho tôi tiếng lạ, tôi sẽ nói tiếng lạ. Và cảm ơn Chúa đã tư miệng của tôi đúng tuần đó tôi nói tiếng lạ. Chúa Giêsu đến thế gian này không phải để phá luật pháp hay là lời tiên tri. Rõ ràng những bài giảng đầu tiên tại trên núi ở vùng hồ Galilee gần thành Capernaum, Chúa đã nói rằng các người chớ tưởng rằng tôi đến để phá luật pháp hay lời tiên tri. Tôi đến không phải để phá nhưng để làm cho trọn. Của thật tôi đã cùng ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua được trước khi mọi sự được trọn. Và cái bọn người gọi là không bởi cửa mà vào chuồng chiên đó cũng lại lợi dụng cái câu chọn đó. Chúa Giêsu đã phán là đang khi trời đất chưa qua đi thì luật pháp không qua đi được trước khi mọi sự được chọn. Rồi họ vỡ lên câu mà Chúa Giêsu trước khi Chúa linh hồn, Ngài nói mọi sự được chọn. Đây là bản tin biệt đó, là mọi sự được chọn. Họ đã thấy chưa? Chúa Giêsu làm cho như thần tự giá rồi. Tôi bảo cái bọn này đáng đánh đòn. Là bởi vì sao? Chúa cho chúng ta dấu chỉ là trời đất chưa qua đi. Chúa nói tiếp là trời đất qua đi còn dễ hơn một chấm một nét luật pháp phải bỏ đi. Trời đất vẫn còn đó, dấu chứng vẫn còn đó. Ngày Chúa ban luật pháp dựng xem đó, Chúa bắt trời đất làm chứng, trời đất vẫn còn. Thì tại sao Chúa lại nghịch lại với chính lời của Ngài được? Nên chúng nó tìm mọi cách để nó chống chế cho sai lầm của nó. Vậy mà rất nhiều người ngồi nghe bên dưới cứ gật đầu, amen, hay. Thì cái bọn đó cũng sẽ bị rơi xuống ngố như cái kẻ mù các bạn. Lên khi đọc lời Chúa phải thật cẩn thận. Nếu ta làm thương mại trong cuộc sống của mình, cẩn thận mọi sự. Nhưng khi đọc lời Chúa mà không cẩn thận dò theo lời Chúa đó, thì Chúa cho cả đó là kẻ dại. Khi ta đọc lời Chúa, chúng ta phải thật cẩn thận, suy gẫm từng ly từng tí một, vì Chúa không hề mâu thuẫn như người ta. Cái bọn chuồng kiếp kia nói là ôi Chúa Giêsu đến mà làm chọn luật pháp rồi. Bọn người nó trích lời chép ở trong sách Giăng đoạn 19 câu 30 này. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được chọn. Rồi Ngài gục đầu mà chút linh hồn. Bây giờ ta xem bản Kinh Thánh tiếng Anh King James Version chép câu 30 trên như sau. When Jesus therefore had received the vineyard, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Chứ mà bọn người dùng để xuyên tạc giá trị của lời Chúa trong bản dịch tiếng Việt gọi là mọi việc được chọn. Nhưng bản King James thì chép it is finished. Có nghĩa là cái người dịch Kinh Thánh tiếng Việt không chỉ dịch sai mà dịch ấu nữa. Mọi việc, có nghĩa là all thing. Ở đây là it is finished. Chỉ nói về công việc riêng Ngài được giao mà thôi. Đây lời Chúa Giêsu nói với Đức Cha, con làm xong công việc. Vì thực tế trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, thì trong Giăng đoạn 7 đã chép lời cầu nguyện của Ngài với Đức Cha. Ngài đã báo cáo Đức Cha là con làm xong mọi việc Cha giao cho làm. Mọi việc, rất nhiều thứ. Ngài đến làm chứng cho nó thật. Ngài đến để giảng giải Đức Cha cho người ta. Ngài đến để cứu chuộc lại người. Tức rất nhiều thứ Ngài đến để làm công việc đó. Thì Ngài làm chọn được rồi. Nhưng riêng cái phần cuối cùng là Ngài sẽ chịu chết thật giá là chưa xong mà thôi. Nên nhớ rằng Giăng 17 nói rất rõ rằng những điều gì Ngài đã giao cho. Tức Đức Cha giao cho Ngài, Ngài làm xong rồi.
Ngài đến để giao truyền tin lành cứu rỗi cho người ta. Và các môn đồ của Chúa đã biết Ngài đến từ Đức Cha, và những lời Ngài đã nhận từ Đức Cha đã truyền giao cho họ. Họ nhận biết Chúa Giêsu là ai. Đó là việc rất quan trọng Ngài đến để làm cho luật pháp được giữ vững lập rồi. Chỉ có một điều duy nhất là lên thập tự giá để chết cho nó thì chưa làm thôi. Lên khi Ngài làm thập tự giá đó xong là phần cuối cùng đó, Ngài nói it is finished. Tức là cái điều cuối cùng, có một phần thôi, cuối cùng thôi là xong rồi, hoàn thành rồi. Finished. Mà cái chữ finish đây trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là trả xong món nợ, hoàn thành công việc được giao. Bản tiếng Việt trên này, mọi việc đã được chọn, dịch ấu. Bây giờ ta xem lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện Đức Chúa Cha. Để ta xem Chúa Giêsu đã làm chọn bộ công việc cho giao cho như thế nào. Để hiểu cái câu này, quan trọng như thế này. Giăng đoạn 17, từ câu 1 đến câu 14 chép như sau. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng, Thưa Cha, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển con, hầu cho con có làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã xảy đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cái câu này chép như sau này: I have glorified thee on the earth, I have finished the works which thou gave to me. Con đã làm xong, finish, con hòa làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi Chúa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian, họ vốn thuộc về Cha. Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho con đều được từ Cha mà đến, vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy. Nhìn biết quả thật rằng con đã đến từ nơi Cha và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chứng họ thuộc về Cha. Và mọi điều thuộc về con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp là một như chúng ta vậy. Đã khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Như bây giờ con về cùng Cha, và đang khi còn ở thế gian, con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Nếu tôi đọc 14 câu trên, Chúa thấy những nhiệm vụ Chúa Giêsu đã làm. Ngài đã truyền lời của Đức Cha cho các môn đồ của Ngài và họ đã gìn giữ lấy. Đúng những gì mà trong sách Gióp đoạn 33 Đức Chúa Trời phán này: nếu trong 1000 thì giữ có một kẻ làm kẻ truyền giải cho người. Truyền giải có nghĩa gì? Interpreter, tức là phiên dịch nó ra, giải nghĩa nó ra, để người ta hiểu được giá trị của lời văn tự đó có nghĩa như thế nào, thì kẻ đó sẽ được ban cho giá cứu chuộc. Nhưng mà hệ thống của thờ không có cái này. Họ đến từ con người, họ đến tổ chức, họ đến từ chính họ, không phải đến từ Đức Chúa Trời, nên không thể là kẻ truyền giải được. Họ không thể phiên dịch được, không thể hiểu được lời văn tự này, nên không giải nghĩa được cho người ta, nên không có giá cứu chuộc cho người nghe. Lời Chúa là nguyên tắc, lời Chúa là giảng mối. Phải hiểu lời của Đức Chúa Trời, lời của Thần Linh mà. Vì Chúa Giêsu đã phán là các lời phán của người đều là Thần Linh và sự sống, sao thì chẳng ích chi. Vâng, người tư nghĩ và chứng chi nó thấy chưa? Lời Chúa là Thần Linh sống, tức lời Chúa Giêsu là Thần Linh sống. Các bạn này, Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Chúa dùng lời của Ngài để tạo đến muôn vật, thì khi lời của Chúa ra khỏi miệng Ngài thì là con đầu lòng của Đức Chúa Trời, đó là Giêsu. Lời của Chúa phán ra mà ý nghĩa của trách nhiệm của lời đó là gì? Đức Chúa Ba là đấng cứu chuộc. Khi Chúa mở miệng phán thì vật liền thành, mà chính là Chúa Giêsu tạo nên muôn vật. Trong ngôn nói như thế nào? Ngài là thợ cái. Lời của Chúa là thợ cái. Chúa dùng lời của Chúa để tạo nên muôn vật. Và khi Chúa xuống đến, Ngài có quyền phép để khiến những muôn vật được sống, sửa chữa muôn vật, nâng đỡ muôn vật và khiến những muôn vật được sống tùy theo ý thức của trời. Chúa này, con được ban sự sống đời đời cho kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Chúa đây bày tỏ cho ông ta biết là Ngài có quyền ban sự sống đời đời cho ông, các vật tùy theo ý của Đức Chúa Cha. Ngài ra từ Đức Chúa Cha, Ngài biết ý của Đức Chúa Cha và Ngài làm chọn công việc đó. Trong sách Tiên tri Ê-sai là 55 từ câu 10 đến câu 13 cho nên lời của Đức Chúa là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Khi được phán được khỏi điều Ngài thì không trở về luống nhưng mà chắc làm chọn điều Ngài đã sai khiến nó.
Bởi cái đó Chúa xuống đến thế gian này và Ngài sẽ làm xong công việc đó và Ngài trở về với Đức Chúa Cha. Nhưng mà Chúa Giêsu đến thế gian này để đem chúng ta là kẻ phu tù đó trở về với Đức Chúa Cha và trong Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ của chúng ta đến để cứu chuộc những kẻ được cứu chuộc đó mang về thiên đàng với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện này đến Đức Chúa Cha, Ngài đã làm xong những công việc như đã chép ở trong Giăng đoạn 17 chúng ta vừa đọc đó. Và có một việc chót sẽ được làm sau các công việc trên, đó là Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá để thanh toán món nợ mà các con cái Ngài là loài người đó không thể trả nổi. Nếu quả thật Chúa Giêsu muốn loài người không phải làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời nữa, thì tại sao Ngài lại báo cáo với Đức Chúa Cha rằng con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha đã giao cho con từ thế gian, họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho con đều được từ Cha mà đến, vì con đã truyền cho những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy. Nhưng biết quả thật rằng con đến từ nơi Cha và tin rằng ấy là Cha sai con đến. Chúng ta phải hiểu rõ cái giá trị quan trọng, chúng ta là kẻ sửa đường lại cho người ta ở, tu bổ lại nơi sự hư nát từ các đời trước. Chúng ta là những kẻ phải trình lại cho kẻ nói láo và vào miệng của những kẻ đó nói láo, để cho kẻ mù đang đi làm kẻ mù đó tỉnh ra. Chúng ta khiến cho kẻ đang mù đó sáng trở lại. Còn kẻ không chịu làm mở mắt ra đó thì phải chết. Chúng ta phải hiểu rõ này. Hội thánh ban đầu được thành lập tại Jerusalem vào năm 32 Anno Domini bởi Đức Thánh Linh của Đấng Christ. Trong ngày đó điều gì xảy ra? Phi-e-rơ đại diện các sứ đồ công bố luật pháp của Đức Chúa Trời, công bố Giê-xu là con một Đức Chúa Trời, là thầy tế tượng phẩm, Ngài đến làm cho luật pháp đó. Và khi người ta nghe được rõ rồi, thảo là anh em ơi, bây giờ tôi phải làm gì? Phía đó này, ai đây Hanan và nhân danh Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm, rồi sẽ được sự ban cho Đức Thánh Linh là phần mà Ngài đã hứa cho anh em. Rõ ràng là ngay từ lúc ban đầu khi hội thánh được thành lập, thần của Chúa ngự trên nó rồi, họ đã giảng lời của Chúa ra, giảng luật pháp của Đức Chúa Trời ra. Và hội thánh của Chúa đã giảng về luật của Môi-se rõ ràng. Chúa mang lấy các môn đồ của Chúa khiến môn dân trở nên môn đồ Ngài. Vậy thì các bài Chúa Giê-xu đã giảng cho các môn đồ của Chúa là giảng cái gì? Đều là luật pháp của Môi-se. Làm thế nào để các môn đồ của Giăng Báp-tít nhận biết Chúa Giê-xu là đấng mà Môi-se có nói đến? Bởi vì Ngài có giảng luật pháp của Môi-se, đúng chưa? Nếu người đến để phá đi, cần gì phải giảng luật pháp nữa? Ngài đến chữa lành cho người ta rồi, Ngài bảo là hãy đi dâng của lễ như luật pháp Môi-se để tỏ mình cho thầy tế lễ. Đúng rồi, luật pháp của Môi-se là như vậy. Chúa không phá đi, vì chính Ngài ban luật pháp đó cho Môi-se. Chính Ngài, lời Đức Chúa Trời là ban luật pháp đó cho Môi-se. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời phán thì Chúa xuất hiện diện, Ngài là công cụ của Đức Chúa để truyền ý muốn của Đức Chúa cho loài người, tạo nên muôn vật. Chúa đến giảng luật pháp của Môi-se. Nên trở về với nhau, hãy đến cùng tôi đi. Chúng ta tất cả đấng mà Môi-se có nói đến. Môi-se có nói điều gì nhỉ? Từ dưới nghe con ngươi sẽ ra một đấng tiên tri như ta, cứ nghe theo đời đấng đó. Vậy mà hôm nay người ta nói là bây giờ Chúa Giê-xu đến là chọn luật pháp rồi. Ở dưới cũng amen, cả cả người giảng cứ amen là chết. Cẩn thận, không phải lúc nào cũng nói amen. Amen nghĩa là xin được như vậy. Có nhiều lời chúng ta không được phép amen vì nó quá đúng rồi. Nhiều khi người ta amen, cái amen không đâu. Amen là lời Chúa hứa thì tôi nói amen. Nhưng điều gì Chúa cũng phải hứa, Ngài lập điều đó rồi thì chúng ta không được phép nói amen. Nó lập được rồi mà sao nói amen làm chi nữa? Amen là xin được như vậy. Chúa tạo nên rồi, tại sao còn nói amen? Amen là lời Chúa hứa với mình, lời Chúa đọc lên rồi amen. Ta xin được như vậy để được tôi ứng nghiệm cho tôi. Còn điều Chúa dựng đến muôn vật rồi thì Chúa nói amen. Ngài muốn dựng muôn vật rồi là sao còn cầu được như vậy? Nó đã thành vật như vậy rồi còn xin được như vậy nữa? Nó thành như vậy rồi còn xin được sao? Nên anh em cẩn thận, nhiều người không biết cái amen đại. Nó cũng giống như ok. Lời của Đức Chúa Cha là luật pháp mà Giê-hô-va Đức Trời đã phán với tiên tri Giê-rê-mi rằng: này là giáo ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng, ta sẽ làm Đức Trời chúng nó và chúng nó sẽ làm dân ta, được chép trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 33. Chúa phán rồi, khi xưa tại trên núi Chúa phán cho Môi-se nghe, rồi trên trời cao Chúa phán xuống dân xem nghe. Nhưng mà cho đến ngày sau rốt này, Chúa không phán trực tiếp trên trời xuống nữa, mà Ngài ghi vào lòng của người ta luôn. Tại sao? Ngài đổ thần Ngài ở trên người ta, và chính thần linh của vào trong người ta ghi đó ở trong lòng họ luôn. Có thể sao thì không nghe, nhưng mà Ngài cũng ghi luôn trong đó luôn. Ngài có thể làm được như vậy. Hebrew đoạn 8 câu 10 chép lại lời của tiên tri Jeremy như sau: Chúa lại phán là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi vào trong lòng, ta sẽ làm Đức Trời họ, họ sẽ làm dân ta.
Câu này rất quan trọng. Nếu người nào đó không có luật pháp của Chúa ở trong lòng thì người đó không phải là dân của Đức Chúa Trời. Nhưng kẻ nào mà được Chúa ghi lời của Ngài trong lòng họ rồi thì kẻ đó là dân của Ngài và Ngài là Đức Trời của họ. Điều này không hề khác một tí nào với dân Israel trong đêm lễ vượt qua đầu tiên của Đức Chúa Ba. Thế nhà nào ăn thịt trên con đó phải lấy huyết của con trên đó để bôi trên bệ cửa, trên cột nhà của cái nhà đó. Họ bôi cho họ công bố lời của Đức Trời ra có mười miệng mình. Nhưng mà đến ngày sau đó này thì chính Chúa làm được nó ở trong lòng người đó rồi. Dù người ta tin ông tin không thành vấn đề, thiên sứ của Chúa nhìn dấu hiệu đó và biết người đó là thuộc về Ngài. Còn trong quá khứ thì ai muốn được ra khỏi Ê-tô thì họ lấy huyết ăn thì chứ con lấy huyết bôi trên nhà của mình để không bị diệt. Nhưng ngày sau đó này thì thiên sứ của Chúa sẽ nhìn thấy dấu hiệu ở trong lòng người ta. Ngọn đèn tâm linh người ta được sáng lên rồi thì thiên sứ sẽ bảo vệ người đó. Cho dù người đó không nói ra thì thiên sứ vẫn biết. Có những kẻ ở trong nhà thờ nói ra nhưng mà thiên sứ đi qua không thèm quay đến, vì sao? Bọn này không thuộc về Chúa. Họ đi qua biết đây là cái nhà giả, cái nhà thờ giả, hội thánh giả, không phải hội thánh thật. Chính quyền không biết là hội thánh nào hội thánh thật đâu. Chúng ta biết hội thánh thật là hội thánh có Đức Thánh Linh cai trị, làm theo luật pháp trọn vẹn của Đức Trời. Tại đó lấy danh Chúa chịu quỷ dùng từ bên đây bắt đầu tay, nếu dân chưa độc cũng thả gì hết được tay thì cái đau thì cái đau sẽ lành. Đó là hội thánh thật. Hội thánh thật thì có điều hứa rằng các cửa mù sẽ không thắng được hội đó. Hội thánh giả là cũng thể hiện giống như là thật, nhưng mà đến phần cao trào nhất thì không có. Không có tiên mới, không có lời tiên tri, không có phép lạ. Người trong hội thánh đó là bệnh tật đầy dẫy. Ngày nào cũng đến đưa lên thì người này người kia cầu nguyện cho người này người kia bán cho thứ bệnh. Nhưng không có ai được chữa lành cả. Không có chỗ nào thì thánh chép là trong hội thánh các ngươi có ai có bệnh, đọc danh sách lên để ta chữa lành cho. Chúa bảo các môn đồ của Chúa, rồi chính ra cơ nói rằng, trong em có ai bị bệnh chăng? Hãy mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Sau khi nhân Chúa Giêsu cầu nguyện sức dầu cho, thì lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Nếu người đó có phạm tội thì sẽ được tha. Các trưởng lão tức đại diện các chấp sự, những người có uy tín hội thánh của Chúa, là người được sức dầu của Chúa sẽ cứu kẻ bệnh, chữa lành cho người ta. Đó là hội thánh thật. Nhưng mà chính quyền thì không biết, cứ nhà tờ to xin phép của giấy phép rồi là hội thánh, nhưng thực tế nó chỉ là một tổ chức tôn giáo thôi, không phải là hội thánh thật. Vậy thì theo lời Chúa chép rằng sau cái ngày đó thì những ngày đó là ngày nào? Đó sau khi Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại từ kẻ chết và 10 ngày sau khi Chúa Jesus trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha, thì Đức Thánh Linh đã ban xuống cho hội thánh của Ngài và hội thánh của Chúa được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần năm 32 Anno Domini. Và trong cái ngày đó luật pháp của Đức Chúa Trời được công bố qua miệng các sứ đồ được sức dầu bởi Đức Thánh Linh. Họ đã tôn cao danh Đức Chúa Jesus Christ và đã giảng luật pháp Đức Chúa Trời, và trong người đó có độ 3.000 người được vào trong hội thánh của Ngài. Chúng ta đang nói về lời của Đức Chúa Trời là luật pháp, và luật pháp đó là con đường cứu chuộc loài người, và biểu tượng của luật pháp là thập tự giá. Mà mọi người nào muốn được cứu chuộc linh hồn mình thì phải từ bỏ chính xác thịt của mình đi để vác thập tự giá mình mà theo Chúa Jesus. Chúng ta đang nói về lời của Đức Chúa Trời là luật pháp, và luật pháp đó là con đường cứu chuộc loài người, và biểu tượng của luật pháp là thập tự giá. Và Chúa Jesus đã phán về nguyên tắc của sự liều mình vác thập tự giá mình theo Ngài như thế này. Đức Chúa Jesus bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì có người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các tiên sứ. Lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 4-28. Chưa một bản tiếng Việt dịch là liều mình, tiếng Anh là deny himself. Chép câu 24 trên có nghĩa là, tức là chữ apa neomai số 533 của tiếng Hy Lạp có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn chính mình, deny himself. Chứ sự sống mình chết thuộc 25 trên là nói về sự sống của xác thịt, không phải nói về sự sống thật của linh hồn người ta. Trong câu 28 trên Đức Chúa Jesus có phán là, trong mọi người đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài. Điều này rất là quan trọng, vì nếu không hiểu người ta sẽ hiểu sai để không lẽ những người đó sẽ sống hoài trước khi Chúa trở lại chăng? Nguyên văn câu này không phải như vậy. Chúa nói là có một số người đang đứng đây, không phải tất cả, cho các môn đồ của Chúa đang đứng đây, hầu hết sẽ chết. Bởi vì từ khi Adam phạm tội để cho xác thịt mình ăn trái cây biết được điều ác đó thì là người phải chết.
sao tin thì phải chết. Thế nhưng mà những người đã tin Chúa và làm theo lời Chúa, trong số đang đứng xung quanh Chúa xuống nghe các bạn lời này, thì trong số tất cả người đó sẽ chết theo thời gian. Khi già yếu rồi người ta phải chết. Nhưng mà trong số người sẽ chết đó có người không hứa mất, thân thể xác thì trở về bụi đất, nhưng mà linh hồn của họ được cứu rỗi. Và khi Chúa Giêsu trở lại đón họ trở về thiên đàng, thì họ được thấy Chúa Giêsu và được đón trở về thiên đàng với Ngài. Đến ý Chúa nói như vậy, từ bỏ hoàn toàn chính mình ở đây rất là quan trọng. Không phải chỉ là từ bỏ tất cả mọi thứ thật xấu của xác thịt mình, mà ngay cả chính sự sống của mình. Khi Chúa bảo thành chức vụ đó, mà khi ra rằng lời đó sẽ bị ta bắt, có thể bị chết, bị chém đầu như Phao-lô. Tất cả các môn đồ của Chúa Giêsu ngoại trừ Giu-đai cai đốt phạm tội rồi tự tử chết thôi, còn không có thoát người nào không bị hành hình cả. Duy có sứ đồ Giăng bị người ta ném vào trong vàng dầu, nhưng mà Chúa làm phép lạ, ông bơi ở trong cái vàng dầu sôi đó như bữa đứa con nít bơi trong bể tắm vậy đó. Khi người ta sợ quá rồi vớt ông ta ra, không dám giết vì tưởng ông ta là thần. Rồi Chúa khiến cho sứ đồ Giăng đó trốn thoát được khỏi nhà tù ở đảo Patmo để trở về quê của mình, và ông viết sách Khải Huyền. Và duy nhất chỉ có sứ đồ Giăng qua đời theo xác thịt tự nhiên mà thôi. Còn lại tất cả các tổ tớ của Chúa đều bị hành hình. Trong một thời kỳ đó, kể cả thời kỳ của Nero, rất nhiều người bị hành hình, bị chém đầu. Họ sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự đó đi, từ bỏ chính mình đi vì cớ danh Chúa. Để Chúa nói vì cớ danh Chúa. Cái thứ hai nữa, vì cớ danh của Chúa mà chúng ta phải từ bỏ những sự mà xác thịt chúng ta coi đó là lợi cho mình, nhưng mà nó là không đúng với lại mạng lệnh của Đức Trời, chúng ta phải từ bỏ nó. Cũng như khi là chúng ta được Chúa gọi vậy đó. Khi Chúa gọi tôi từ bỏ gia đình của tôi từ bỏ cơ nghiệp của tôi đi, là bởi vì tôi biết tôi không phải thuộc về tôi nữa. Lúc đó tôi được Chúa cho tôi biết là tôi thuộc về Ngài, tôi được tạo nên bởi có ý định của Ngài. Lúc đó tôi chưa hề biết một tí gì về kế hoạch tìm một dòng thánh, mà tôi chỉ tin một điều là Chúa tạo nên là người thế ý của Ngài. Vậy thì khi Chúa gọi tôi là tôi đi theo Ngài. Tôi sang từ bỏ tất cả những điều gì mà tôi đã cố gắng từ Việt Nam sang đó, rồi tôi bỏ công lao của mình ra để tạo cho mình một cơ nghiệp nhiều người thèm. Nhưng mà khi Chúa gọi rồi, tôi vui mừng tôi đi theo Ngài. Tôi coi đó một cái vinh dự, một sự may mắn, mình nghĩ như vậy để đi theo Chúa. Nhưng có những người thì không dám theo vì sợ đói, sợ khổ. Có người sợ vợ buồn, rồi người nghe lời vợ không dám đi. Tôi có người bạn ở với tôi bên đó mấy năm, rồi ngày kia anh ta lái xe đưa tôi ra sân bay. Dọc đường trên xe anh bảo: anh Thành ơi, có lẽ tôi không đi truyền giáo như anh được đâu, vì vợ tôi không muốn tôi đi. Tôi bảo: anh ơi, anh nghĩ gì vậy? Vợ anh là ai? Chúa Giêsu phán này: hãy để kẻ chết cho kẻ chết, còn ngươi đi theo ta. Cái người đó nói: vợ tôi không muốn tôi đi. Đầu hàng, nghe lời vợ ăn chay cấm. Lời của Đức Chúa Trời còn được gọi là con đường của sự sống. Gian đoạn 14 câu 1 đến câu 10 chép: làm các ngươi chưa hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, phải biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Vì bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và tới bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng: lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha, sao ngươi lại hỏi rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Đây điều rất là quan trọng cho chúng ta, bởi vì hệ thống nhà thờ làm lộn xộn. Họ nói Đức Trời ba ngôi, rất nhiều hội thánh tư gia cũng nói Đức Trời ba ngôi, mà trong khi đó Chúa Giêsu đã phán rằng: và sự sống đời đời là nhìn biết cha. Tức là Đức Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng cha sai đến. Không có ngôi hai, không có ngôi ba. Đức Trời có một và thật. Bây giờ Đức Trời ba ngôi, họ đang chống lại lời Chúa Giêsu đã phán. Chúa Giêsu phán Đức Trời có một mà thật mà thôi. Còn Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Vì Ngài hàng sống, Ngài dùng lời Ngài để các chị muôn vật, thì Ngài phải có lời chứ. Mà chúng ta tạo thành tượng của Đức Chúa Trời mà. Nhưng bởi vì chúng ta được cai trị trên đất này, là muôn vật đó cần có thấy hình của đấng cai trị này, nên Chúa tạo nên ta một cái thân hình để Ngài đặt tâm linh ta và trong thân hình đó để cai trị muôn vật. Nhưng còn tâm linh ta với ra từ Đức Chúa Trời, chúng ta giống Đức Chúa Trời vì ra từ Đức Chúa Trời, và chúng ta giống như Trời Chúa là chúng ta có hình, chúng ta có lời để nói. Để cai trị muôn vật phải có lời chứ. Nhưng bởi vì muôn vật đó cần thể hình nên phải có một thân hình để mà muôn vật được chịu theo. Vậy bây nhà thống có thể cứ trời ba ngôi đua nhau mà kêu trời ba ngôi.
Khi mới trở lại cùng Chúa, tôi nghe họ nói với trời ba ngôi, thế là lạ. Rồi ông Benny Hinn cũng nói với trời ba ngôi, rồi ông ví dụ như là quả trứng nhà có cái vỏ, có lòng trắng rồi cái này lòng đỏ, có dùng cái gì có ba thứ trong đó, thì trái cây cũng thế, là cái vỏ rồi cái muối rồi cái hột, nó thể ví được trời như vậy được. Chúng ta không được dùng lời của con người để ví, mà phải nói dùng lời của Đức Trời để giải bày chính Đức Chúa Trời cho chúng ta. Vì Chúa dùng lời Ngài để bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Kinh Thánh chép cho tôi, Đức Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng cha thế đấy, cùng chứ là và có những người thứ hai, cùng tức là cùng với Ngài, có một và thôi. Ví dụ là thần thì tại sao có ngôi ba được? Không lẽ Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời mà lại là ngôi ba sao? Khi xưa mình không biết, cũng như Phaolô khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ. Nghĩ thành nhân rồi thì không nói như con trẻ nữa. Bởi vì khi chúng ta biết rồi, chúng ta phải sửa sai, không thể ở trong cái nôi người ta bịa ra bắt mình ở trong đó được. Giê-xu đã nhận trực tiếp từ Đức Giê-va, hai bảng đá trên đó có chép 10 đoạn 79 ngón tay Đức Giê-va viết ra và ban cho. Mắt họ đã thấy lời của Đức Trời, nhưng họ đã không để ý đến các lời mà Đức Giê-va đã phán với họ. Cũng một lẽ đó là người trong thế gian này và ngay cả người tin Chúa vào thời kỳ sau đó này vẫn có nhiều người không để ý đến lời của Đức Chúa Trời. Để ý có nghĩa là gì? Họ đọc thì học được thôi, nhưng họ không suy gẫm. Để trong lời Đức Chúa Trời có sự lạ lùng. Nên khi ta đọc Thi Thiên 119, thầy Teresa nói: Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời khi tôi phát hiện được ra là tiếng Hebrew là ngôn ngữ đầu tiên của loài người, và ngôn ngữ đó có gốc và có ngọn. Và khi tôi suy gẫm đến chỗ đó, và Chúa Jesus đã phán rằng nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì vui mừng trở về bán hết gia tài mình để mua đám ruộng đó. Chúa nói ruộng đó là cái gì? Khi tôi suy gẫm, Chúa nói ruộng đó là lời của Đức Chúa Trời chép trong Kinh Thánh đó. Trong đó có của báu thiên đàng được chôn trong đó, chôn tức là bên dưới người ta không nhìn thấy. Và bây giờ Chúa dùng cái ví dụ dạy cho tôi. Con nhìn thấy ở giữa củ lao có ba cây dừa, mà con thấy chung quanh là biển nước mặn. Mà trong mấy vi tính nó có cái hình đó, người ta để cái màn hình. Dưới củ lao rất là nhỏ, chu vi chưa khoảng 30 mét, có ba cây dừa, chung quanh là nước mặn. Vậy mà cây vẫn xanh tươi và cái trái nó vẫn là trái dừa và rất là ngọt ở trong đó. Cái gì khiến nó đứng vững được? Cái gì khiến cho nó có thể lọc được nước biển ra cái nước ngọt như vậy đó? Cái gì? Bộ rễ của nó, cái gốc của nó. Cũng có thể như vậy, nếu chúng ta không biết được nguồn gốc của lời Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ biết cái ngọn mà thôi, thì cái ngọn đó là con đường. Nhưng mà khi chúng ta đi trên con đường đó trung tín với Chúa, thì chính Chúa sẽ cho chúng ta biết được cái giá trị quan trọng của con đường chúng ta đang đi qua, đó là lẽ thật mầu nhiệm. Bởi vì người ta không để ý đến lời Đức Chúa Trời, nên những người mà dịch cuốn sách luật pháp Đức Chúa Trời sang các thứ tiếng của dân tộc mình đó, họ đơn giản hóa lời Đức Chúa Trời theo cách của họ. Rồi đặc biệt là ở bên nước Mỹ, khi ta phát triển lên rồi thì các nhà máy in được phát triển lên và có nhiều hệ thống bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh, rồi bắt đầu họ có sáng kiến. Cái sáng kiến đó gọi là tối kiến. Đây là ba cuốn Kinh Thánh, tên gọi khác nhau, đọc ra là thấy khác nhau. Cuốn này gọi là New Application Bible Life. New, mới. Đọc cuốn này thì khó chịu ngay lập tức, chọi nhau. Ba cuốn. Cuốn này là cuốn Holy Bible King James Version. Rồi tiếp nữa, cuốn này là DM Fly Bible. Chỉ cần chúng ta ba cuốn này thôi là đọc thấy khác nhau rồi. Nếu mục sư dùng một cuốn đọc lên mình đâu, ông ơi cuốn gì vậy? Cuốn là Kinh Thánh này sao đọc khác đi. Và tôi cảm tạ Chúa, tôi đọc lời Chúa tôi thấy rất là lạ. Và tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, bây giờ con dùng cuốn nào bây giờ? Chúa, tôi dùng cuốn nào bây giờ? Cuốn nào chính xác bây giờ? Chúa ơi, tôi cầu hỏi Chúa. Chúa ơi, cuốn này nó dày lắm Chúa ơi, vậy thì con dùng cuốn nào bây giờ? Và tôi tìm cuốn tốt nhất, đó là Thomson Chen Reference Bible. Cuốn này là cuốn thuộc về King James, nó cho thấy cái sơ đồ của Kinh Thánh. Ví dụ cái cuốn King James nó có từ khi nào? Năm 1611 đã được hình thành. Nó được hình thành bởi cái cuốn năm 1560. Và cái cuốn này nó nền tảng của nó là năm 1537. Rồi nó cuối cùng nó xuống cả và cuốn 400 Anno Domini. Cái gốc của nó từ cuốn 400 Anno Domini, tức là lúc đó họ thu nhập rất nhiều các cuốn khác. Phải cho nó rồi. Vậy thì cuốn nào tốt nữa? Nhìn chân này, DM Fly Bible năm 1965. Đây là cuốn này. Cái cuốn này là sinh sau đẻ muộn, nhưng mà nó lại tìm được ra cái cuốn, tức là ba cuốn đầu tiên năm 330 đến năm 425 Anno Domini. Nhưng cuốn đầu tiên người ta bắt đầu chép được lại từ các cái môn đồ đầu tiên của Chúa, và tìm được cuốn gọi là Kinh Thánh đầu tiên của Môi-se, và cũng các sách lịch sử người ta kiểm tra lại.
Và cái nền tảng của cái cuốn Ephra Bible này, nó tìm thấy các cuốn ở Biển Chết đầu tiên. Những cuốn đầu tiên được viết xuống bằng con người chép lại. Như vậy, căn cứ đến quyền này mà chúng ta biết, chúng ta tin cậy vào cuốn nào? Bởi vì đó tôi dùng tất cả ba loại. Tôi dùng cuốn Thomson này để tôi tìm các bản đồ. Và cuốn E này, duy nhất của nó là tôi chỉ dùng nó là bởi vì sao? Nó cho tôi biết thời gian của các sự kiện xảy ra, năm nào, đời nào. Ví dụ, Abraham ra được khi nào, Jacob sinh năm nào, ra khỏi Canaan được khi nào, ví dụ như vậy. Thì cái cuốn này, nó là ở trong cái trường thần đạo chuyên nghiên cứu sự kiện của Kinh Thánh. Nó cũng là cái nơi sản xuất ra, in ra các cuốn sách này. Nhưng mà nó lại ra cuốn mới. Nó nói rằng là bởi vì thanh niên bây giờ sinh ra nhiều, cái ngôn ngữ bây giờ nó mới rồi. Nếu dùng chữ cổ, e rằng họ không nói, không hiểu. Nên phải dùng cái ngôn ngữ mới để nói. Nên gọi là new. Khi tôi cầm cuốn sách này, thứ nhất là chữ nó to. Và họ nói là cuốn sách này được dịch chính xác ngôn ngữ nguyên thủy của Hebrew và của tiếng Hy Lạp. Chính xác về ngữ pháp, hiểu được vấn đề và cung cấp đầy đủ các lời Chúa Giêsu cam đoan về cuốn sách. Mình phải đọc toàn bộ nó để mình giá trị của nó để mình quyết định mình mua. Bởi cái đó khi tôi học lời Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa và tôi đi mua nó rất là tiện. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì sao? Mình tin cậy được nó. Nên tôi dùng cái cuốn là cuốn King James bởi vì nó thế kỷ thứ 16 đã có rồi và nó có cái nền tảng ở trong đó để chúng ta biết rất là kỹ lưỡng ở đây liên quan các câu này ở các sách nào đó, cũng có đầy đủ cho chúng ta vì có nền tảng từ thế kỷ 16 khoảng 500 năm bởi nó có giá trị rất là lớn cho chúng ta, có hệ thống định vị rồi ngôn ngữ chuyển dịch là chính xác. Còn cuốn này là cuốn mà các đệ tử Chúa mơ mà phải biết mua đó. Vì có tất cả mọi thứ để cho một tôi thứ trước cần. Từng ngôn từng từ một, từng từ từng chữ một, có nghĩa gì? Tôi có thể tra cứu được ra rất là nhanh. Ví dụ như vậy. Đây là cuốn mà có giá trị để hồi với Chúa. Chứ mà người ta kỷ niệm khoe một kia là không biết một tí gì về cuốn sách nào đáng tin cậy cả. Bởi vì để có thể hiểu rõ được giá trị của lời Chúa, chúng ta phải bỏ công lao của mình, suy gẫm, nghiên cứu và câu hỏi Chúa xem con cần cuốn sách nào để học. Đó là cái cuốn sách mà chúng ta cần có. Còn trong này, đây là cuốn tự điển của Kinh Thánh về con người, nơi chốn, cây cối, thu vật, các sự kiện, các tập quán, các tiên tri, các vua, các nữ hoàng, các công trình, rồi số lượng về đo đạc, tất cả trong này. Liên quan đến Kinh Thánh có chép, tôi cần có, tôi mua đâu. Ví dụ Kinh Thánh Kim, tôi không đến gặp đó được. Nhưng mà thông qua những cuốn sách này, thu thập tài liệu về nó, nguồn gốc của nó, giá trị của nó, hình ảnh của nó mà mình hiểu được lời của Đức Trời. Cứ đây này, cũng là từ điển Kinh Thánh mà trong đó cho ta rất nhiều hình ảnh thực tế của các vùng đất có xét trong Kinh Thánh. Jerusalem, Edo, tất cả đây. Bằng chứng, thời gian, các đời. Qua đó mình hiểu được, mình dẫn vào. Khi mình có hình ảnh rồi, bây giờ Chúa dẫn ta trở về quá khứ. Chúng ta học rồi đây. Chúng ta trở về quá khứ để hiểu được cái giá trị đó. Rồi mường tượng nó ra, hiểu rõ được cái giá trị của việc sử dụng nó ra như thế nào. Cái giếng mà Jacob đã đào đó, gọi là giếng Jacob đó, có nghĩa là gì? Hình ra sao? Nó không phải là to đâu, nó rất là nhỏ thôi, nhưng lại có giá trị như thế nào. Đây cũng là một cuốn tất cả liên quan đến Kinh Thánh, các thời kỳ, các hình thực tế, rồi các bản đồ liên quan Kinh Thánh, tất cả đều giúp cho chúng ta. Và đây là cuốn sách của Môi-se, hiện nay đang ở bảo tàng Kinh Thánh ở New York, bảo vệ kỹ lắm lắm. Đây là cuốn sách đầu tiên Môi-se đem xuống, đã tìm thấy ở Sichem, bản đầu tiên đấy, chính xác đấy, cuốn này. Viết trên giấy da cuộn lại đây, cái này tìm được ở tại Sichem. Qua đó mà mình có thể hiểu được Kinh Thánh, mình phải đầu tư vào trong trí của mình hiểu được. Mà khi hiểu được cái bóng rồi, Chúa cho thấy mình thấy cái hình của nó, mình hiểu giá trị nó như thế nào. Chúng ta đang học về uy quyền, tức là uy quyền bổn tánh sự trọng, tức là ý nghĩa ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Nên khi nói đến danh có nghĩa là nói đến uy quyền bổn tánh sự tôn trọng, mà ta đang uy quyền bổn tánh sự trọng của con Đức Chúa Trời, nó là lời của Đức Chúa Trời. Mà lời Đức Chúa Trời được gọi là con đường sự sống, chúng ta đang học ở đây. Vậy con đường sống nó như thế nào? Đức Chúa Trời đã phán về lời của Ngài sẽ làm tròn các ý tưởng của Ngài. Lấy ý tưởng bình an dành cho đời người, chứ phải ý tưởng như lời người sao thì người ta nghĩ. Ê-sai là 55 câu 8 câu 13 trên này. Đức Chúa Trời phán ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đậm nhuần đất đai, làm cho sanh ra về cái nụ
đặng có giống như kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lớn đấy của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luôn nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an, chứ mà các ngươi núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cái khối người đồng sẽ vỗ tay, cái tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cái sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó cho biết danh Đức Giê-ba và là một dấu đời đầy không hề tuyệt diệt. Ở đây chúng ta đang nói về quyền năng của lời Đức Trời khi ra khỏi miệng Ngài làm cái gì? Biến đổi, thay đổi hoàn cảnh, môi trường, sửa chữa, phục hồi, tất cả đều từ lời của Đức Trời cả. Và khi lời của Chúa được công bố ra khỏi miệng Ngài ấy là để cho đượm nhuần đất đai, tức là xác thịt này sẽ được phục hồi lại, không còn gai góc trà chua nữa, mà nó là sự tốt lành. Giê-ba Trời biết rõ điều gì đã xảy ra cho Adam sau khi Adam phạm tội ăn trái cây biết được điều ác. Bởi chính Ngài phán xét Adam. Chúa phán Adam như nào? Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã không ăn, nên đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Nếu ta vì cớ cái điều gì mình thích mà mình vi phạm bằng lệnh của Trời thì cái điều mình thích đó sẽ bị rủa xả. Đó là nguyên tắc. Nếu yêu vợ, yêu con thì hãy yêu lời Đức Chúa Trời. Thì cái vật mình yêu đó nó phải ở dưới tình yêu chúng ta đối với Đức Chúa Trời, thì các vật đó sẽ được Chúa ban phước cho. Còn nếu yêu vợ, yêu con, cha mẹ, anh chị em mình hơn Đức Chúa Trời thì những vật đó chúng ta sẽ mất nó. Nhưng mà chúng ta thà mất lòng những người đó nhưng mà đẹp lòng Đức Chúa Trời thì chúng ta vẫn giữ được họ. Chứ khiến ta được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và ta có quyền khiến người đó phải phục chúng ta, thì những người đó sẽ đi theo ta và sẽ được cứu. Chúa phán này, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, cho đến ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn. Đất sẽ sinh trong gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi chán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Sáng ký đoạn 3 câu 17 đến câu 19. Ở đây chúng ta thấy Chúa phán với Adam, nhưng mà Chúa nói bởi vì khi chúng ta sinh khí vào trong thân thể xác thịt đó rồi thì cả hai trở là một. Ở đây Chúa giấu một cái điều là khi thân thể xác thịt chết nó trở về bụi thì Adam cũng chết theo. Nhưng mà nếu chúng ta làm theo lời Đức Trời, thân thể xác thịt này nó được phục hồi lại, tức là nó không còn là gai góc trà chuông nữa, mà nó trở nên đúng như lời nó là nó thành cây sim chứ không phải là gai góc nữa. Bởi vì sao? Nó là Canaan mà, đường sữa vào mặt. Khi chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta cai trị được xác thịt mình thì nó trở thành sứ đậm sữa vào mặt chúng ta vậy. Thân thể xác thịt của loài người đã bị rủa xả của luật pháp, vì lời Đức Chúa Trời là luật pháp cho loài người. Nên từ lời nói, hành động đến công việc của loài người, xác thịt tạo ra đều như trong gai cây tật lê vậy. Nên chúng ta đừng có suy đoán theo cách của xác thịt. Đó là tại sao mà Chúa phán là không được phép lấy người ngoại, vì thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, không thể mà kết hợp với lại dân ngoại được. Là bởi vì khi người đó chưa được thuộc về Chúa, chưa được cứu chuộc lại thì thân thể sẽ còn thuộc về ma quỷ, là đồ lũy của ma quỷ. Nên khi chúng ta nói với người ngoài đó là thân thể xác thịt của người là thuộc về ma quỷ, người ta nổi loạn ngay. Vì khi thấy chết này, cả thế gian để phục dịch quyền của ma quỷ. Họ có nhìn thấy ma quỷ đâu mà biết. Nhưng bây giờ đọc cái bổn tánh của ma quỷ ra là gì? Nói dối này, tham lam này, trộm cắp này, giết người này, gian lận này, đó là bổn tánh từ ma quỷ. Họ im, họ im vì họ biết điều đó là xấu, nhưng mà có ở trong họ rồi. Nếu ta nói là cái người là nạn nhân của tội lỗi của tổ phụ mình, lấy ma quỷ lừa người ta, nhưng gì mà người ta phạm đó là đến từ ma quỷ, người ta im, người ta chịu. Chứ nếu mà mình nói là ma quỷ trong họ là họ không chịu. Nên muốn nói với họ đó thì phải có sự khôn ngoan của Chúa để nói. Ví dụ như là người đời có câu nhân chi sơ tánh buồn thiện, nhưng mà kỳ thực ra chúng ta không thể đọc được cái câu đó không chính xác, bởi vì ngay từ trong lòng mẹ nó gọi là bội nghịch rồi. Thì nó lớn lên rồi, nó đói rồi, bố mẹ chưa kịp cho nó bú, nó nhằn. Mà đưa bú cho nó rồi, có khi nó không thèm bú, nó hờn, nó dấy, nó cắn bú luôn. Mà khi biết trò chơi rồi, ngồi chơi đó rồi, bắt đầu là hờn, là giận, cướp đồ người khác, đánh nhau với người khác luôn. Bố mẹ đâu có dạy đâu, về cái tính nó đến từ đâu? Nó nói, bố mẹ sinh con trời sinh tính. Mà trời nó sinh tính đó, đến từ ma quỷ. Sự phán xét của Đức Chúa Trời phán với Adam đó là công bình. Vì Giê-hô-va Trời đã cảnh cáo cho Adam biết điều gì Adam phải làm và điều chi Adam không được phép vi phạm. Nhưng mà Adam đã bỏ lời của Đức Chúa Trời, nghe theo lời vợ, lời Eva đó, mà Eva đó được tạo nên bằng thịt và xương của Adam, tức là bởi bộ đất mà ra đó. Tức là Adam đã chiều theo ý muốn của xác thịt mình, và bởi cái đó nên sự đổ xả đã đến trên thân thể xác thịt của Adam ấy.
có một nguyên tắc của sự công bình là Đức Chúa Trời đã ban cho loài người sinh ra từ Adam đó các mệnh lệnh, các điều răn của Ngài, và Ngài phán với dân Israel, mà dân Israel là bóng về hết thảy loài người, là hãy chọn sự sống và làm theo. Người nào làm theo các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời thì người ấy sẽ được sự sống lại và sẽ được sự sống một đời cho linh hồn mình. Như vậy, lời của Đức Chúa Trời là con đường dẫn loài người ra khỏi nơi tối tăm để đem loài người đến nơi sang láng lạ lùng của Ngài. Như lời của Chúa đã chép ở trong Isaiah 35 từ câu 1 đến câu 10 như sau: đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Carmen và Sharon sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời và sự tốt đẹp của Đức Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối Runen. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chứ Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hàng cho đồng đã ở sẽ trở nên vùng dậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên. Chẳng ai gặp đó, nó ở đó. Sao những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy? Những kẻ Đức Giê-ba đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Sion. Sứ vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ, mừng rỡ và sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Ở đây chúng ta thấy Chúa phán đồng vắng và đất khoan sẽ vui vẻ. Chúa nói cái thân thể xa thị của người ta giống như đồng vắng và đất khoan đó, tức là những người mà người ta không ưa chuộng, đến gần với cái người mà mở miệng đất trời thề, rồi nhạo báng, nói tục, khoe khoang khoác lác, không ai thích đến. Nhưng mà những kẻ đó nếu như họ tiếp nhận lời Đức Trời và trở lại cùng Ngài để Chúa cứu đó, thì nó không còn là sa mạc nữa, mà nó sẽ trổ hoa như bông hường, nó sẽ cất tiếng hát hớn hở. Chúng ta đọc trong sách đoạn 33 đó, khi cái người đó được nghe lời truyền giải của tiên sứ của Chúa gửi đến rồi, thì người đó được chữa lành, thế thì xác thịt mà xương bị lộ ra đó sẽ được mọc lại, tuổi đăng thi của nó như trở chim đại bàng rồi đó. Đức Trời sẽ trả lại sự công bình cho người đó, và người đó sẽ sống trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì người đó được nghe cái lời được giải thích rõ ràng đó, thì sự sáng của Chúa chưa vào và sự sống của nó được phục hồi lại. Thì đây cũng vậy, con đường này là con đường thánh. Con đường thánh đó là con đường, tức là luật pháp của Thiên Linh sự sống. Nhưng là cứu chuộc rồi mới đi được trên con đường này. Kinh Thánh chép xong những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy. Những kẻ Đức Chúa đã chuộc sẽ về. Những người đã nhận ra cứu chuộc rồi, mà nhận ra cứu chuộc rồi không phải là người ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu mà được đi đâu. Rất nhiều người ngày nay ngộ nhận rằng khi người ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là họ được cứu chuộc rồi. Cái đó không đúng. Sự cứu chuộc đã vào nhà người đó, nhưng mà người đó được chuộc chưa? Chưa. Ví dụ như là Sa-chê, ông chèo lên cây sung, ông nhìn Chúa. Chúa thưa rằng: "Ê Sa-chê, xuống đây. Vì hôm nay ta sẽ vào ăn cơm ở nhà người." Sa-chê vui mừng quá. Ông hứa ông trả lại cho người ta những cái gì đó, ông bồi thường cho người ta. Và Chúa đã phán được ngày hôm nay, sự cứu chuộc đã vào trong nhà người này. Đã vào, nhưng nó chưa được cứu chuộc. Bất cứ ai hễ tiếp nhận Chúa Jesus biết là đứng cứu chuộc mình, bám chặt lấy, giữ chặt lấy, túm chặt lấy, sở hữu lấy, thì người ấy sẽ được Chúa ban cho quyền hợp pháp, có khả năng, có sự để trở lên con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta phải bám chặt đến cuối cùng, bám hoài về thế đàng cũng còn bám đó. Để sống của Chúa luôn luôn vào trong chúng ta, để sáng của Chúa vào trong chúng ta. Ngày nào chúng ta còn tiếp được sự sáng của Chúa, sự sáng của Chúa là sớm của chúng ta đó, thì sự sáng đó khiến ta được sống. Lìa khỏi sự sáng là chết. Bởi đó sự cứu chuộc rất là quan trọng. Người ta phải bám lấy Ngài, phải trả một giá. Thì khi là hết tội lỗi rồi, vậy thì làm thế nào để đi được trên con đường thánh này? Có con đường đầu tiên, đó là luật pháp, luật của sự tội và sự chết. Người ta phải đối diện với cái luật pháp đó. Tức là khi người ta đi trên con đường đó, người ta không thể chê người khác được. Người ta nhìn thấy người khác đi thì giống như mình mà. Ủa, ông đi trên đường này giống tôi mà, thì tôi cũng giống ông thôi. Ủa, tôi tưởng ông là giáo sư, mà giáo sư là giáo sư mà nói dối. Giáo sư thì giáo sư chứ vẫn tham lam. Cái vẻ bên ngoài có thể che giấu được rất nhiều thứ, nhưng mà đối với Chúa không có gì che giấu được cả. Khi người ta bước vào trong hội thánh của Chúa đó, thì trong hội thánh của Chúa là hội của người biệt riêng ra thánh, thì tất cả người trong đó có người đang lên thánh, có người chưa ra thánh gì cả, có người đang còn là tội nhân đó, đều ở trong đó cả. Bởi vì cái đây cái hội mà Chúa sẽ biệt riêng họ ra khỏi thế gian đó để họ được trở nên thánh.
Rồi đến ngày cuối cùng khi Chúa đón, ai được về thiên đàng với Chúa thì đó là được thánh thật. Còn người bỏ lại đi, còn thiếu hụt chưa được điển thánh, nên bị bỏ lại trên đất này. Vì cái sự cứu chuộc dành cho chúng ta đây, đó là con đường dẫn ta đến với Đấng Christ. Vì Đấng Christ là Đấng đã đổ huyết của chính Ngài ra để chuộc chúng ta lại cho Ngài. Và Ngài ra từ đôi trời, Thần Linh của Ngài biết rõ chúng ta đã được chuộc thật hay không. Ngài biết rõ điều đó. Nếu chúng ta không thể nhìn người khác nói Ngài được chuộc được, hay là tôi tin là tôi được chuộc, khi ta còn bước ở trên đất này, chúng ta đang ở trong giá cứu chuộc. Còn khi ta vào trên thiên đàng rồi là chúng ta đã được chuộc. Còn khi ta cùng nhau ở đây là chúng ta đang ở trong con đường của sự cứu chuộc. Bởi đó chúng ta phải thật cẩn thận. Kinh Thánh chép lời Phaolô: ai tự mình đứng hay giữ kẻo ngã. Lời của Đức Chúa Trời sẽ hành động như thế nào khi người ta bước đi theo luật pháp của Ngài? Thi Thiên 119 câu 115 chép: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Khi Đức Chúa Ba mang lệnh cho Giô-suê dẫn dân Israel vượt qua sông Giô-đanh để vào nhận được xứ Canaan làm sản nghiệp, Ngài đã phán với Giô-suê và cũng là cho hết thảy dân Israel rằng: sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Chúa Ba qua đời, Đức Chúa Ba phán cùng Giô-suê con trai của Nun tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta đã ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái là sông Euphrat, tràn cả xứ Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Cho đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy giữ lòng bền trí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền trí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã chuyển cho ngươi. Chớ sẽ qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng. Quyển sách luật pháp này chớ sai bị ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta không có phán giận ngươi sao? Hãy vững lòng bền trí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va ba trời ngươi vẫn ở của ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Giô-suê đoạn 1 câu 1 đến câu 9. Có 3 điều Giô-suê cũng như tất cả Giê-hô-va-xen phải làm, và 3 điều đó luôn liên quan với nhau. Đó là thứ nhất: phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Đây là điều rất là quan trọng. Có rất nhiều người ngày hôm nay hiểu sai về chữ phàm nơi nào bàn chân họ đạp đến thì Chúa ban họ đến rồi. Đây Chúa nói phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến là vì Chúa phó cho Giê-hô-va toàn bộ cái xứ đó. Chính Chúa đã phó cho họ rồi, họ phải chiếm lấy cho mình. Họ phải bước đến đó, họ đánh chiếm cho mình, đứng tại đây đó, tức là họ đã chiếm được lại cho mình rồi, thì họ được làm sản nghiệp. Bởi vì Chúa phán là từ phía bắc của sông Nin Ê-nhi-tô đó, cho đến phía nam của sông Euphrat đó là Chúa ban cho Abraham và dòng dõi của Abraham. Vì nhiệm vụ của họ là phải đánh chiếm ấy, họ chiếm đến đâu là thuộc họ đến đó. Nhưng mà trong thuộc linh thì không phải như vậy. Trong nghĩa của điều 1, chữ bàn chân tiếng Anh gọi là the sole of the foot. Chất câu 3 trên gồm hai từ riêng biệt là bàn của chân. Chân, đây là cái chân. Nó có từ bắp chân, cẳng chân, bàn chân. Đây là bàn của chân, cái bàn này của cái chân này. Hai từ khác nhau. Chữ bàn đó là chữ kap số 3709 ra từ chữ kapa số 3721 của tiếng Hebrew, có nghĩa lòng bàn chân, để cúi xuống, để uốn cong, sự cúi đầu. Tiếp là chữ chân, đó là chữ riget số 7272 ra từ chữ raga số 7270 của tiếng Hebrew, có nghĩa là chân, để bước đi, để xem xét, để theo dõi, để dạy cách bước đi, sự nhìn thấy, tầm nhìn. Trước kia Giê-hô-va trời đã gọi Abraham đến cái đồng bằng đó và bảo cho ông biết rằng bất cứ cái vùng đất nào mà Abraham nhìn thấy, chứ nhìn đây không phải là mắt tôi nhìn thấy đâu nhé, mà tôi nhìn thấy, nhìn nhận, tức là tốt. Khi Abraham nhìn thấy vùng đất nào đó mà cảm thấy thích, Chúa biết. Như là nhìn nhận, nhìn thấy sự hiểu biết của người chăn chiên. Chứ tôi nhìn thấy mắt tầm nhìn của người ta là khoảng 20-30 cây số là hết. Nhưng mà cái vùng đất Chúa ban cho Abraham là rộng hơn. Nhưng Chúa nói là mình nhớ bắt lên đi để nhìn. Chúa nói như là sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Chúa phán cùng Abraham rằng hãy nhướng mắt lên nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây, vì cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất, thế thì nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Abraham rời trại mình đến nơi ở nơi rùm cây rẻ bộp tại Mamre thuộc về Hebron,
và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-va. Sáng ký đoạn 13 câu 14 đến câu 18. Mặc dù Đức Giê-va đã phán với A-tan về địa danh, từ xứ này đến xứ này, vùng đất này vùng đất này, cái địa danh rồi, thì cái trên bản đồ đó nếu mà có đó thì A-tan nhận biết đó là của mình. Nhưng mà chú biết là người đó chưa biết sử dụng đức tin của mình để nghe địa danh và tưởng tượng ra mà tin đâu, nên phải nhìn thấy. Chứ nhìn đây không nghĩa là tôi nhìn để tôi định vị đâu, bởi vì ai tranh cãi với ông và biết định vị được. Nhìn đây là tôi biết là đó là sứ chú ban cho tôi tin là đó là tốt lành. Tôi nhìn biết sự ban cho của chú là tốt lành và tôi đồng ý. Và biết tốt lành rồi thì ngươi phải tin và ngươi phải cho người đến đó để mà chiêm đóng, giữ lấy cho mình. Thì ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta nhìn như thế nào? Chúng ta biết lời của chú là tốt lành, chúng ta là học. Toàn bộ kinh thánh của chú là tốt lành. Toàn bộ 10 điều răn các mệnh lệnh của chú là tốt lành. Nếu ta biết là nó tốt lành mà không làm theo, chúng ta là kẻ nói dối. Nếu ta biết lời của chú là tốt lành thì tại sao không làm theo? Chúng ta phải làm theo 10 điều răn của Chúa, còn làm theo các mệnh lệnh của Ngài. Vì khi ta làm theo như vậy, chúng ta loại bỏ toàn bộ cái đồn lũy của ma quỷ ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng phần lớn ngày hôm nay người tin Chúa là gì? Thỏa hiệp với ma quỷ. Biết điều đó là không đẹp bằng Chúa, nhưng mà lợi ích của xác thì mình, tôi vẫn cứ giữ, tôi vẫn cứ làm theo. Dạy kỹ lưỡng rồi vẫn nói dối, dạy nhiều quá rồi thù gặt lên mưu tính trong đầu, toàn trả thù tôi tới Chúa. Quên rằng Đức Giê-va nhìn thấy trong tư tưởng của mình, trong lòng của mình, Ngài bộc lộ nó ra. Tôi biết những kẻ đã phản bội tôi, nhưng mà lời Chúa có chép: chớ phiền lòng khi thấy kẻ ác định thịnh vượng trong con đường mình, vì cuối cùng nó sẽ bị diệt vong. Hãy nhường cho Đức Giê-va sự báo thù, mình hướng báo thù. Tôi im lặng vì Chúa đấng khôn ngoan và vô luận biết rằng nó làm điều cực kỳ ác như vậy đó, nhưng nó thuộc về Chúa. Vì mình im lặng và lo công việc khác đi, đừng nặng lòng về vấn đề đó nữa. Mà có nhiều người mình thấy rằng là dạy hoài vẫn cứng lòng, nói nhiều quá là tức về cái đắng lên mưu tính trả thù báo thù. Tôi đã từng ở trong sự nguy hiểm đó, mà tôi đâu có sợ. Tôi không sợ họ báo thù tôi, họ không có quyền làm điều đó. Vì lòng của vua trong tay Đức Giê-va khác nào như dòng nước chảy. Vì Chúa cho tôi biết cái ngày cuối cùng của tôi là về thiên đàng như thế nào rồi. Tại sao tôi sợ? Thì tại sao tôi sợ mấy kẻ kia? Khi mà Chúa đã biết đó như vậy rồi, Chúa thử xem tôi có run không? Tôi không run. Nhưng Chúa tôi công bố mưu của cái ác sẽ bị thất bại. Nhân định không bằng trời định, thế gian cũng có câu đó. Mà tôi thấy kẻ đó là mặt bên ngoài có vẻ hiền lắm, có vẻ ngoan lắm, nhưng mà cái thực không phải như vậy. Trong đó toàn tính điều gì thì Chúa đã báo cho tôi Chúa biết rồi. Tại sao tôi phải sợ? Tốt nhất là mình không cầu nguyện cho tiếng mẹ đẻ để xin phán xét đâu, cầu nguyện cho tiếng mới để mình khỏi bị vấp phạm. Mong rằng Chúa thương xót nó để khiến cho nó hiểu cái sai của nó đi, để nó lìa đây để nó được sống. Nhưng mà tôi đang nói về cái điều Chúa bảo chúng ta nhìn vào lời của Đức Trời đi. Nếu lĩnh vực nào chúng ta nhìn thấy là tốt lành, chúng ta làm theo. Chúng ta làm theo rồi chúng ta sở hữu được nó, là chúng ta cai trị nó. Khi ta làm theo như vậy, chúng ta liệt loại bỏ của lực ma quỷ chiếm đoạt cái vùng đó chúng ta. Ví dụ tham lam, nói dối, trộm cắp, tất cả mỗi lĩnh vực đó, khi tôi làm theo lời Chúa rồi, tôi nhân Chúa tôi bẻ gãy tất cả được sự sáng trong đời của tôi. Tôi loại bỏ được lực ma quỷ ra khỏi cuộc đời của tôi, nó không còn cai trị tôi nữa, nên tôi không còn cái tội đó cai trị tôi nữa. Vậy thì bàn chân tôi làm bên đó là bộ não của tôi thông suốt rồi. Vì tôi đi bằng đầu, cái bàn chân của tôi bước trên đất đó, cứ nè, lĩnh vực nào trong tâm trí của tôi, trong tư tưởng của tôi cai trị nó bằng lời của Chúa rồi, thì tôi cai trị nó thuộc về tôi rồi. Mà khi bị mất tổ lý đó, lẫn dần, và các cái dân ở trong sức an tục linh đó bị bay đi, đuổi dần. Chúa nói ra rằng là chúng ta không thể đuổi hết một lúc đâu, mất cân bằng. Nên chưa, Chúa nói là ta sẽ đuổi nó đi dần dần, đến ta có sức để cai trị nó. Đối với Giô-suê và với dân Israel cũng vậy. Ở trong tục tế, dân Israel phải đánh chiếm toàn bộ xứ Canaan theo tên địa danh mà Đức Giê-va đã tỏ cho các dân đã và đang sống trong xứ đó, mà Giô-suê và dân Israel phải tận diệt. Trong ý nghĩa thuộc linh của nước Đức Trời thì xứ Canaan đó là bóng về thân thể xác thịt của người tin Chúa, và Giô-suê là người hình bóng về Đức Chúa Jesus Christ. Vì danh Giô-suê trong tiếng Hebrew cũng như Giê-su trong tiếng Hebrew vậy. Nhưng mà ta gọi là Giê-su là vì trong tiếng Hy Lạp, nhưng mà gốc của chữ Giê-su đó là Giê-hô-sua, cũng nghĩa là Giô-suê vậy. Giô-suê sẽ lãnh đạo dân Israel tận diệt 7 thứ dân, đó là dân Amorit, dân Hethit, dân Girgashit, dân Perizzit, dân Canaan, dân Hevit và dân Jebusit. Các dân này là bóng về quyền lực của ma quỷ, đồn lũy trong cơ thể xác thịt của những người bị chúng cầm buộc, và những người tin Chúa sau khi đã nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh, mà sự dân Israel vượt qua sông Giô-đanh để vào Canaan đó, là bóng dân của Chúa Jesus Christ được báp têm bởi Đức Thánh Linh. Và bắt đầu họ được mở trí ra để hiểu lẽ thật là sông nước hàng sống đấy, hiểu được rồi. Thì chúng ta hiểu được đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải trang bị lên mọi khí giới chiến của Đức Trời để địch cầu mưu kế của ma quỷ. Hebrew đoạn 6 câu 10 đến câu 18 chép này: và lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa như sức toàn năng của Ngài, hay mang lại mọi khí giới của Đức Trời để được đứng vững mà địch cầu mưu kế của ma quỷ.
Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng có thần dữ ở cái miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khó khăn, nguyên văn là khó khăn, anh em sẽ có thể cơ địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Và hãy đứng vững, lấy thật làm dây nhiệt lưng, mà lấy giáp bằng sự công bình, dù sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho thầy các thánh đồ. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu 18 chép như vậy. Chúng ta đang học ý nghĩa của điều thứ nhất. Tức là có ba điều Giô-suê cũng như Giê-sê-en phải làm, và ba điều đó luôn liên quan với nhau. Điều nhất là gì? Phàm thế nào bản dân ngươi đạp đến thì ta ban cho ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Điều thứ hai là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy giữ gấp ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Ví như vậy, ngươi mới được may mắn cho con đường mình và mới được phước. Còn điều thứ ba là hãy vững lòng bền trí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Diêu Ba Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong một đời ngươi đi. Ba điều là liên quan và tiếp với nhau mà tất cả mọi người chúng ta phải thắng được, phải giữ được, phải vượt qua được. Diêu Ba Trời có phán với Môi-se rằng: ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu cùng của lễ thú ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. Xuất Ê-dô-tô ký 20:4. Đây là điều mà liên quan đến bằng lệnh Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: phàm nơi nào bàn chân ngươi đạp đến thì ta ban cho ngươi đó làm sản nghiệp. Thì căn cứ theo lời của Chúa phán với Môi-se mà chúng ta vừa đọc ở Xuất Ê-dô-tô ký 20:4 thì điều cũng có nghĩa là nếu thân thể của người tin Chúa nhớ và làm theo lời Đức Trời thì Đức Trời đã ban phước cho từng chi thể của người đó. Nếu cái lòng, tức là cái tâm trí của chúng ta luôn ghi nhớ lời Chúa và làm theo lời Chúa, thì Chúa ban phước cho cái tâm trí chúng ta, nó sẽ được phát triển, nó được khôn ngoan, thông sáng. Bởi vì tại nơi này, cái đầu của chúng ta luôn ghi nhớ lời Chúa và luôn luôn dùng lời Chúa để định vị, quyết định, giải quyết, phân tích cho công việc chúng ta sẽ làm hoặc cho người khác làm theo lời Chúa, thì Chúa ban phước cho tâm trí của chúng ta. Cứ như Chúa đã phán rằng: hãy người nào vâng giữ làm theo luật pháp của Đức Trời và dạy người ta làm như vậy thì sẽ được gọi là lớn trong nước thiên đàng. Cũng có thể như vậy, nếu cái mắt của chúng ta luôn chú ý đến lời Đức Chúa Trời, bất cứ cái điều gì chúng ta nhìn thấy chúng ta đều nghĩ đến lời Đức Chúa Trời, chúng ta đều biết sử dụng mọi dấu hiệu Chúa bày tỏ cho chúng ta ở trong khoảng không này, trong không gian chúng ta ở đây. Vì Chúa ở trong mọi sự, chúng ta luôn nhớ là Ngài là mọi sự và trong mọi sự, thì chúng ta không nghi ngờ, luôn luôn có cái tư tưởng đó cho chúng ta thì mắt của chúng ta cho được tinh thông. Không phải là sáng mắt luôn luôn, mà khi nhìn vào đó, mắt của người bên trong chúng ta đã hiểu được cái lời đó như thế nào. Nếu tay của chúng ta làm những công việc thuộc về sự thờ phượng Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài, thì Ngài ban chúng ta tay chúng ta được khéo léo, Ngài bảo vệ gìn giữ bàn tay của chúng ta, Ngài ban chúng ta tài năng để làm công việc nhà Chúa. Và nếu tâm trí của người tin Chúa không được đổi mới thì người đó không thể nào có thể hiểu được sự tốt lành ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi vì theo cách của người xác thịt, người ta phải nhìn thấy, phải được nếm, phải được rờ, phải được động đấy, thì người ta mới tin. Nhưng mà đối với Chúa thì khi người ta ghi nhớ lời Chúa, khi nhớ danh Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2 chép: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Nguyên văn cái câu 2 trên ấy phải được dịch đúng theo bản kinh James Version chép, mà không phải là tâm thần, thì không ai có thể đổi mới tâm thần mình được, với là thần linh. Nên người dịch bản tiếng Việt là dịch nhầm lẫn từ tâm trí thành tâm thần. Bản tiếng Anh chép đấy: and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is that good and acceptable and perfect will of God. Phải dịch chính xác là tâm trí, the mind, nhưng mà người ta dịch nhầm thành tâm thần, tức là spirit. Như vậy khi chúng ta học và đọc lời Đức Chúa Trời, mình hiểu được ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời và làm theo, thế là bàn chân thủ linh của ta đã đặt từ đó rồi. Đặt có nghĩa là gì? Khi Giô-suê đánh chiếm cái thành Giê-ri-cô, khi họ phá hủy được cái thành Giê-ri-cô đó rồi, thì toàn bộ cái thành đó thuộc về Giê-ri-xê. Tại vì họ đã đạp ở trên đó rồi, chứ đạp đây là rồi tôi chiếm hữu được, tôi giành được lại cho mình, tôi chiến thắng nó. Vậy thì nếu chúng ta học lời Chúa mà không suy gẫm, chúng ta bị lệ thuộc tất cả vào cái bài giảng của đầy tớ Chúa, chúng ta không thể tiến bộ được. Bài giảng rất quan trọng, không phải bỏ đi,
Nhưng mà qua đó chúng ta có thể nhận biết được cái giá trị thật của lời Đức Chúa Trời. Vì qua cái bài giảng đó, chúng ta bắt đầu nhận xét được cách nhìn vào Đức Chúa Trời và cách hiểu lời Đức Chúa Trời như thế nào. Còn nếu không, chúng ta vẫn bị ăn đồng. Tức là nếu ta không đồng, không mua đấy cho mình không có. Mà chúng ta không tự mình sản xuất được giảng. Thì chúng ta phải học và rút kinh nghiệm. Và qua cái bài giảng để từ Chúa giảng dạy, chúng ta thấy cái sự lẽ thật đã bày tỏ qua đó mà chúng ta làm vốn cho chính mình. Để sau khi ta đọc lời Chúa, chúng ta bắt đầu suy gẫm, ta hiểu được. Và khi ta suy gẫm lời Chúa như vậy, Chúa biết chúng ta đang tìm kiếm, đang tập tành bước đi trên chính tâm trí của mình, thì Ngài bắt đầu mở trí cho Ngài dạy chúng ta. Cái bài giảng đầu tiên mà tôi học và Chúa bảo tôi để giảng ra đó, thì khi tôi suy gẫm vậy, Chúa nói chuyện với tôi. Cách làm việc của Chúa rất là tuyệt vời. Chúa hỏi và tôi trả lời. Ở trong tâm trí thôi, Chúa hỏi, mà dường như không phải là một người khác hỏi mình, mà dường như con người bị trong của mình nó hỏi tâm trí mình, và tâm trí mình trả lời ra kinh nghiệm của mình. Một cái thực đó là Thánh Linh của Chúa hỏi. Ví dụ như là những người học trò của tiên tri Eli ở lại thành Jericho, khi mà tiên tri Eli trở về trời rồi, còn một mình tiên tri Elise thay thế thành mình, thì các học trò của đấng tiên tri nói với Elise là ô, đất đây tốt lắm, nhưng mà nước thì độc, đất thì chai. Khi mà Elise nghe được điều đó, ông nói là hãy mang cho ta một cái bình mới và đổ muối ở trong. Họ đem đến cho Elise một cái bình mới và con muối ở trong. Elise mang chiếc bình đó đến đầu nguồn của cái nước chảy về thành Jericho đó. Ông đổ xuống nó. Và từ đó trở đi, nước không có nân nữa, tức là không có độc nữa, đất không có chai nữa. Cái nguồn nước đó là cái gì? Cái thành Jericho đó, tức là thân thể xác thịt của chúng ta vốn rất tốt. Nhưng mà hiện trạng khi mà cái người nó nói đấy là cái thân thể xác thịt này vốn là tốt lắm, nhưng mà bây giờ trông sao nó lực lưỡi to khỏe như vậy đó, nhưng mà nó ác lắm, nó độc lắm. Bây giờ các ngươi cứ nhìn vào người ta ác độc như vậy mà buồn nản sao không? Nếu quý vị muốn cái người đó trở thành người tốt, quý vị phải trở thành cái bình mới đi. Quý vị phải trở thành người mới đó. Và có muối trong lòng, tức là phải có dấu ước trong lòng đi. Khi quý vị là người mới của Chúa rồi, một tạo vật mới của Chúa rồi, có dấu ước lớn của Chúa trong lòng quý vị rồi, chính quý vị sẽ chữa lành cái người đó thông qua môi miệng của quý vị. Cái nguồn nước mà cái người ác kia nó nhận được là cái lời độc ác của người khác nói vào lỗ tai, nó học được từ người ta, nó trở về, nó trở thành kẻ độc ác, nó học theo người ta. Con trẻ chúng ta cũng vậy, nếu nó được học ở trong sự dạy dỗ của lời Chúa rồi thì nó sẽ nói cách của lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà con cái ở ngoài thế gian này thì nói cách của thế gian. Mà chúng ta chê người ta thì chúng ta mang miêu ma quỷ rồi. Vì chúng ta muốn thay đổi họ, chúng ta phải có một cái nơi để người ta sẽ nghe cái nguồn nước để thay đổi nó, đó là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đến một người mới có thấu Đức Chúa Trời rồi, thì bây giờ Chúa dùng chúng ta để biến đổi đó. Cũng như Đức Chúa Trời đã phán, nếu cho 1000 thiên sứ có một kẻ làm truyền kẻ truyền giải cho người để dạy cho người điều ngay thẳng, thì ta sẽ phán với người đó như này: ta đã tìm được ra cứu chuộc rồi. Đừng có chê bai nó là vốn là tốt, nhưng hiện nay nó bị bán cho tôi, nó cứng lòng như vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta là một tạo vật mới của Chúa, có dấu ước của Chúa trong lòng, mỗi biểu tượng của giáo ước, thì chúng ta sẽ đến để giảng cho nó, nói cho nó điều ngay thẳng. Sự sáng chiếu vào nó rồi thì nó sẽ trôi dậy, nó chở cái lòng nó khỏi điều ác. Bởi vì khả năng phân biệt thiện ác ở trong người đó cũng như chúng ta. Bây giờ được nghe điều phải, điều trái nó biết rồi, bây giờ nó chọn cái gì? Chọn được sự sống. Thì bây giờ nó sẽ được thay đổi. Chúa nói chuyện về đời. Cũng là tiên tri Elise bảo người đệ tớ là nấu một nồi canh để cho các học trò của mình ăn. Người đệ tớ đó ra ngoài vườn ấy, thấy một cái trái đó chẳng biết giá gì cả, lấy đại nấu thành canh, rồi khi mà bê lên thì các học trò ăn vào thấy kinh quá, là hỡi người Đức Chúa Trời ơi, có sự chết ở trong cái nồi này. Elise nói ngay, đưa bột lại cho ta. Khi ta đưa bột đến cho tiên tri Elise rồi, ông bỏ cái bột đó vào trong cái nồi rồi thì nồi canh hết đầu. Cái nồi canh đó là một cái bài giảng. Ví dụ cái bài giảng của tôi giảng ở bên Houston. Giáo sư được nghe trực tiếp, tôi là tay cho thầy hiểu. Mấy mục sư địa phương nói cái này có gì đâu, cái này đà, cái này có đâu có thật đâu. Thế mà nếu người đó muốn biết có thật hay không thì gặp tôi. Tôi cho các người đó biết, tức là tôi sẽ nói những điều tôi nhận được từ nơi Chúa. Đó là cái bột. Bột tức là Đức Chúa Trời ban cho tôi lúa mạch. Này, nên lúa nhé. Hàng lúa mà về đây, mở ra không ăn được. Tôi phải đưa vào cuối xay. Tôi xay để tất cả cái vỏ chấu của cái hạt lúa đó bị bóc tách ra. Bây giờ tôi xảy cái vỏ chấu bay hết đi rồi, còn gạo tôi vào tôi giã. Tôi giã để lấy cái cám, ta sạch cái rồi. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị muốn ăn bánh hay là quý vị ăn cơm? Ăn cơm tôi nấu cơm, quý vị ngay có ăn bánh thì để tôi ngâm vào nước rồi. Được vài tiếng rồi bắt đầu tôi để nó ráo rồi tôi rồi xay thành bột. Khi xay thành bột rồi thì nếu như người ta nói này, cái nồi canh này hay là cái bài giảng này khó quá làm sao nghe hiểu được, hay là bởi vì cái tâm trí của người đó, bộ não của nó già nua rồi, cái giống như cái răng của ông già đấy, không thể ăn xương ăn thịt được, răng long lay rồi sắp rụng rồi, bây giờ mà đưa xương cho ông ta là cho rụng luôn đấy, không ăn được đâu. Vì làm thế nào?
bỏ vào nồi đi, đun sôi đến khoảng 15 phút cho cái nồi ủ lại đi, nó mềm ra rồi. Bây giờ là móm mém cũng nhai được hết. Kỹ mà. Thế thì cũng có thể như vậy, ăn cơm cũng nhai được. Mà tôi xay thành bột, tôi làm thành bánh mềm rồi thì cứ thế nhiều nhào ăn được hết. Cái chính là cái tâm trí của người ta già nua rồi, chưa đủ mới. Thì mình phải giảng thật kỹ lưỡng. Cái bài giảng này trước kia 8 trang thì thành 16 trang. Tức là tôi giảng thật kỹ, thật nhiều vào để tôi nhỏ là từng phần nhỏ một, để thành chi tiết một, để giải thích cho quý vị từng từ một để ghép lại thôi. Thì quý vị đây là bánh hằng sống, chứ không phải là thằng đáng. Chúa lý luận với tôi, Chúa hỏi bây giờ con mở cuối thánh đi, con mở ra con ăn được không? Không, nó là con đường, sao ăn được? Nhưng nếu mà con giải thích thật kỹ lưỡng rồi thì nó không phải là con đường đó, nó là bánh hằng sống. Cái tâm trí người ta tức là bộ răng đó, yếu quá rồi, bây giờ con phải giải thật kỹ. Như vậy để cho người ta có thể hiểu được lời Chúa thì chúng ta xem ở trong sách Tiên tri Isaiah 28. Chúa nói như thế nào? Cái bọn người này ấy, là nó hung ác quá đi rồi. Bây giờ mà con cứ giảng cách của con, không hiểu đâu, có phải cách giảng cách của ta theo phương pháp của ta. Đó là gì? Nếu mà con giảng theo cách của con, nó trỗi dậy, nó chống lại con thì nó chết. Như vậy để cứu nó thì con phải làm như thế nào? Vậy người sẽ dạy khôn cho ai? Và khi ai hiểu sự dạy dỗ mình, có phải là dạy cho những con trẻ em thôi bú mới liều khỏi vũ chăng? Vì với họ phải giường mối thêm giường mối, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Để cho những người đó cứng lòng như vậy đó, hiểu được lời của con dạy nó, thì con phải lấy một chút chỗ này, một chút chỗ kia, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Tức là sám nơi ký, rồi các sứ này, các vua này, rồi châm ngôn này, rồi sách tiên tri này, rồi cần thiết là tâm nước này, thư thiên các sứ đồ này. Mỗi nơi một chút đấy, để cho ta hiểu đây, lẽ thật ở đây. Còn cả nào đã nghe được rõ rồi, nó tự cao, nó không muốn nghe lời con, nó trỗi dậy chống lại con ấy, thì ta bắt nó. Còn cả nào tin lời con, làm theo thì nó được chữa lành, đó là nguyên tắc. Chúng ta đang đối diện với cái điều thứ nhất là phàm đấy, là bàn chân ngươi đạp đến. Nếu ta muốn người đó tiếp nhận được cái bài giảng của mình, tức là tâm trí người đó chấp nhận được bài giảng của mình, hiểu được và chấp nhận cho mình, sở hữu được bài của mình, thì con phải giảng cho nó làm sao nó bước được. Trơn quá nó không bước được, mình phải diêu nó. Mà cứng quá, nhọn quá thì làm sao? Thậm chí còn cõng nó luôn. Để thấy con đi được thì nó tập đi được. Thế là mình phải hiểu rõ để giúp cho người ta có thể đi được thì mình phải làm mẫu trước. Đó là tại sao Chúa Giêsu phải đến để làm một mẫu mực cho người ta. Là Chúa nói rồi, vì ta sống các người cũng sẽ sống. Chúa làm trước, Chúa đi trước cho chúng ta. Nên khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta phải ước ao. Ôi Chúa ơi, làm sao ước ao ra? Con cũng được như người đó, con được như người giảng đó, mà tôi đã từng ước được đó. Tôi ước ao làm sao để hiểu được như vậy? Làm thế nào tôi có thể hiểu được như vậy? Và từng bước một xem Chúa thử xem chúng ta ao ước tạm thời hay là lúc nào chúng ta cũng có trong lòng mình cái sự ước ao đó. Tôi ước ao, đúng lúc tôi ước ao đó là lúc tôi kinh tế tài chính khó khăn, tôi vẫn bỏ đi, tôi đi mua, tôi lấy tiền tôi đi mua, tôi trang bị đó. Bất cứ điều gì có ích lợi cho sự sống là tôi sẽ đầu tư vào, để làm sao mình hiểu được lời Đức Chúa Trời. Để Chúa nói phàm thế nào bàn chân người đạt đến, ta sẽ bàn cho người đó làm sản nghiệp. Nhưng mà cái điều quan trọng Chúa nói với Môi-se, nếu người là người ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêng cùng của lễ thụ ân của ngươi, hoặc chiên hay bò, phàm nơi nào có cái nhớ đến ta, ta sẽ đến và ban phước cho người từ đó. Đây là sự mách bảo của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ngày nay đi theo Chúa thì chúng ta để cái bộ não chúng ta, tư tưởng chúng ta, con mắt chúng ta, lỗ tai chúng ta, cái miệng chúng ta vào đâu? Và trí khôn của mình và ta khả năng của mình kinh nghiệm của mình để kiếm được job tốt để kiếm được công việc tốt, để lương cao được Chúa cho, được 37-21 ngày nó đuổi chạy vòng nhưng mà chúng ta trông cậy vào Chúa thì ai đuổi được không? Không đuổi được. Nếu Chúa đã mở cửa không ai đóng được. Nên Chúa dạy chúng ta là luôn luôn tư tưởng chúng ta luôn nghĩ về Đức Chúa Trời. Ngài là chủ của muôn vật, cả thế gian đều thuộc về Chúa, nằm các vua trong tay Ngài. Vậy thì tôi phải đẹp lòng Chúa, tôi là chủ của các chủ, là chúa của các chúa, tôi đẹp đồng Chúa rồi thì tôi không sợ ai. Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi hãy hùng ai. Cái Đức Chúa Trời tôi vượt qua ở mình, tôi vượt khỏi tầng thành. Mình phải hiểu đây là lời của Chúa đã hứa cho chúng ta. Vậy thì bàn chân của tôi đặt vào đâu? Tôi đặt vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi đặt vào lời hứa của Chúa rồi thì tôi không sợ. Chúa gọi tôi đi, tôi biết số chỉ Chúa gọi tôi đi, tôi cứ đi và tôi không nói lại. Tôi giảng tôi không ngồi tên, bởi vì vợ tôi là người biết tôi ngay từ lúc ban đầu. Tôi đi, tôi giảng, tôi về, không mang tiền về, 7 năm. Trừ khi tôi sang Mỹ, dâng hiến, rồi có mang về. Để đó, tôi không gửi ngân hàng, để trong đầu giường. Hết tiền lấy từng tờ mà đã đổi. Nhưng mà khi mà đi giảng người ta thấy người ta nghèo đó, về hai vợ chồng sẽ làm. Tôi đi xuống Nhật Tảo đó là mua mấy cái cassette đó, khoảng hơn 200 ngàn.
về lại cầm cụi hàn đồ đâu được kia vào để cho người ta sử dụng cái bình điện của xe Honda đấy. Ở cái vùng sâu vùng xa là có xe Honda ai cũng có, thì có xe Honda thì có bình điện, về thì người ta dùng bình điện nó tháo ra để cắm vào để chạy cái máy cassette đó để nghe bằng giảng của mình, rồi khi mà ta lắp vào xe chạy đi, đạp cho nổ rồi chạy đi nó tự nạp vào. Đó là mình đầu tư như vậy. Mình nghĩ là Chúa nuôi mình nuôi người ta, mình không bao giờ nghĩ một tí vụ lợi là chính mình cả. Mình cứ nghe ra và rõ ràng là mình có những và Chúa rồi, nên khi mình giảng với người ta về sự trông cậy đó, Chúa ban phước cho, bởi vì mình nói thật, vì chính mình trông cậy, mình đang trông cậy và mình được sở hữu sự trông cậy đó. Rõ ràng là Chúa nuôi mình đúng như gì mình tin, nên mình dạy người ta có thể theo được. Bởi vì bàn cho người đạt đến thì ban cho người đó sản nghiệp. Khi ta hoàn toàn trông cậy vào Chúa và Chúa nâng dì dê cho chúng ta đó, chúng ta trông cậy rồi thì đúng là Chúa luôn luôn dì dê. Mình nghĩ đến đó thôi là Chúa cho đến rồi. Và môi miệng của chúng ta cũng vậy, là bằng thờ dân của lễ đó, là trên đó chỉ truyền và bỏ thôi. Đừng dùng trí khôn của mình. Lấy bất cứ lúc nào mà nói chuyện là tôi đều nói lời Đức Chúa Trời cho người ta. Tôi nói gì hơn, tôi nói kinh nghiệm là kinh nghiệm kia, tôi không nói. Tôi không dạy người ta tìm kiếm việc làm, tôi không dạy. Đó phải việc của tôi. Tôi cũng chẳng khoe người ta về từng quá khứ của tôi làm gì, trừ khi tâm sự với anh em thôi. Còn tôi nói về lời Chúa cho họ, vì đó là mục đích Chúa gọi tôi. Đầu tôi luôn nhớ điều đó, và môi miệng tôi cũng nhớ điều đó. Trên miệng tôi chỉ có chiên và bò, lúc nào có lời của Chúa và có lời thật. Và Chúa ban phước cho. Như vậy, khi chúng ta học lời Đức Chúa Trời mà hiểu được ý nghĩa của lời Chúa và làm theo, thế là bàn chân thuộc linh chúng ta đã đạt đến chỗ đó rồi, tức là chúng ta chiến được đó rồi. Và Chúa ban đó cho chúng ta làm sản nghiệp mình. Khi con mắt của chúng ta nhìn thấy và nhìn biết công việc của Đức Chúa Trời, thế là con mắt của chúng ta đã được Chúa mở cho người bề trong đó, thấy được Chúa, tức là được Chúa cho nhìn thấy, hiểu được. Có nghĩa là con người bề trong này, con mắt của nó đã được phục hồi lại quyền nhìn thấy, nhận biết được công việc của nước Đức Chúa Trời rất là nhanh. Người ta đang nói mình biết ngay công việc này, công việc gì rồi. Khi mình đọc lời Chúa có vậy, vừa mới mắt của mình vừa rõ đến đoạn chữ đó thôi, lập tức Chúa mở trí ra mình hiểu nghĩa của nó rồi. Khi người tin Chúa bước theo, nghĩa là trong thuộc thể học đến đâu thì hiểu được và vâng phục làm theo đến đó, thì tội lỗi của người đó được bôi xóa theo cái việc thực hành làm theo lời Đức Trời. Mà trong việc làm theo lời Đức Trời có sự ăn năn tội lỗi mình. Khi hiểu được rồi thì ngay lập tức, không phải chờ đến tối đâu, ăn năn ngay lập tức, ăn năn tội lỗi của mình ngay. Ngay lúc đó, khi mà mình vừa mới nhận được sự trả lời của Chúa là mình có hành vi phạm tội, bởi vì lẽ thật mình đã biết đây đó, mình rất là nhạy bén là ăn năn ngay, không để nợ. Khi một người làm theo những sự như vậy đó, thì có nghĩa là tâm linh của nó đang đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời. Được Chúa chép ở trong Isaiah này: tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh, kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Sion. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ, họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ chôn đi. Con đường thánh này không hề nhắc đến tội lỗi, con đường thánh này không nhắc đến sự trừng phạt, vì nó là lẽ thật, nó là lẽ thật. Thế chúng ta đi trên đó không thấy sư tử đâu cả, không thấy sự phán xét. Cứ giống như khi chúng ta đã bỏ công ra trồng trọt rồi, bây giờ lấy củ bây giờ gọt xong rồi bỏ nấu chín rồi, bây giờ ăn thôi. Không phải lúc mà chúng ta phải rửa chân rửa tay nữa rồi, bởi vì lúc này là xong rồi, là lấy ra ăn và ngồi thưởng thức cái đồ ăn mình đã làm, bỏ công sức mình làm rồi. Lẽ thật, tức là con đường thánh là như vậy. Tiếp nữa, trong ý nghĩa của điều thứ hai là quyển sách luật pháp này chớ sai miệng ngươi, hay sư âm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn cho con đường mình và mới được phước. Nguyên văn không một chữ may mắn, mà chỉ nói là thuận lợi, thành công, thịnh vượng. Đức Chúa đã có phán rằng ngài sẽ đãi người ta tùy theo lời ngài đã nghe miệng người ta nói, nên chúng ta cần phải nói ra các lời mà mình đã được học, vì mỗi miệng chúng ta được gọi là nhà bánh Bethlehem. Và lời Đức Trời được ví là bánh của sự sống, và cũng được ví là hạt giống không hề hư nát. Và miệng của chúng ta được ví là cánh tay, không ai nhìn thấy cánh tay của Đức Trời, nhưng mà Chúa làm mọi việc bằng lời của ngài, nên miệng của ngài giống như cánh tay hữu của ngài vậy, và lời của Chúa ra như cánh tay hữu quyền năng vậy. Vậy thì khi chúng ta công bố lời Chúa, chúng ta công bố hạt giống không hề hư nát. Trong Gia-cơ nói là lời của Đức Trời đã trồng cho lòng anh em lời cứu được linh hồn của anh em. Vậy khi chúng ta công bố lời Chúa như vậy, lời Chúa vẫn là chúng ta, nó cứ nhân lên và nó mọc đầy rễ trong lòng chúng ta, và làm chúng ta đó là cái tư tưởng này là cái vườn của Đức Chúa Trời, nó đầy rễ lúc nào cũng có lời, nên mở miệng ra là có lời của Đức Chúa Trời. Nên tôi cảm tạ Chúa là không phải vào trong trường thần học đâu, 1.000 người vào trong trường thần học là nói 1.000 người cái giọng giống hệt nhau, cùng thiết thật thần linh, không ai hơn ai hết. Nhưng mà là người của Đức Chúa Trời, Chúa cho lời của ngài được phán ra môi miệng của mình,
nó thành việc của mình. Mình nói nhiều giảng nhiều đó trong mình rồi. Bất cứ lúc nào khoảnh khắc nào ai đến, tùy theo lời cần được nói ra, chính Chúa khiến cho mình nói ra, không thiếu gì cả, vì đó của mình. Và đó là bánh của sự sống vậy. Bởi vì khi lời Đức Trời, tức là hạt giống người Hương Nam đó, được gieo ra khỏi miệng mình, nó vào đâu? Cái lòng, cái tốt tai là cái cửa vườn. Nó vào trong đó rồi thì nó sẽ mọc lên. Vì hàng ngày chúng ta đều suy gẫm lời Đức Trời, thì ra tưới vào nó sẽ mọc lên, nó xanh bông trái của lời Chúa rằng, nó xanh bông trái của sự sống lại và sự sống đời đời ở trong chúng ta. Vậy thì bộ não chúng ta không hề già nua. Thân thể xác thịt có thể già nua theo thời gian, theo định luật mà Chúa định cho lành người rồi. Thế nhưng mà sự suy nghĩ của bộ não không hề già đi, nó trẻ luôn. Cũng như là cái miệng của chúng ta vậy, chúng ta hàng ngày đều giảng lời Chúa, tuần nào chúng ta cũng hát thờ phượng Chúa, cái môi miệng này nó không có già nua. Chúng ta nghe 20 năm rồi thì cũng cái giọng đó, không có thể đoán được tuổi của cái người đó, là bởi vì Chúa chúc phước cho cái giọng đó, bởi vì Chúa đãi mà. Vì trong lời của Đức Trời có sự sống, và sự sống là sự sáng của đời người. Nên khi chúng ta công bố lời Chúa thì tai chúng ta được nghe, và lời Đức Trời khi vào lòng chúng ta sẽ thắp sáng ngọn đèn của Đức Giê-ba nơi tâm linh chúng ta. Và chính sự sáng của lời Đức Trời sẽ soi sáng mọi sự trong tâm trí của chúng ta. Nó phản ứng rất là nhanh. Khi hạt giống được gieo trong lòng đất rồi, nó mọc lên. Dấu hiệu của mọc lên là gì anh em? Nứt đất ra, nó nở ra, tăng ra, có dấu hiệu. Khi chúng ta có lời Chúa trong lòng thì nếu tâm trí khó suy nghĩ điều gì thì ngay lập tức ngọn đèn đã phát hiện được. Tâm linh chúng ta đã phát hiện được ngay, lập tức có lời của Chúa soi dẫn nó để làm rất là nhanh. Sự trả lời rất là nhanh khi ta vừa tiếp nhận thông tin qua lỗ tai hoặc qua con mắt. Ngay lập tức trong lòng ta có sự sáng của Chúa đối diện với vấn đề đó ngay lập tức trả lời ngay. Chúng ta phải làm như thế nào? Lúc đó cũng nghĩa là Thánh Linh bắt đầu dẫn dắt tâm linh chúng ta biết phải quản trị xác thịt chúng ta như thế nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Jesus đã phán về các công việc của Đức Thánh Linh đó là gì? Do vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đứng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Sau nữa ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, vì sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, vì sự công bình vì ta đi đến cùng cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Vì sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng thanh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi. Một sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi vậy. Chúng ta có thấy cái điều lạ lùng mà tôi vừa đọc đây không? Buổi sáng nay chúng ta phản ứng về cái việc người ta nói Đức Trời là ba ngôi. Thế thì Đức Cha là ai? Và Đức Thánh Linh là ai? Không lẽ chỉ hai ngôi từ một đấng là sao? Để tôi đọc lại cho anh em nghe nhé. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, tức là Đức Thánh Linh đúng không nào? Rồi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn đến ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng lên ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà đã bảo cho ngươi. Một sự cha có đây là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà đã bảo cho ngươi vậy. Chứ cha đây có phải là Ngài không? Thật lẽ thật, Chúa Giêsu đang nói về thật lẽ thật mà. Nhưng Ngài đó là cha của chúng ta đó, là cha của Ngài đó. Thì tại sao để phân tách làm ba ngôi được? Ở đây Chúa đã nói là khi chúng ta có lời của Chúa cho lòng rồi thì khả năng nhìn chúng ta bắt đầu hoạt động, mũi gửi, tai nghe hoặc miệng mình nói, lập tức sự sáng bên trong chúng ta hành động ngay lập tức, vì soi xét tất cả mọi sự trong tư tưởng của chúng ta. Và bây giờ chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật đó. Ngài sẽ làm sáng thành Chúa Giêsu, tức là Ngài sẽ bày tỏ cho biết những lời mà chúng ta vừa học đó, cái câu này từ này nó phải như thế này, vậy chúng ta đã làm điều gì rồi, có căn cứ với điều này sai hay đúng, Ngài phân tích cho chúng ta, chính Ngài phân tích cho chúng ta. Đó là tại sao mà chúng ta quyển sách luật pháp này chớ sai mọi người. Chúng ta phải nói ra, chúng ta phải gieo nó ra, và chúng ta phải suy gẫm ngày và đêm. Suy gẫm có nghĩa là gì? Tiếng Anh gọi là meditate, tức là chúng ta suy nghĩ nó, tìm kiếm nó, tranh luận về nó, thậm chí cãi nhau về nó để tìm ra cái chân lý, tìm ra cái điều chúng ta mong muốn từ cái từ đó như thế nào. Đó là sự suy gẫm. Nhờ được Đức Thánh Linh dẫn dẫn mà tâm trí của người tin Chúa nhận biết sự bất toàn của chính mình và nó sẽ thay đổi. Thay vì luôn luôn nó tự cho nó để hiểu biết, tôi nói cái tư tưởng chúng ta tự mình cho mình hiểu biết, tự mình cho mình là thông sáng để toàn tính mọi sự, thì bây giờ nhờ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nó sẽ tự hạ mình xuống để trông cậy sự dẫn dẫn của Đức Thánh Linh thông qua người bề trong của mình. Bây giờ lời của Đức Trời phán với Giô-suê sẽ được ứng nghiệm trên cuộc đời của người đó. Còn nếu không, chúng ta không được gì cả.
Tất cả mọi sự dưới trời này đều có kỳ định, có kỳ gieo, có kỳ gặt vật mình đã gieo. Không phải tình cờ ngẫu nhiên mà Chúa cho chúng ta một cơ hội để đến một cơ sở mới. Không phải tất cả mọi người, Chúa để ta ở cái lúc cuối cùng này không còn bao nhiêu người. Là những người kinh nghiệm được chức vụ của tôi từ bấy lâu nay. Và bây giờ khi Chúa ban ta một cái cơ sở mới đó, Chúa thấy rõ ràng đây sự xứng đáng của Chúa là công bình. Hãy không ti vị tội tớ này. Nhưng tất cả mọi sự đều có lời đã chép của Chúa và chúng ta đã thực hành làm theo rồi. Bây giờ chúng ta được gặt hái nó. Ngài có quyền cho chúng ta cái đây vài năm trước, nhưng mà chúng ta gặt non. Nhà sẽ nhỏ, cơ sở sẽ nhỏ. Chúa để trọn vẹn cho một thời kỳ trọn vẹn cho chức vụ hai vợ chồng tôi. 20 năm tức là trách nhiệm của hai người. Số 10 là số trách nhiệm, số 2 là hai con người. Chúa đến đúng tròn 20 năm thì đúng cái điều gì mà Chúa phán nữa mình. Vợ chồng chúng tôi vâng theo tiếng pháp ngày, ta cờ lại với nhau. Không phải đơn giản quý vị, không phải phải lòng nhau từ trước đâu. Không, chưa với nhau từ trước không biết tin gì cả. Gặp nhau lần đầu tiên rồi, một năm sau là chưa nhận lần cưới. Trong khi còn chờ giấy tờ thủ tục của ngoại vụ của Đà Nẵng đó, chúng tôi vẫn còn va chạm với nhau một lời nói. Vì hai người khác nhau mà, tư tưởng khác nhau, hai cuộc đời khác nhau, người Bắc người Trung. Tôi thì đã bấp bắp nhiều, còn vợ tôi chưa hề bấp bắp gì cả. Luôn ở với Chúa mười mấy năm, hai tư tưởng khác nhau, vẫn trung trọng với nhau. Nhưng mà nhất khoát không rời, vẫn tiếp tục tiến hành tác hợp vào, vâng phục. Vâng phục ngay cả khi mình không muốn, nhưng mà vì Chúa phải được nên, chúng tôi vâng phục. Chấp nhận nhau, phải hy sinh chính mình đi, tự bỏ mình đi. Va chạm chứ không phải là bởi vì ô tôi quá tài, vợ tôi quá đẹp mà lấy nhau đâu. Không phải, không có gì ràng buộc cả. Nhưng mà vì cớ danh Chúa, chúng tôi sẵn sàng từ bỏ mọi sự của mình đi để ý Chúa được nên tác hợp với nhau. Mình phải gieo, bởi vì lời của Chúa như vậy. Và tôi hàng ngày đọc lời Chúa và cầu nguyện, học lời Chúa tại nhà mình. Và tôi đi giảng, tôi đi chia sẻ, không phải vì vụ lợi, không phải vì cớ tôi mình đi đâu cũng bị người ta ngăn trở khó khăn, vẫn cứ tiếp tục đi. Mình tiếp tục cứ gieo, cứ gieo, cứ gieo trong 7 năm liên tục. Bây giờ Chúa cho đến nơi ở mới. Bây giờ bắt đầu xin Chúa cho đồ đạc, Chúa cho xe, bởi Chúa mới cho. Chúa thử chúng ta đi theo Chúa vì cái gì? Nếu không phải việc chúng ta công bố lời Chúa hàng ngày và người ta làm theo điều đã chép ở trong đó thì làm sao theo Chúa được? Mình kinh nghiệm là gì? Vĩnh vì chúng ta gieo hàng ngày, cái vườn chúng ta hàng ngày đều có lời của Chúa, nó gieo vào nó lại mọc lên và ta gặt hái nó. Vì đó chúng ta hàng ngày suy nghĩ về đó, nó thay đổi. Không phải thay đổi toàn bộ ngay đâu quý vị. Từng phần một, từ thấp đến cao. Cái phần cuối cùng phải thay đổi là cực kỳ khó khăn. Là cái đồ lũy cực kỳ khó khăn này, tranh chấp này, tự nhiên không thể vượt qua được. Vậy mà không dám từ bỏ, vẫn cứ tiếp tục khóc với Chúa, cầu nguyện với Chúa để Chúa giải cứu. Vì nói Chúa là Chúa có phán rằng điều trị này người không làm được thì Chúa làm được. Chỉ dựa lên Chúa đi. Và giờ khi mình đầu hàng Chúa để không dùng chiếc không của mình để làm nữa, để Chúa làm. Bây giờ Chúa làm. Khi Chúa làm xong thì nó hoàn hảo. Thấy chưa? Hoàn hảo rồi, Chúa mới ban phước. Hoàn hảo rồi. Bây giờ đến kỳ Chúa nói, Chúa cho cơ sở mới đó. Đây là điều mà người xứng đáng để gặt hái. Phải có thử thách. Hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy người mới được may mắn con đường mình và mới được phước. Chiếm xứ Canaan. Giô-suê phải vào chiếm xứ đó và phải từng bước một như thế nào. Tiếp nữa, trong nghĩa của điều thứ ba, hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Vì Giê-hô-va vào trời người vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Tôi biết Chúa sức dầu cho tôi. Chúa bảo tôi đi, tôi cứ đi. Tôi biết rằng tôi về Việt Nam là một cái nơi mà người ta kiêu hãnh. Họ trên đất nước này, họ có bầy. Nhưng mà khi tôi về đó rồi, Chúa nói, ta không bảo ngươi về đây học họ đâu. Ta đưa ngươi về đây để thách thức họ. Để ta chỉ cho ngươi cái lõa lồ của họ. Tôi giảng thẳng. Nhưng bài giảng tôi giảng rất đơn sơ mà quý vị không hiểu. Họ nói được chuyện là gì không biết. Họ có tao nuôi là gì không hiểu. Nói năng thì lung tung. Dạy dân sự của Chúa là mở miệng ra là buồn muốn chết. Sống xuống tinh màu. Vi phạm lời đó của mình làm sao có thể không bị Chúa được. Suốt ngày thì mong người nước ngoài đến để giảng thôi, để được ăn, để được chơi, được ra bãi biển Vũng Tàu tắm. Một năm hít biết bao nhiêu đoàn ở Việt Nam này ra Vũng Tàu để được huấn luyện. Chứ là họ không phải thích huấn luyện đâu. Họ thích được đi ra ngoài đó để được tắm biển, được ăn đồ tươi, ăn ở khách sạn. Một năm có 10 lần ra ngoài đó tắm thì 10 tháng thì có 10 lần ra như vậy. Thế thì ai chăn bị chiên của họ đó, nó bị chiên chẳng có biết cái gì cả. Họ ra như vậy thôi, chỉ khoái lạc về với được ăn, được tắm biển thôi. Chứ còn thì không biết là thật. Nhưng mà tôi về tôi giảng hai đợt hoàn toàn khác. Tôi giảng tại khách sạn Dung, 9 giờ tối mới giảng xong. Xuống biển nó tắm, tối buồn bây giờ còn tắm gì nữa. Vậy mà ăn đó, ai cũng còn muốn để tiếp tục nghe giảng nữa. Giảng còn quên thời gian luôn, Thánh Linh của Chúa thăm viếng luôn. Trên xe vừa đi vừa hát trên xe là khác hẳn các chương trình trước. Tôi không cho họ được thưởng thức biển, tôi cho được thưởng thức lẽ thật và sự thăm viếng của Thánh Linh ở trên họ. Vì tôi không sợ. Chúa này, hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Tôi về Việt Nam tôi giảng,
tuy giảng khắp mọi nơi, Tây Ninh, Cần Thơ, Vàm Cỏ Tây, miền Tây, Vĩnh Long, Đắk Nông, Bảo Lộc, Đắk Lắk, đi giảng hết. Tôi không sợ ai bắt tôi hết. Tôi chỉ biết một điều, tôi nói để giảng lời Chúa vậy thôi. Còn việc khác là việc Chúa lo. Chúa đã mạng lệnh mình phải làm chủ chính mình, không được sợ hãi. Mà muốn không sai thì mình phải làm gì? Mình phải nhận biết rằng thế gian là ai? Họ là tà vật của Chúa dựng nên. Ma quỷ là ai? Tà vật Chúa, Chúa cai trị. Ngài sai khiến nó làm gì? Nó làm đến đó. Sống hay chết là do Chúa quyền coi cai trị, không phải là ma quỷ. Vì nếu quả thật ma quỷ yêu quyền thì làm lũng đoạn thế giới rồi. Chúa không cho phép nó làm. Chúa cho đến đâu nó làm đến đó mà thôi. Mà Chúa có lời hứa là nếu ta cẩn thận làm theo tiếng pháp của Chúa và làm theo mọi điều này, này thì Ngài sẽ khiến ta được ở bình yên giữa xứ. Ngài khiến được kẻ thù ở hòa thuận với mình. Mình hiểu Chúa rồi, mình biết mình rồi, mình cứ thế nhìn Chúa mà đi, vui mừng mà đi giảng, không sợ gì cả. Đầu óc của mình không lo sợ, vì nếu lo sợ thì luôn nó nghe sợ. Làm sao mà tinh tâm mà giảng được? Tôi không sợ. Tôi lo làm sao chuyển hết được tâm trí của tôi để giảng trọn vẹn bài đó cho người ta thôi. Để khi xong thì tôi, quý vị cứ biết một ngày tôi giảng 3 lần, Bảo Lộc hai chỗ, rồi đi xuống chờ nó xác bên kia sông là Đắk Lắk. Tôi đến nơi là 11:30 đêm rồi. Dư sự kiên ngăn chờ tôi đến để giảng. Tôi giảng xong rồi, gần 3 giờ sáng rồi. Tôi không kịp cầu nguyện nữa. Đang hallelujah này, chuẩn bị cầu nguyện thì Thánh Linh Chúa giáng trên tất cả mọi người rồi. Mọi người đừng ngất sự chất lành của Chúa rồi. Thế là tôi cầu nguyện xong cho mọi người xong rồi. 3:30 sáng rồi. Lạnh quá định xuống dưới suối mà lạnh như nước băng ấy, làm sao mà tắm được. Thôi thôi rửa mặt cho xong rồi, rồi lên chắc mền ngủ. Mọi người đều ngây ngất vì Thánh Linh thăm viếng ở ngoài sân nữa rồi. Chẳng ai để ý để tới Chúa đâu. 5 giờ sáng người ta dùng xe ra chở tôi ra ngoài bên xe. Đưa tôi phong bì được không? Đưa về cho mục sư đi. Tôi có vé rồi, tôi có tiền mua vé rồi. Tôi không lấy tiền. Trên xe chỉ mong xe chạy về nhà thật nhanh thôi để về nói chuyện với vợ phép lạ xảy ra, sung sướng vô cùng. Nếu bị sợ hãi làm sao có thể làm công việc của Chúa được? Tôi xuống tới Bình Phước, ở tới hạn hán liên tục. Cả cái cánh đồng đó là lúa lốp hết rồi. Bởi vì cái nước mủ nhà mấy cao su nó chảy ra khiến nó lúa tốt quá không ra đồng, xanh mướt như cỏ không ra đồng. Nước thì không có, mà bảo xuống đấy để bắt tem mướt nó không có thì làm sao bây giờ? Tôi xuống chỗ đó mang tiền theo để mua gạo để nấu đồ ăn. Sao tôi giảng? Tôi giảng xong bắt đầu tôi xin phép cả làng đó cho tôi đại diện làng để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi đại diện cho cả làng đó để cầu thay Đức Chúa Trời xin Chúa tha tội cho. Tôi cầu xin Chúa ban sự tha thứ cho và ban phước cho và khiến mưa xuống. Anh em biết không? Đang cầu nguyện mưa to xuống, mưa lùm luôn mấy cái hố người ta đào đây để có nước đây mà không có nước, mưa suốt đêm luôn. Mọi người nói mục sư ơi sao linh thế, mục sư đang cầu nguyện có mưa rồi. Đến sáng hôm sau mình lần đầu lên kinh nghiệm vừa bước ra, bước hai bước không đi nữa rồi, tại vì nó thành bồn, nhấc lên là cả cái dép đầy như là bánh trưng nó dán dính vào cái giày của mình đó. Vì lâu quá hạn bột nó dày lên rồi, khi mưa xuống thì nó thành bột nó dính vào nhà tình hồ này, bước đi không được nữa. Cuối cùng phải bỏ dép ra, xách dép rồi đến nơi dùng lấy cái que gạt bàn chân cho nó sạch để bước vào nhà không đó. Giảng xong rồi bắt đầu xuống là bắp tên cho người ta ngay tại cái hồ đó đầy nước luôn. Nếu mình sợ lời cầu nguyện của mình không được ứng nghiệm, làm sao dám giảng? Cũng ở tại Bảo Lộc, tôi giảng ở trên sườn đồi. Những nhà giàu có mấy bơm thì nối bơm dưới lên bơm trên để lên tưới các cốc cà phê. Nhưng mà các cây cà phê mà bị được tưới bằng nước mấy bơm đó thì nó ra hoa không đều. Tôi cầu nguyện để cái sụt giả cho cái làng nó trong đang cầu nguyện thì mưa ào ào xuống. Cả làng nói mục sư ơi sao linh thế nữa? Đang cầu nguyện để cái sụt giả cho Chúa ban phước cho được mưa ào ào xuống. Mà Chúa làm phép lạ. Sau này tôi báo cáo mục sư ơi, những nhà nào có mấy bơm ấy thì hư hết, tại vì nó nở hoa rồi mưa xuống rụng hoa luôn. Hư luôn. Nhưng còn tất cả là đang nghẹn chưa ra bông thì mưa xuống rồi họ ra bông thì không bị rụng và nó lại được trái. Chúa bình vực lời của Ngài. Nếu mình sợ hãi thì mình sao dám giảng được? Nếu mình sai thì sao mình có thể hứa người ta được? Tôi giảng ở sau sư Hòa Bình, tôi đang giảng tôi thấy cái anh mà bị gãy lưng ở trên cáng nằm trên cáng, anh đang đọc cuốn sách đó, để gãy xả nhỏ nhỏ của tôi. Tôi bảo anh ơi, trong khi tôi đang giảng anh đừng có đọc cuốn sách đó, về nhà anh đọc sau. Nhưng mà anh cứ nghe tôi đi, tôi hứa với anh là khi tôi giảng xong tôi cầu nguyện cho anh. Nếu mình sai là sao dám hứa anh ta là tôi nguyện cho anh để anh được chữa lành. Tôi giảng xong rồi qua 6 tiếng, tức là mỗi cơn băng 1 tiếng rưỡi, tôi cầu nguyện từ hai người rồi tôi nói con nhớ cái người kia không, con hứa với người đó mà. Thế tôi ra tôi cầu nguyện anh ta luôn. Thưa tôi giơ tay lên, bằng anh cứng quá rồi, đỡ anh ta đứng lên bắt đầu cầu nguyện. Đang cầu nguyện chuyển sống anh ta bắt đầu bước lên, bắt đầu thiền dần dần tăng dần co chân lên được. Nếu mình sợ hãi mình không dám làm công việc này, vào chiếm xứ Canaan mà, tức là mình giải phóng thân thể xác thịt của ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Mình phải tin vào quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Mình đang giảng lời Chúa, mình có muốn lời Chúa rồi, bây giờ mình đang sở hữu lời Chúa rồi, tại sao mình sợ? Tôi không sợ. Có 5 phút làm chứng tại hội thánh trung lập ở Đà Nẵng, tôi dám công bố là tôi thổi tay micro quạt tay dưới chữa lành.
Chúa nói hãy vững lòng bền chí, chớn sợ chớn khủng, vì Giê-hô-va trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ngài là đấng chữa lành, Ngài chữa lành qua chúng ta. Bởi cái đó nên mình có thể đi theo Chúa được mà không sợ đói, không sợ khổ, không sợ bị bắt, không sợ bị giết, không sợ rằng mình giảng người ta không nghe. Bất cứ nơi nào người ta bảo tôi đến đó, nhờ tôi nói tôi giảng, tôi giảng và phép lạ xảy ra tại đó. Đức Giê-hô-va phải nhắc cho Giô-suê và cho Giô-sên biết rằng họ phải tận diệt 7 sắc dân lớn hơn họ trong xứ Canaan. Nhưng các dân đó đã bị Đức Giê-hô-va phó cho Giô-sên để tiêu diệt đi, vì các dân đó không kính sợ Đức Giê-hô-va và không thờ phượng Ngài. Và Đức Giê-hô-va muốn dân Giô-sên nhận biết rằng chính Đức Giê-hô-va đã phó các dân đó phải bị diệt, nên dân Giô-sên chớ nhìn vào khả năng của xác thịt mình khi đối diện các dân đó trong xứ Canaan. Tôi biết có được ma quỷ ở trong thời đại họ, nó đông nhưng mà nó bị đánh bại rồi. Chúa nói vì vũ trụ thế gian này phải bị xua đuổi. Tôi đâu sợ. Tôi giảng xong hướng dẫn một sự mọi người cầu nguyện bể cái chùa xả xong, họ đứng ở trong phòng to như này. Tôi quát Satan, một chân trên giường mà chưa tài khoản cái này, nên giờ chúa chân lôi một quát một câu, té. Tôi quát lên, còn chần chờ gì nữa, chờ cái gì nữa, ra khỏi đi cái này. Quát một câu thôi, nâm té thôi. Còn mỗi cái anh của cô Hà đó quay phim còn đứng đó nhìn thấy thôi, còn tất cả đổ hết. Mình không sợ bởi vì mình biết mình là ai. Nhiệm vụ của mình là đi giải phóng họ, vì các dân ở trong thân xác họ là bị phó rồi, bị phó cho bị diệt rồi. Mình phải hiểu mình là ai, mình sứ giả của sự giải phóng đến để giải cứu người ta. Việc mình nào là sứ giả truyền giải cho họ rồi, để chỉ cho họ điều ngay thẳng, họ làm theo rồi thì bây giờ có giá cứu chuộc rồi, là mình giải phóng họ luôn. Mình phải hiểu là phục truyền lời kỹ lần 7 câu 1 đến câu 10 chết. Khi Giê-hô-va trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc là dân Hê-tít, dân Gi-rê-ga-xít, dân Amorít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, tức 7 dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi. Khi Giê-hô-va trời ngươi đã phó cho các dân ấy cho và ngươi đánh bại chúng thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước cùng và cũng đừng thường so lấy. Ngươi chớ làm xui ra với chúng nó, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục vụ các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Nhưng đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm như vậy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đinh hạ các thần Asera và đốt hình trạng của chúng nó. Vì ngươi là một dân thánh cho Đức Giê-hô-va Đức Trời ngươi, Ngài sẽ chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đang là một dân thuộc riêng để Ngài. Đức Giê-hô-va yêu thương và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đông, thật số các ngươi là ít hơn những dân khác, nhưng ấy là vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ và cứu khỏi tay Pharaoh vua xứ Ai Cập. Thế nên phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Trời ngươi ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Trời thành tín, giữ sự giới ước và nhân từ Ngài ngàn đời cho người yêu mến Ngài và vẫn giữ các điều răn Ngài. Và Ngài báo ứng nhãn tiền cho kẻ ghét Ngài mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không chỉ hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó. Ở đây Chúa nói cả thuộc thể và thuộc linh, chứ làm xui ra với chúng nó, chứ cả con gái mình cho con trai họ. Và Chúa nói này, đối với họ là gì? Phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, anh hạ các thần Asera và đốt hình tượng cho nó lên. Đó là ẩn náu của lực ma quỷ. Không nhân nhượng, không sợ người ta phiền hà với mình. Tôi sang bên Mỹ tôi giảng, họ mời tôi đến nhà riêng của họ, họ làm cơm để sẵn cho mọi người, chồng họ đến rồi. Tôi thấy mấy cái tượng, phải nói nó làm rất là đẹp, bằng sứ của Ý đẹp lắm. Trong đó có cả các thiên sứ đó, tôi bảo các anh làm gì vậy? Cái mà anh mang đồ uế vào nhà này, với các anh dám làm theo lời Chúa không? Các anh mời tôi đến đây tôi giảng thẳng đấy, đập bể tất cả mọi đồ điều đó đi, các anh dám làm không? Họ nói đây là nghệ thuật mà. Tôi nói là anh dở lại sách phục truyền lệ ký đi. Chúa nói gì? Xuất Ê-từ Ký Chúa nói là chớ làm tượng, chớ làm như vật giống như trên trời cao kia, hoặc chim, hoặc cò, hoặc thiên sứ, hoặc ngay dưới biển, hoặc con cá, hình tượng nào cấm được làm, bất cứ hình tượng nào cả không được làm, không được hầu việc đó. Chứ cái là không được làm và hầu việc nó, lâu chùi nó cũng là hầu việc đó đấy, để trang trí trong nhà mình tức là hầu việc đó đó. Quý vị khoe quý vị có thẩm mỹ à? Không, đang khoe rằng quý vị đang mù lòa thuộc linh vậy đó. Tôi của trách họ luôn, tôi không giảng, tôi chia sẻ điều gì Chúa dạy tôi không giảng, vì tôi biết lòng họ cứng cỏi. Ngũ tuần Mỹ đấy, AJ Mỹ đấy, họ nói cái này là nghệ thuật mà tôi không cần biết là nghệ thuật, thế gian gọi đó là nghệ thuật, nhưng mà đối với Chúa đó là hình tượng, đó là ô uế. Điều chi Chúa là cấm làm mà người ta làm thì là phạm tội chống lại Ngài thôi. Họ khoe rằng họ hát ngợi khen Chúa, họ thờ phụng Chúa, yêu mến Chúa và công, nếu có thể anh em mến Chúa thì vừa giữ cái điều răn của Ngài. Họ cứng lòng, họ mời tôi đến để mong tôi cầu nguyện chúc phước cho họ, tôi không chúc phước, tôi không giảng luôn. Nãy còn giữ nó coi nghệ thuật thì tôi không giảng nữa. Tất cả sự trên đều là bóng về những việc người tin Chúa, tức là người tin Chúa Jesus Christ,
làm Chúa của cuộc đời mình phải tin cậy hoàn toàn vào danh của Ngài. Vì Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha, nhưng mà Thánh Linh của Ngài vẫn ở cùng những người thuộc về Ngài. Vì thế người tin Chúa phải có đức tin vào danh của Ngài để thi hành chức vụ làm chứng về Ngài cho đến khi Ngài trở lại đón hội thánh của Chúa về thiên đàng. Làm chứng về Ngài, làm chứng về danh Ngài. Tin về danh Ngài có nghĩa là gì? Thì khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải tin vào danh của Chúa Giêsu, tức là tin vào lời của Ngài. Lời của Chúa đã phán cho chúng ta, dù là một từ thôi, nó cũng mang uy quyền của Ngài. Cái từ đó, dù là một từ thôi, nó có quyền chữa lành chúng ta, nó quyền giải cứu chúng ta, nó có quyền trừng phạt chúng ta luôn. Nếu ta làm theo, tin theo thì này phước hạnh đến, còn nếu không làm theo thì này là sự giả sẽ đến. Chúng ta phải hiểu rõ từng lời của Chúa, đó là danh của Ngài, nó uy quyền bổn thánh, sự tôn trọng của lời Đức Chúa Trời. Và nếu lời Chúa đã ban cho tôi hiểu được rồi, nó của tôi rồi, thì tôi biết tác dụng của lời đó đối với kẻ này là mùi của sự sống, còn đối với kẻ này là mùi của sự chết. Nhưng mà tôi không nói điều đó là chết hay sống, tôi công bố điều đó ra, có một đấng phán xét đi theo, tùy theo cái thái độ của nó đối xử với cái lời mà tôi công bố ra. Nếu tôi không có sợ người ta chống đối tôi, vì nó không phải chống đối tôi mà chống lời của Đức Chúa Trời, thì có đứng phán xử sẽ phán xử họ. Tôi sợ đánh giết tôi, họ không có quyền làm điều này, dù họ muốn cũng không có quyền, bởi vì Chúa cai trị mọi sự đó. Vì tôi tin hoàn toàn vào quyền của Ngài, và tôi biết tôi là ai trước mặt Đức Chúa. Nên Chúa bảo Giô-sê đây, ngươi chớ kinh khủng, chớ run sợ, vì ta vẫn ở cùng ngươi như ta ở cùng Môi-se vậy. Mình phải hiểu luật này chứ, Chúa đang còn mà. Nhưng đấy biết bao người mang danh là mục sư đâu dám nghĩ như vậy. Họ sợ con người xa thịt, họ sợ vẫn lòng người ta, nhưng họ không tin cậy Đức Chúa Trời. Vì sống hoàn toàn bằng trí khôn, nếu thờ phượng Chúa bằng trí khôn thì không thể theo Chúa được, thì họ sợ. Khi họ sợ như vậy, họ đang giết chính mình và giết luôn những người mà họ sợ. Chúa bảo chúng ta đi để cứu họ mà. Mà nếu sợ họ thì làm sao cứu được? Nên Chúa xuống này, ai vì cớ danh ta mà từ bỏ sự sống mình thì được lấy lại. Mà nếu mà mình sợ mất sự sống mình thì mình cũng chết luôn. Mà mình sợ rồi làm sao mà khiến người ta thoát khỏi sự sợ hãi được? Nếu cái linh sợ hãi đã cai trị mình rồi thì làm sao mình khiến người ta có đức tin được? Bởi đó mình phải hiểu lời của Đức Trời. Nên ta đọc ý thứ nhất, ý thứ hai, ý thứ ba trong lời của Chúa là chúng ta phải hiểu tâm trí này phải sở hữu được lời Đức Trời mới về là phải có bố lời Đức Trời. Và chúng ta không được phép sợ hãi bất cứ gì cả. Khi theo Chúa rồi là mình biết rằng lời của Chúa có quyền năng, chính là nó bảo vệ mình, vì lời đấy tạo lên và lời có thể phá hủy. Nếu mình làm theo lời Chúa, công bố lời Chúa vì cớ danh Chúa thì chính là nó bảo vệ mình, không phá hủy mình. Nhưng phá hủy cái nào chống lại mình? Trước khi trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài như thế này: ta vừa nói còn ít lâu nữa các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đang hỏi nhau về ý nghĩa câu ý đó chi? Quả thật tôi nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi, sau khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện đang ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi thì làm các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp được sự vui mừng các ngươi được. Trong ngày đó các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha thì Ngài sẽ nhân anh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân anh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. Trong ngày đó các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi cầu xin Cha đâu, vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Ta ra từ Cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. Các môn đồ thưa rằng: bây giờ thầy phán rõ ràng và không phán lời bằng ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đã rằng: bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi là khi các ngươi sẽ tán lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng 16 câu 19 câu 13. Trong lời này Chúa có nói cho ta một câu này: quả thật tôi nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Khác với nhân danh Chúa Giêsu mà xin Đức Chúa Cha, mà đây nhân danh Chúa Giêsu mà Đức Chúa Cha ban cho chúng ta. Thông qua sự bảo lãnh của Chúa Giêsu mà chúng ta có nhận được điều này hay điều kia.
Cuộc đời của chúng ta có rất nhiều nhu cầu. Chúng ta thường cầu xin Đức Chúa Trời, rồi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, Amen, nhưng mà chúng ta không nhận được. Bởi vì chúng ta có nhân danh Chúa Jesus, nhưng mà chúng ta không ở trong danh Chúa Jesus. Khác nhau. Còn tôi thì không nhân danh Chúa Jesus cầu xin Cha một ngôi nhà. Vì tôi không nghĩ đến ngôi nhà. Cái lòng của tôi tập trung bây giờ là cái gánh nặng của tôi là rất nhiều người tin Chúa đang lệch lạc. Họ không hiểu được giáo lý căn bản của Đấng Christ. Rất nhiều người đang sa ngã theo đạo lạc. Rất nhiều người đang sa ngã bởi những kẻ tiên tri giả và giáo sư giả đội lốt người chăn chiên. Nhưng mà Đức Chúa Cha lại thông qua Chúa Jesus Christ đấng chỉ định tôi, đứng bảo lãnh tôi mà nói với tôi, tại sao con không xin ta một ngôi nhà? Chúa hứa với tôi là 20 năm trước khi con trở về Việt Nam, chọn thời gian tại hội thánh Hamilton Christian Fellowship đêm, ta sai một tôi tớ nói với con rằng ta ba là con một ngôi nhà 20 năm trước. Bây giờ mình nói xin lỗi Chúa, con quên. Như vậy tư tưởng ngu dại cũng là tội lỗi, xin Chúa tha thứ cho con. Con không cố ý, con chỉ quên. Chúa biết rõ điều đó, bây giờ xin Chúa cho con một ngôi nhà. Đây không phải là con xin Chúa ban thưởng cho con một ngôi nhà, nhưng đây là Chúa phán là Ngài đãi con tùy theo lòng con ao ước. Con không ao ước một ngôi nhà thật to lớn cho con. Con ước một nơi để thờ phượng, để con tại đó giữ nhà của Chúa, quản trị nhà của Chúa, có đền của Chúa, mà tại đó con có bố tự do công bố lời Đức Trời. Đó điều con ao ước bấy lâu nay, bây giờ xin Chúa cho con điều con ao ước. Đúng như vậy. Thông qua Chúa Jesus Christ này, quả thật tôi nói cùng với ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha thì Ngài sẽ nhân anh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân anh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được hầu cho sự vinh mừng các ngươi được trọn vẹn. Chúa hứa thật, nhưng mà Chúa thắc mắc là sao con không xin? Con phải xin chứ, con quên. Thông qua công việc chúng ta làm đối với lời Đức Chúa Trời, Chúa Jesus có ban này, ai vừa giữ điều lành của ta, ai kể bên ta, người nào yêu bên ta sẽ được Cha ta yêu lại. Có nhiều khi chúng ta có nhu cầu xin Chúa ban cho, chúng ta tin rằng Chúa có quyền ban cho, chẳng sai. Nhưng mà Ngài là đấng công bình. Nếu ta không yếu mấy lời Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ trung tín nhóm lại thôi, trung tín cho sự nghe, nhưng mà không trung tín cho sự làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ thất bại. Vì chúng ta không công bình với Chúa. Chúa đấng công bình mà. Chúa tỏ chúng ta biết tất cả mọi điều kiện để chúng ta có được sự chu cấp từ nơi Ngài. Đó là chúng ta phải yêu mến Ngài. Mác đoạn 16 câu 15 20 chép, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, ai tin và chịu phép báp têm sẽ được lỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Với những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mời trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt đoán trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hết là tên chỉ cái đau thì cái đau sẽ lành. Đức Chúa Jesus phán như vậy rồi thì được đem lên trời, với bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng và làm cho vững đạo. Chúng ta vừa học qua ba cái điều ở trong một lệnh của Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, tức là phán chúng ta ngày nay ba điều đó. Bên tiếp nữa chúng ta đến uy quyền của lời Chúa này. Lời của Đức Chúa Trời được gọi là nước và bánh của sự sống. Chúng ta đang học về uy quyền của lời Đức Chúa Trời, tức là các quyền phép, các khả năng siêu nhiên của lời Chúa là đối với cuộc đời chúng ta cả thuộc thể và thuộc linh. Bây giờ chúng ta đến phần lời Đức Chúa Trời được gọi là nước và bánh của sự sống. Giai đoạn 6 câu 35 đến 65 chép, Đức Chúa Jesus phán rằng: ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phán với kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của đấng đã sai ta đến là hết sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau đó. Đây là ý muốn của Cha ta. Phàm ai tin con, nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ cho cái ý sống lại nơi ngày sau đó. Nhưng vì Ngài đã phán, ta là bánh từ trên trời xuống, nếu các người Giu-đa lầm bầm về Ngài mà rằng: ấy chẳng phải là Giê-su con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Jesus đáp rằng: các ngươi chớ lầm bầm với nhau. Vì bằng Cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta. Và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau đó. Các sách tiên tri có chép rằng ai đấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Thế ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, đấng ấy đã thấy Cha. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, hãy ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đường vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống.
Nếu anh ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó các người Giu-đa đã lễ với nhau mà rằng, lẽ nào người này lấy thịt cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa bèn phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con Người cũng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Đến ngày sau đó ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là đứng hàng sống đã sai ta đến và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giêsu phán như đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Capernaum. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng, lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giêsu tự biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng, điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Nhưng lời ta phán của ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong bọn ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cơ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tư được cùng ta. Chúa Giêsu đang dùng tiếng Hebrew để nói với người Giu-đa. Ngài không dùng tiếng Hy Lạp, mặc dù bằng phần Tân Ước được dịch ra bằng tiếng Hy Lạp. Là bởi trong thời kỳ đó là người Roma cai trị, nên là tất cả một thứ giấy tờ thường thường là lưu lại bằng tiếng Hy Lạp, cũng có cả tiếng Hebrew nhưng phần lớn tiếng Hy Lạp, bởi vì khi mà bắt được tiếng Hebrew người ta không biết là ta hủy mất. Ở đây Chúa đang nói về tiếng Hebrew, mà chữ thế gian có nghĩa là đồng vắng, là đất, là ruộng, là thân thể xác thịt. Mà lời của Đức Chúa Trời, mà khi người ta nhìn vào lời Chúa, đọc lời Chúa thì có nghĩa là gì? Chữ ăn ở trong tiếng Hebrew là chữ akal, số 398, có nghĩa là ăn, nuốt, thiêu đốt, tiêu thụ, sử dụng, đọc ngấu nghiến, nhìn chằm chọc như nuốt lấy. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16-17 lời Chúa chết này, rồi Giê-hô-va trời phán lại rằng, ngươi được giữa ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, như về cây biết điều thiện và điều ác thì chưa hề ăn đến, vì một mình ăn cha sẽ chết. Chữ ăn này đó là chữ chúng ta vừa đọc AK số 398 thì Hebrew, có nghĩa là ăn, nuốt, thiêu đốt, tiêu thụ, sử dụng, đọc ngấu nghiến, nhìn chằm chọc như nuốt lấy. Lời Chúa luôn luôn có hai phần, ngọn và gốc. Cái ngọn của nó là ăn, nhưng mà cái gốc của nó là nhìn chằm chọc như nuốt lấy. Có nhiều khi người ta ăn nhanh quá là nghẹn, nhưng có lúc người ta nhìn mà nghẹn, nhìn rồi không ăn được nữa, nghẹn luôn. Cái tác dụng của cái nhìn cũng giống với tác dụng của ăn. Nhiều khi tác dụng của ăn còn không nguy hiểm mà tác dụng của nhìn. Vì tôi là Itageme, tôi đã từng bị khủng hoảng bởi cái tai nạn xảy ra mà tôi nhìn vào là tôi xỉu luôn, không đứng nổi nữa, nhìn thấy là dùng chân luôn. Bác sĩ bảo xong vào đi, em không đứng được nữa rồi, em vừa nhìn thấy là em dùng hết cả người rồi, không còn sức nữa. Khi tôi từ chiến trường ra, tôi điều trị ở trại an dưỡng. Lần tôi về nhà thì em thứ tư của tôi nó bị áp xe cơ thành bụng, thì tôi về chở từ Đà Mà xuống Móng Cái mới có bệnh viện. Khi ta phát hiện là ra nó bị viêm cơ thành bụng thôi, không phải bị mổ nhưng phải trích nó ra. Thì tôi chạy suốt cả một ngày buổi sáng rồi từ dưới Xuân Ninh rồi đến Đoàn Tĩnh, đói quá rồi. Tôi giữ thân thể em tôi cho người ta xích, tôi hóa mắt rồi. Nhìn nó xuống đến người tôi mới gọi cái người nhà của cái bạn tôi đứng về sau đó nói chuyện. Tôi gọi 20 tiếng là tôi té luôn, bể đầu luôn. Thế là khâu cho em tôi xong, đưa tôi lên bàn mổ, cạo đầu nó cũng khâu luôn mấy mũi nữa. Khủng hoảng lắm, cái tinh thần mới yếu mà. Yếu rồi. Cái chữ ăn đây cũng vậy. Tôi đang đói, khi tôi đọc vào lời Chúa rồi, Chúa bày tỏ rồi, tôi kiểm tra được một tiếng gốc tiếng Hebrew, tôi tìm cái chìa khóa rồi, tôi mừng, tôi quên nói luôn. Tôi từng nói với anh em là 9 giờ tối bên kia ánh nắng mà trời còn chiếu qua cửa sổ, mình cứ tưởng là còn sớm. Nhưng khi bụng đói quá thì mới phát hiện là nhìn hồ 9 giờ tối rồi, thì ôi muộn rồi. Bây giờ mình biết rằng mình nhìn lời Chúa mình quên ăn, mình nhìn trong trong vào mình đang theo dõi và mình quên ăn luôn. Nhiều khi nín thở đó quý vị, quên không thở nữa, vì quá thu hút vào chính mình. Khi Đức Giê-hô-va gọi Môi-se lên trên núi để gặp Ngài tại trên núi Sinai đó, Đức Giê-hô-va không bảo Môi-se mang theo lương thực, vì Đức Giê-hô-va biết rằng Môi-se sẽ ở trên đó một thời gian dài. Nhưng mà Ngài không bảo Môi-se mang theo bánh lên đó để mà dự trữ lương thực cho chính mình. Nhưng mà Môi-se ở trên đó 4 ngày 40 đêm không ăn bánh, không uống nước. Nhưng mà khi ông xuống, ông vẫn mạnh khỏe. Sự sáng cho của Chúa ở trên mặt Môi-se, mà Môi-se phải dùng lốp để che mặt mình, người ta không nhìn được vào. Điều đó có nghĩa là lời của Chúa vào trong ta gìn giữ mạng sống của chúng ta cả thuộc thể và thuộc linh. Đức Giê-hô-va đã cho dân Israel đi trong đường vắng tới 40 năm. Họ không phải mang theo các xe để chứa lương thực, bởi vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán rồi, chính Ngài sẽ nuôi họ. Họ không phải hỏi Chúa bao giờ mới có bánh rơi xuống Chúa. Họ mở mắt ra rồi, bánh đã có rồi.
Đến chiều Trung Quốc bay vào rồi họ bị Nhật Trung Quốc để mà làm đoàn thôi. Phục truyền luôn để ký đoạn 8 câu 1 đến câu 3 chép: hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được ra thêm và được vào nhà lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va đã trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đang biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana và ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng là người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng là người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Đi theo Chúa, sử dụng đức tin theo Chúa là một đòn cân não, quý vị. Theo khả năng của xác thịt, phải nói là đòn cân não, thử thách hồi hộp lắm. Chúa bảo tôi đóng cửa tiệm, tôi đóng cửa tiệm. Và Chúa bắt đầu sai quạ đến nuôi tôi thật. Tức là Chúa khiến được thế gian đó. Các công ty của các công ty ở thành phố đó, cứ khoảng 6 tháng nữa là đồ hộp của họ hết rồi. Bắt đầu họ gọi cái The Family đến họ cho. Và anh em chúng tôi ở trong đó có mấy người quen tôi, cũng hồi hộp Chúa. Họ chở đến cho nhà tôi. Và tôi nuôi đóng cửa tiệm lại, đâu có thu nhập nữa. Tôi ăn đồ hộp và Chúa nuôi tôi. Tôi tin hoàn toàn điều đó. Rồi sau đó Chúa bảo tôi về Việt Nam. Năm 87 tôi về Việt Nam lần đầu tiên để gặp Cố Vân. Rồi ra Đà Nẵng để gặp gia đình của Cố Vân. Trong 2 tháng đó, tất cả mọi thủ tục thuộc về tòa án ở bên Hamilton là tôi gác lại cho luật sư. Tôi không lo. Khi tôi trở lại đó, luật sư nói được, khi cậu về Việt Nam như vậy, ở bên này tòa gọi mà không có cậu là đối phương họ thắng hết. Tôi bảo không, tôi thắng. Ông bảo cậu nên cười. Mà không, tôi thắng mà. Anh biết 2 tháng tôi về Việt Nam, tôi giảng ở Việt Nam biết bao nhiêu người được chữa lành. Có những cái bệnh thằng kể tỷ đồng Việt Nam không chữa được, ung thư HIV rồi làm sao mà chữa được. Mà tôi về, tôi họ thắng. Cái số tiền tôi bỏ cho người ta đâu có mất, cho họ được không sao cả. Họ là con người, tôi thắng. Vì tôi mong muốn cho cái trường hợp của tôi được cắt đứt nhanh, để tôi được giải phóng, để tôi đi hầu việc Chúa. Ông hiểu vấn đề tôi thắng là gì? Tôi mong muốn cho nó giải quyết nhanh. Vì Chúa nói là chớ tố cáo ai để ngươi khỏi bị tố cáo. Họ muốn làm gì họ làm cho được. Ông luật sư nói chưa trường hợp nào dễ nhanh, mà tôi phải như vậy thôi. Tôi muốn nhanh càng tốt. Thế mà mất 3 năm mới xong. Mới khi trở về Việt Nam như vậy, tôi chủ đủ tiền nhà thuê cho chung cư cho vợ tôi thôi. Rồi vợ tôi hỏi bao giờ anh về cưới. Bà em ơi, cái này là Chúa bảo anh tin. Anh về anh nói chuyện gia đình em thôi, còn để Chúa lo. Có bao tiền thuê nhà cho vợ đó thôi, có đủ 5 tháng tiền nhà thôi. Chứ con về trở lại Canada này. Con vợ bảo bao giờ về anh về cưới em. Bảo không phải kế hoạch của anh đâu, đây là kế hoạch của Chúa. Chúa đã hứa để Chúa làm đây. Mình đừng chạy trước Chúa, đừng tạo Ismael như Abraham. Thử thách. Khi tôi ký giấy cái tờ form để tấn phong mục sư, Chúa cho tôi trên bao. Tôi sợ hãi. Tôi xin Chúa tha thứ cho vì tôi quên không hỏi Chúa về vấn đề đó. Tôi gọi phone lên trên tôi, cancel. Tôi hủy nó. Tôi bảo tôi không chấp nhận nó nữa. Tôi hủy đi. Ông mục sư David nói không sao, chúng tôi sẽ giữ lại. Đến khi nào mà Chúa cho phép anh cho tôi biết, chúng tôi tiến hành. 6 tháng sau, cho nên người sẵn sàng từ bỏ một cái tấm giấy mấy biết đâu người phải hết 30.000 đến 50.000 đô la trong 3 năm đến 5 năm học ở trường thần đạo mới có tấm giấy đó. Nhưng vì nghe lời ta, người sẵn sàng bỏ nó, ta cho người không phải một tấm, hai tấm. Một của Mỹ và một của Canada. Vì người cần nó, không phải là vì trong nước của ta mà người cần nó. Thế gian cần thấy nó, thì con cần nó. Trong 2 tuần liên tục thôi, Chúa báo trước cho tôi biết thời gian cưới. Và tôi xin Chúa bao nhiêu tiền, Chúa cũng cho dư gấp đôi như vậy. Trước hết là Chúa thử xem chúng ta có tin Ngài không? Có dùng sức riêng của mình để giải quyết hay không? Hay chờ đợi Chúa? Chúng tôi chờ đợi. Không dùng trí khôn của mình để có tiền để về lo. Không. Điều tôi cùng nguyện với Chúa là cái người mà Chúa ban cho tôi nó phải có cùng đức tin với tôi. Không được tham lam tiền bạc, phải cùng đức tin và sẵn sàng chịu khổ vì Đức Chúa. Tôi nghĩ trong đó tất cả mấy điều đó. Chúa làm thành, Chúa thử chúng ta. Không được kinh khủng, không được sợ hãi. Vì Chúa ở cùng chúng ta luôn. Đó là điều rất là quan trọng. Phần lớn chúng ta là dùng trí khôn của mình, mà dùng trí khôn của chúng ta là thường thường sợ hãi. Mà con người chúng ta đi theo Chúa phải biết là lời Chúa ban ta đó là con đường của sự sống. Sự sống đây là sự sống con người bên trong này. Nếu người bên trong nó sống lại rồi thì mình sẽ sống. Bởi vì trong 40 ngày 40 đêm trên núi Sinai đó, Môi-se không chết. Chúa xuống ở đây đồng vắng 40 ngày 40 đêm ở trong đó không ăn. Ngài đâu có chết. Chúa thử chúng ta mà. Là sao chết trong 4 ngày rồi Ngài gọi cái là ra cơ mà. Thì tại sao mình lo chết? Tại sao nó thiếu? Không. Chúa đang thử mình để tôi luyện xem mình có tin Ngài cả trị mọi sự không? Giàu nghèo hay là sống hay chết do quyền của Ngài. Và tôi học điều đó. Tôi không để ý vào vấn đề tôi có cần xác thịt mình. Tôi để ý vào lời Đức Chúa bày tỏ tôi tiếp tục làm theo. Chúa từng bước mình đưa lên cao để nhận biết Chúa. Vì lời của Chúa đó là nước và bánh. Nuôi tâm linh mình. Mình vâng lời Chúa. Rõ ràng đây là lời không thiếu bánh. Nhưng mà cái lời này nó có sức cho tâm linh mình. Khi xác thịt này nó trao đảo, nó có dục này, có thực vừa được đạo,
phải làm cái điều gì chứ, phải có cái làm điều gì chứ. Nhưng con người bên trong nó được sống lại rồi bằng lời của Chúa rồi, thế là không, đừng có lo, để Chúa lo. Và Chúa đấng rất là mù luận, trong khi mình lo lắng về xác thịt thì Chúa cho chúng ta có công việc của thuộc linh. Chúa cho chúng ta được đến chỗ này, chúng khi nhóm lại để nghe lời Chúa, chúng ta được nuôi bằng các lẽ thật mầu nhiệm Chúa bày tỏ ra. Bắt đầu mình nhìn vào lời Chúa, mình bắt đầu tra cứu lời Chúa, thấy là thật rồi. Hàng ngày đều dùng từng từ một, mình tìm thấy lời Chúa, tìm thấy là thật ở trong gốc từ rồi, mình vui mừng rồi, mình quên thời gian luôn. Và bây giờ cái xác thịt này nó bị bắt phục bởi bánh và nước hàng sống của Chúa. Vì con người bên trong chính là sự sống thật. Còn ngày hôm nay chúng ta đang thành thói quen sống theo trí khôn của xác thịt mình, nên chúng ta luôn 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 lo lắng. Mà vì lo lắng như vậy nên Chúa không thể giao việc cho chúng ta được. Chúng ta chưa tập để nói theo lời Chúa. Ngài biết. Nên có nhiều người chỉ làm tín đồ trọn đời thôi, không bao giờ được giao việc gì cho cả. Vì sao? Nhụt nhạt, sợ hãi, sợ chết, sợ đói, sợ thế này, sợ thế kia, luôn luôn dùng trí khôn. Còn đối với tôi cảm tạ Chúa. Tôi tin một điều là những kẻ mà Ngài đã chọn thì Ngài cũng đã gọi. Tức là Ngài đã đào tạo huấn luyện đó, từ khi còn nhỏ rồi. Bất cứ ai cũng vậy. Tôi nói ví dụ các người đánh cá ở Hồ Galilee, họ có thấy cá không? Không. Bây giờ người ta có radar để tìm đàn cá, chủ động tìm đàn cá để bổ lưới. Nhưng mà hồi xưa không, họ tin vào Chúa nuôi họ thôi. Nên là đánh cá ban đêm, cứ đi được quăng lưới rồi hy vọng được cá thì Chúa nuôi họ thôi. Đó. Và họ có đức tin từ khi còn nhỏ thôi, quen rồi. Thì tôi cũng vậy. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Và Chúa nuôi tôi từ khi tôi còn nhỏ. Chẳng biết bố mẹ mình thật như thế nào mà suốt ngày bị ăn đòn, nhưng mà cứ nhìn cây bàng thôi. Thế mà bàng còn có cây thì mình còn có đồ ăn. Nếu mà thời gian mà đầu tiên bàng có hoa thôi mà chưa có quả đó thì thôi bỏ qua đi, bớt tìm cây sung. Mà sung hết rồi ra ngoài sân bóng đá đấy, đào rễ cỏ lên để ăn cái củ gốc của nó. Nghĩa là trong bụng có cái gì ăn được rồi. Còn nếu không ra bãi giữa ở sông Hồng nó xuống dưới bóc khoai. Nghĩa là mình có đức tin rằng mình còn sống, mình được tự do, không bị ăn đòn, vậy là vui sướng rồi. Về nhà mà được bắt cơm ngon, bị nghe chửi, bị đánh, ích chi. Thà được tự do mà ăn đói đói một chút xíu cũng được. Muốn tắm thì tắm, muốn chơi thì chơi, muốn nhảy thì nhảy, muốn lăn đâu thì lăn, không sao cả. Cái tự do là sung sướng nhất. Sao nghĩ như vậy đó? Mà sau này mình thấy rất rằng được tự do hầu việc Chúa là được rồi. Đâu có nhìn vào đồ đạc những người ta đâu. Mình biết rằng thế nào mình được về thiên đàng, về của cái vật chất sẽ khiến mình phải ràng buộc nó sao. Nên là mình có đức tin đi hầu việc Chúa được. Hết được đi sai đi giảng là mừng rồi. Về đến nhà không bao giờ khoe vợ rằng người ta dâng hiến cho mình cái gì đâu, bởi vì tôi không nhận đồ dâng hiến của họ. Nhưng mà tôi khoe là phép lạ xảy ra như thế nào, kể lại chi tiết, vui mừng hồ hởi lắm. Cái sung sướng của mình là thấy người ta được Chúa thương xót, được chữa lành thì mình vui mừng. Cái niềm vui của tôi cứ giống như là niềm vui của cái bác sĩ ngày xưa đó. Tôi nói bây giờ nhé, bác sĩ ngày xưa là căn bệnh hiểm nghèo của ta được chữa lành bởi cái tay tài khéo của các bác sĩ. Còn đối với tôi là các bác sĩ tôn trọng tôi. Cái vui của tôi là các bác sĩ ở trong bệnh viện đó luôn nhìn tôi một con mắt khác. Ra ngoài đời người ta nói tôi là y tá, nhưng mà khi mà tôi đến bệnh viện thì tất cả các bác sĩ đều nhìn tôi có ánh mắt tôn trọng. Khi có một ca mổ nào quan trọng đó, họ đến làm ơi, cho tao vào coi được không. Bác sĩ đến nắn nỉ tôi, trưởng phòng mổ, tôi cho vào mới được vào. Nên không, nếu mà coi thường tôi là tôi không cho vào, nên năn nỉ để tôi cho vào. Y tá đó, nhưng mà chức vụ của tôi không phải là y tá, cấp bậc y tá nhưng chức vụ không phải. Cái niềm vui của tôi là thế là xảy ra. Và bác sĩ cứ thấy rằng là người cao mổ này nặng lắm, mà chưa có tao được không? Bác sĩ bệnh viện trưởng đấy. Và đợt đến trước cho ông vui rồi. Một cái ca nào mà nặng mà có tôi trực là ông yên tâm. Mình sung sướng vì cơ mình được tôn trọng. Mình sung sướng là vì cơ mình, cái tay nghề của mình đã khiến cho bệnh viện tin tưởng. Và bệnh nhân tin tưởng. Và chưa có ca nào bị tai nạn ở dưới tay của tôi cả. Bao nhiêu năm ở đó. Cái vui mừng của mình là khiến cho người ta được giải cứu. Thì ngày hôm nay khi trong thuộc linh, cái vui mừng của mình là khiến người ta được giải cứu, giải thoát ra khỏi sự chết, đến với Chúa. Cái sự vui mừng của mình như vậy. Nên Chúa Giêsu phán rằng cái sự vui mừng của Ngài ban cho ta đó là sự vui mừng trọn vẹn. Cái vui mừng của Chúa là gì? Các môn đồ của Chúa nhận biết Ngài đến từ Đức Chúa Cha. Đến để làm sao họ hiểu được mình đến từ Đức Chúa Cha rất quan trọng. Cũng như làm thế nào đó để người tin Chúa tin mình đến từ Đức Chúa Trời và bài giảng của mình là đến từ lẽ thật đó. Nó quan trọng đâu quý vị. Chính nhờ sự biết và tin cậy đó mà phép lạ của Chúa mới xảy ra được, họ mới tin được. Và đó thành công của người hầu việc Chúa. Không phải là cớ mình được giảng nhiều người ta tôn trọng đâu. Cái chính là người ta ngợi khen Chúa, người ta nhận biết Chúa. Cái đó là chức vụ mình thành công. Mình thành công tức là mình vui mừng trở về nói Chúa lại, Chúa con làm xong điều cha bảo con làm. Đó là sự vui mừng. Sau khi chịu Giăng Báp-tít bắp tên tại sông Giô-đanh, Đức Chúa Giêsu đã chịu Đức Thánh Linh đem Ngài vào nơi đường vắng để chịu thử thách.
Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1 đến câu 4 chép: Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jesus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Jesus đáp: Có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lời Chúa có chép rằng trong Ngài, tức là trong lời của Đức Chúa Trời, có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người. Mà chính cái nguồn sự sống ở trong lời Đức Chúa Trời đó sẽ duy trì sự sống thật ở trong chúng ta. Chúng ta xem có nhiều thứ cây, nói duy trì được cây mai. Không, họ hai tuần nữa là Tết, họ vặt trụi hết lá. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã bón gốc của nó bên trong nó rồi. Cái sự sống thật của nó phải là lá nữa, mà trong gốc cây, nó được bón trong nó rồi. Còn người bên trong của chúng ta cũng vậy. Nếu được trang bị lẽ thật của Chúa vào trong đó rồi, thì cho dù người bên ngoài có thiếu kém thể gì nữa, nó không lo. Vì nó thấy Đức Chúa Trời rồi, nó thấy công việc của Đức Chúa Trời và thấy Đức Chúa Trời rồi, thì có người bên ngoài này cũng bị bắt phục bởi nó nữa. Cái xe máy Honda nó cũ thế nào thì cũ, nhưng đạp cái máy nó còn nổ là chạy được, tàng vẫn chạy được về đấy nha. Còn cái xe mà đẹp đến đâu thì đẹp, mà bây giờ nó hư bugi rồi, không nổ được, là xe có kể cả mấy chục triệu không tác dụng chi. Cái chính là cái máy của nó. Có người bên trong chúng ta đã được sống lại rồi thì có người bên ngoài nó sẽ bị bất phục. Nhưng phần lớn người ta ngày hôm nay dùng trí khôn của mình để theo Chúa, nên tính toán mọi sự đó, rồi cuối ngày suốt ngày cầu xin Chúa mẹ nhau khó lắm, chỉ xin Chúa cái này kia cho xác thịt, mà không tìm kiếm nước Đức Trời và sự của mình của Ngài, và cái đó là họ cũng không thể theo Chúa được. Nhưng người như vậy Chúa loại ra, Chúa không vui một tí nào cả. Bởi vì sao? Ngài không bao giờ vui khi con cái ngày suốt ngày mè nheo điều này điều kia cho xác thịt mình, trong đó cái điều tốt nhất để khiến họ có thể trở về thiên đàng với Ngài được, họ không đòi. Lời của Đức Trời không chỉ duy trì sống cho cả thân thể xác thịt của những người tin Chúa, mà lời Đức Trời còn duy trì sống cho cả thân thể tâm hồn và tâm linh của những người đã tin nhận lời của Ngài và tin cậy danh của Ngài nữa. Giăng đoạn 11 câu 1 đến câu 45 chép: Có một người đau tên là Lazaro ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Martha. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazaro đang đau. Về hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Jesus rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Jesus vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hỏi cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thi em người và La-sa-rơ. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đang ở. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ tôi rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng: Lazaro bạn ta đang ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Và Đức Chúa Giêsu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazaro. Sau môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường, Đức Chúa Giêsu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazaro chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó Thomas gọi là Didim nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, thấy đã chôn Lazaro trong mộ 4 ngày rồi, và thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 hectare, tức là 3 cây số. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thi và Mary vì sự anh chết. Lúc Ma-thi nghe Đức Chúa Giêsu đến thì đi đón Ngài, nhưng Mary thì ngồi tại nhà. Ma-thi thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Anh người sẽ sống lại. Mary thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Người tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về lén kêu em Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia đang gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Và Đức Chúa Giêsu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thi đến đón Ngài. Như khi những người Giu-đa đang ở trong nhà với Mary và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì cái rằng người đến mộ đang khóc. Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài thì sấp mình xuống dưới chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết.
Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng tôi rằng: lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: kìa, người yêu Lazarus là giường nào? Có một vài người trong chúng nói rằng: người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ, mộ bằng cái hang. Trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê lại em gái cả chết thưa rằng: lạy Chúa, đã có mùi vì người đòn đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán: ta chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhớ mắt lên trời mà rằng: thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhận lời tôi. Tôi biết rằng Cha nhận lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: hỡi Lazarơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải niệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Mary và thấy sự Chúa Giêsu làm, bèn tin Ngài. Chúng ta thấy Chúa Giêsu khóc. Và khi tôi nghĩ đoạn đó, Chúa nói: không, ta không khóc vì cớ Lazarơ, ta khóc vì mấy cái người này. Hai chị em Mary, Ma-thê này đều trách móc ta là nếu như có ta ở đây thì Lazarus không chết. Họ không tin những gì ta đã giảng cho họ. Trong khi ta giảng cho họ, họ có nghe, nhưng mà mãi phục vụ họ nghe để mà nghe, nhưng không hề lấy được tin, tin nhận lời đó cho mình, nên lời đó không sanh trái ở trong lòng họ được. Thế họ trách móc người: nếu Chúa có đây, bởi vì khi Lazarus đâu, người ta cho người đi báo tin Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu đang ở Jerusalem cách đó có 3 cây số, mà từ đây đi bộ đến bên xe miền đông, nhưng mà Chúa không trở lại. Chúa nói với các môn đồ Chúa là: ta mừng vì ta không có ở đó. Bởi vì Đức Chúa Giêsu biết Đức Cha có kế hoạch để Lazarus chết. Bởi vì họ không tin Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời. Và Chúa khiến Lazarus trở thành một công cụ để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời trên Chúa Giêsu. Bởi cái đó người ta từng định ném đá Chúa Giêsu và ngã lìa khỏi đó rồi. Bây giờ Lazarus đau, Ngài không trở lại. Và người ta cho rằng bởi vì người Giu-đa đe dọa ném đá Chúa như vậy đó là Chúa không trở về. Lấy cả Mary và Ma-thê để trách là nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Mà Chúa nói rằng ai tin Ngài thì không chết. Nhưng họ không để ý. Nên Chúa nói là ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Chúa nói cái người Lazarus, Chúa biết Lazarus tin Ngài mà bị đau bệnh. Ở đây Chúa nói chúng ta, ngay cả khi chúng ta tin Chúa, lời Chúa chọn chúng ta, nhưng có những sự chúng ta bị thiệt hại đến, chúng ta thường nói lại sao: Chúa ơi, tại sao vậy? Con yêu Ngài, con kính sợ Ngài, con yêu mấy Ngài mà tại sao Ngài khiến con bị thiệt hại như vậy? Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi tin Chúa. Nên khi tôi tin Chúa rồi, người vợ cũ của tôi bên Canada phản bội tôi. Trong khi tôi ở ngoài tiệm, cái ngăn cầu nguyện ngoài đó, cô ta lập mưu tàng tiệu với lại người khác, rồi thay thảm, thay khóa cửa nhà và tìm cách để bẫy tôi. Tôi không hề biết cái gì cả về điều này. Tôi cái ngày ngoài đó tôi về một ngày, sáng ngày thứ 12, Chúa cho trên bao điều đó. Rồi sau đó khi tôi trở về nhà, biết bao nhiêu khách trong nhà đó, người đó chửi bới tôi trong nhà đó. Tôi định mở miệng ra để mà nói chuyện phải trái, thì Chúa nó còn im lặng ra khỏi ngôi nhà này. Tôi nghe lời tôi đi ra. Tôi bỏ quên tất cả mọi thứ ở trong nhà đó, giấy tờ, quần áo, thì cả tiền bạc và nhẫn của tôi. Tôi ra khỏi nơi đó, quên không lấy nữa. Khi họ tranh chấp, tôi định mở miệng để nói, Chúa nó không, cho họ lấy tất cả mọi sự đi. Thì nếu có tranh chấp như vậy nữa, thì nó càng thù. Bởi vì khi tranh chấp như vậy, càng kéo dài bao nhiêu, thì tiền án phí của hai bên chịu càng nhiều hơn. Và sự thua thiệt sẽ khiến cho người kia đau đớn, thù hận. Thế tôi nghe lời Chúa, tôi không kiện cáo lại, tôi không tố cáo họ, tôi để. Mình không nói là, ủa Chúa ơi, con tưởng là con tin theo Ngài rồi, Ngài binh vực con chứ. Tôi không hỏi được, tôi tin theo lời Chúa. Tôi cảm tạ ơn Chúa là khi tôi cầu nguyện Chúa này, Chúa dắt con thì con đi được, Chúa giữ con thì con đứng được. Và tôi cầu nguyện với Chúa như vậy và đúng thật. Chúa làm đúng như vậy và tôi tin theo lời của Đức Trời. Và tôi để cho người ta thắng tất cả điều gì đó. Nhưng mà kỳ thực trong thuộc linh là tôi được thắng. Ma quỷ dùng tìm mọi cách để dùng khả năng phân biệt của tôi đó, để tính toán về cái tài chính, kinh tế, tài sản để chia ra, để lưu tôi lại đó. Nhưng tôi bỏ qua, bỏ hết. Tôi không hề nói với Chúa là xin Chúa bình vực quyền lợi những cưới. Chúa nói là bởi con đã giao tay cho kẻ ác, con không nghe lời ta, nên bây giờ con phải chịu. Tôi xin Chúa tha thứ cho tôi và tôi im lặng. Mình chấp nhận bởi vì lỗi của mình. Hôn nhân không theo Chúa là như vậy. Bởi con nói mình chịu thiệt, nhưng mà Chúa biết điều đó. Tất cả mọi sự vì cớ danh của Chúa mà từ bỏ nhà cửa, ruộng đất, anh chị em mình. Trong đời này, nhìn anh 100 lần hơn cùng sự bất bớ và sự sống đời đời. Thì đây cũng vậy, Chúa biết Lazarus là người ở bên Ngài, có lời của Chúa trong Lazarus. Nhưng mà Mary và Ma-thê thì dùng trí khôn của mình lên trách móc Chúa. Trong cái đó, có người Giu-đa thì tin Ngài, biết rằng Ngài có thể làm được này được kia. Nên Chúa khóc. Chúa khóc dường như Chúa cảm thấy buồn bã
vì Chúa đã giảng cho yêu họ như vậy, nhưng mà họ không hiểu, họ không nghe. Nên có những lúc những người mà phản bội tôi đi ra, tôi buồn trong lòng. Tôi biết rằng họ đi sai, cái nguy hiểm của họ là họ không thấy Chúa, họ thấy lợi ích của xác thịt mình, họ bị cám dỗ, họ đi ra, họ không nhìn cái tai họa trước mắt họ. Cũng như là tôi trong chiến trường, tôi biết đi vào cái vùng đó nguy hiểm như thế nào, mà khi tôi ngăn cản người ta không đi theo, vô cùng nguy hiểm. Mình cảm thấy rất khó chịu, mình không thể chạy đứng trước mặt họ để chạy được cả. Mình chỉ đứng cho họ rồi mà họ cứ theo đi vào được đó, đến khi mà bị thương vong rồi họ mới biết. Nhưng mà cảm thấy rất là khó chịu, vì tôi cảm thông được khi Chúa Giêsu khóc, khi thấy Mary và Ma-thê oán trách Ngài, không hiểu, cho dù Ngài đã phán rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài có quyền phép khiến người ta sống lại được, họ không tin. Ở đây Chúa dạy chúng ta, khi chúng ta theo Chúa, chúng ta hiểu một điều quan trọng và đừng bao giờ quên, đó là để tâm linh ta được sống lại. Còn chúng ta thì cứ nghĩ cho xác thịt mình, mong muốn Chúa ban phước cho xác thịt mình, bỏ qua hoàn toàn với người bề trong. Khi chúng ta cầu nguyện tiếng mới, vẫn dùng trí khôn để cầu nguyện, chứ chưa hoàn toàn để ý về con người bề trong của mình. Bởi cái đó khi cầu nguyện, khi mà tôi tới Chúa cầu nguyện cho, luôn luôn mong được lời tiên tri. Còn tôi không. Tôi đến thế nào mà các tôi tới Chúa cầu nguyện, tôi đến tôi xin Chúa điều tôi cần. Tôi biết đời tôi Chúa có ơn gì đó, tôi đến tôi đặt tay xin Chúa để đời tôi Chúa đặt tay, tôi xin điều đó vào lòng tôi. Và khi đó là tay, tôi không chờ gì cả, tôi nhận ngay. Tôi amen với Chúa ngay, tôi cầu nguyện Chúa, con cảm ơn Chúa. Chúa ban điều đó cho con. Tôi tin vì tôi biết Chúa biết lòng của tôi khao khát cái gì. Và khi người ta đặt tay là tôi tiếp nhận, tôi không chờ người ta nói cái gì cả. Còn người ta đi chờ mong xem đời Chúa, đời Chúa có nói gì với mình không? Mà mong muốn cái điều mà mình muốn, mà khi lời tiên tri không giống như mình muốn thì bắt đầu chê, không nói, không ứng nghiệm. Rồi đến khi lời tiên tri chính xác ra rồi, họ không làm theo. Nhưng khi thất bại rồi, họ cay đắng. Bởi đó khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải biết rõ danh của Chúa, mà danh chúng ta tin đó, Ngài là Jesus Christ, là con Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải biết trong con Ngài có những quyền phép gì để chúng ta trông cậy. Không phải chỉ trông vào Chúa Jesus để được cứu rỗi, mà cái chính là chúng ta trông vào quyền phép của Chúa để nhận lại lần nước gì mà chúng ta đã mất, mà Chúa sẽ đang có. Vì Ngài là con cả của những anh em, mà chúng ta phải cần có lại những gì mà Ngài đang có sang chúng ta. Chúng ta phải biết Ngài có cái gì chứ. Nếu tôi không giảng ra, quý vị không biết Ngài có cái gì. Trong Thánh có chép mà quý vị không để ý. Trong lời đưa có những cái gì, chúng ta điểm được ta không? Ghi được bao nhiêu phần thành phần không? Ghi bao nhiêu điều ở trong lời của Chúa có quyền phép làm cho chúng ta không? Ta không để ý. Chúng ta đi theo để mà đi theo thôi. Vẫn mong rằng mình sẽ may mắn được về thiên đàng thôi. Chúng ta đánh ba vơ. Đi mà không, mình không biết là mình đi về đâu và tại sao mình đi vào đó cả. Cái đó không được. Chúa gọi mình đi theo Ngài thì phải biết tôi đi theo Ngài để linh hồn tôi được sống lại, để phục hồi lại tất cả điều gì mà tôi đã mất. Mà mình không biết mình có cái gì là sao mình biết mất cái gì. Mình phải biết rõ cái gì mà mình đã mất chứ. Cái gì mình đã mất là những gì mà Kinh Thánh có chép. Đó là điều mình đã mất. Vì mình đã mất nên Kinh Thánh chép ra để mình nhìn vào, mình soi vào, ô cái này tôi chưa có. Để mình nhận lại cho chính mình chứ. Trở lại đoạn Kinh Thánh này. Trong câu 15 trên, Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ của Ngài là: ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu biết rõ công việc mà Đức Cha sẽ làm cho Lazarơ, và vì cái đó mà nghe tin Lazarơ bệnh, Ngài không trở lại, Ngài không quay lại ngay đâu, Ngài để chữ tin của Đức Cha được trở lên. Cũng có thể như vậy, chúng tôi theo Chúa ở nhà thuê rất khó khăn, từ chỗ này chuyển ra chỗ kia khó khăn lắm, nhưng tôi không hề phàn nàn. Vì Chúa đấng công bình, mình sắm sửa nhiều thì mình phải vân hành nhiều và mình chuyển đi phải nặng nề thôi, không sao cả, cảm ơn Chúa điều đó. Không bao giờ nói là tại sao mà kẻ gian ác kia mà được giàu có thịnh vượng mà con không có điều gì. Không hề có một điều gì trong lòng chúng tôi, không có cái gợn đó nữa. Chỉ mong làm sao được Chúa tín nhiệm, Chúa giao cho mình lẽ thật của Chúa để giảng ra là mình sung sướng rồi. Đó là dấu hiệu là mình là con của Chúa, mình đang kế tự Ngài. Không hề để ý đến ngôi nhà, không để ý đến chuyện gì lớn cả. Vì Chúa có chương trình ngay ở trong mọi sự. Và cái thế cái chết là mọi sự trên trời này có kỳ định cho mọi sự mọi việc. Vậy thì hãy để Chúa làm thành điều Chúa đã định cơ sự của Ngài. Nên Chúa Giêsu đã nói về Lazarơ cho các môn đồ nghe này: bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời được bởi đó mà được sáng danh. Chúa nói là cái bệnh này sẽ không thể khiến cho Lazarơ bị hư mất linh hồn. Chứ không phải là không chết, mà cái chính là không hư mất linh hồn đâu. Vậy thì cái căn bản nhất là không hư mất linh hồn là cái quan trọng nhất. Chứ không phải là sống thọ hay là không thọ. Nhưng mà Chúa nói là nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hỡi cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Chúa biết chương trình của Đức Chúa Cha. Đây Chúa dạy chúng ta là khi chúng ta theo Chúa phải biết Chúa chúng ta là đấng lạ lùng, Ngài đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa tôi tập hoàn toàn tin cậy nơi Chúa. Nên trong tất cả mọi sự
Hai vợ chồng tôi chưa hề phàn nàn với Chúa một điều gì cả. Khi theo Chúa, lúc mưa, lúc nắng, tôi nói vợ tôi, lúc nào mưa, lúc nào nắng là do quyền của Ngài. Hội thánh dâng đủ hay không đủ, đó là quyền của Chúa. Chúng ta không nhìn vào bề trên, chúng ta nhìn hoàn toàn nơi Chúa. Từ trước đến giờ, dư không lấy, thiếu không đòi. Lúc nào cũng cảm tạ Chúa, chưa hề một lần nào làm bầm, chưa hề lần nào oán trách, chưa hề lần nào xin Chúa vì thế này thế kia. Không. Cảm tạ Chúa điều đó. Chúa gì giữ môi miệng của chúng tôi tin cậy nơi Chúa. Và mình biết Chúa ta đứng không ai mô lận lên, mình biết là mình đang ở trong sự thử thách, luôn luôn để Chúa làm chọn điều ngay đây thử mình. Mình biết tất cả đều là thử hết. Ngay cả khi ban phước cũng là thử. Khi Chúa ban phước chúng ta, ấy là Chúa xem chúng ta có vui mừng vì cơ phước không. Nếu vui mừng vì cơ phước hơn mọi ngày thì là sao vậy con? Thế ra là con chỉ vui vì phước thôi à? Thế còn khó khăn không vui sao? Tôi cảm tạ Chúa, chúng tôi chưa hề vấp phạm vì điều này. Khi có lời tiên tri hoặc là lời gì đó tốt đẹp hứa cho chúng tôi, làm tôi chịu xuống. Tôi biết Chúa là đấng ngôn luận. Bất cứ điều gì Chúa tỏ ra đều thử lòng tôi tới Chúa hết. Và tôi xem lại tôi điều gì vậy? Chúa nói điều này nói về điều gì của con? Tôi là ai? Tôi xem tình trạng thuộc linh của tôi đối với cái điều Chúa quyết định đó là ý nghĩa gì. Và tôi luôn luôn nhận biết cái điều tôi dạy anh em là khi Đức Trời ban phước cho mình thì ngay lập tức chúng ta có một trận chiến, tức là chúng ta có một nhiệm vụ mới để trao cho. Tôi tin điều đó vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Cha chúng ta quyết định điều gì đó mình phải biết chứ, vì tôi ở trong chiến trường Chúa dạy rồi. Khi tự nhiên được cho trang bị quân trang mới, quân dụng mới, vũ khí mới, rồi học chính trị biết ngay là đi đến trận rồi. Nếu học chính trị dài là đi đến trận xa. Nếu mà trang bị vũ khí hơi đặc biệt, biết đánh ở chỗ nào lớn rồi đấy, đoán trước rồi là chuẩn bị tư tưởng ngay lập tức. Nên khi tôi vào trong quân đội ngay lập tức là tôi hoàn thành công việc, tôi được huấn luyện thành y tá, nhưng mà tôi phải được huấn luyện trở thành chiến sĩ rồi. Sự tất cả cái thế giới bộ binh tôi có tiếp cận được, tôi bắn được tất cả các loại vũ khí bộ binh mà đơn vị tôi có. Thì khi chúng ta theo Chúa, chúng ta có nhận phải nhận biết điều này. Nhiệm vụ chúng ta là để Chúa tôi luyện, vì đó là nhiệm vụ chúng ta sinh ra trên đất này, để được tôi luyện, để rèn tập, để thử thách, để chọn về thiên đàng, không phải để hưởng thụ trên đất này. Quý vị ơi, phần lớn quý vị nghe mấy đã để hưởng thụ nhà to vườn rộng rồi là xin Chúa ban phước cho, cuối cùng chúng ta thành tôi mọi cho cái nhà, cho cái vườn của mình sao? Thì nghe tiếng Chúa phán, tôi dẹp tất cả mọi thứ đi luôn, dẹp luôn, dẹp luôn, luôn sẵn sàng. Mình biết Chúa chúng ta là một Chúa của trên trận, vì Ngài đã phán. Tôi biết rằng đây là một nhiệm vụ, đây là một sự thử thách, đây là một công việc Chúa giao cho. Ngay lập tức mình sửa soạn ngay, mình giải phóng tất cả mọi tư tưởng mình ra khỏi mọi thứ để chuẩn bị cho một mục tiêu mới Chúa định cho. Và tôi đến lại tất cả điều gì Chúa bày tỏ cho tôi cảm ơn Chúa. Ngài đưa tôi từ xa đến gần, từ thấp đến cao. Đến gì? Cảm ơn Chúa, đây đỉnh cao nhất rồi. Ma thơ là đỉnh cao nhất rồi. Vậy là mình đã đứng đây rồi, là đây là cái đỉnh cao nhất, để tiêu chuẩn cao nhất rồi. Mình đã được giảng ra bao nhiêu? Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ giảng. Và mục tiêu giảng là ai? Không phải là kẻ mới học đâu, mà kẻ cao cấp. Anh em hiểu không nào? Không phải là người chưa biết Chúa đâu, mà người có thể biết nhiều thứ nữa cơ. Chúa đấng mưu lợi. Chúa ơi, vì ngươi trung tín cho việc nhỏ, ta ra cho ngươi coi sóc nhiều. Chứ nhiều đây là cả về số lượng và chất lượng. Bởi khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải hướng lên thiên đàng, hướng về nước thiên đàng, hướng về ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ khư khư cái tôi của mình, cái nhà riêng của mình thôi. Cái đó không xứng đáng làm con kế tự Đức Chúa Trời. Không lẽ chúng ta làm con của vua mà suốt ngày lo o bế vợ với con không à? Dẹp bỏ sang một bên, theo đường theo không theo đi, về bên ngoài đi cho xong, đừng vướng cản. Mình phải hiểu chúng ta là dòng dõi Chúa biệt riêng ra để cho lọc trong những kẻ cho lọc đó để làm gì? Nếu bị loại thì sao? Chúng ta nghĩ nếu mà mình bị loại thì sẽ như thế nào? Chúng ta lên lớp đến đây rồi mà bị loại rồi, đáng sỉ nhục hơn những kẻ ra trước chúng ta. Để chúng ta được giảng lên cao biết Chúa cao cấp rồi mà còn suy thoái như vậy nữa thì làm sao xứng đáng tình yêu Chúa đời? Bọn kia nó quá thấp rồi, nó yếu đuối, nó không biết gì cả, thì nó lùi đi. Có thể vì cớ đó nên nó lùi. Còn đây mình lên cao biết Chúa rõ rồi mà còn lùi đi nữa thì không xứng đáng cho Chúa. Chúa đưa chúng ta lên cao sự nhận biết Chúa rồi, mà càng lên cao và nhận biết Chúa lại càng lo cho gia đình riêng của mình mà lo không xong nữa thì làm sao đẹp lòng Chúa được quý vị? Nếu ta không có đức tin theo Chúa mà cứ lùi đi như vậy không đẹp lòng Chúa. Cho lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu lên Đức Chúa Cha trước khi ngài chịu thập giá, tỏ cho môn đồ của ngài cũng như cho chúng ta biết quyền phép, tự uy quyền của danh ngài. Giăng đoạn 17 câu 1 câu 26 chép này, Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời và rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha, và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài sa thịt. Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời nhìn biết Cha, tức là Đức Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng Cha sẽ đến. Tôi tạm dừng tại đây. Chúng ta vẫn tin rằng khi ta cầu nguyện tiếp nhận Giêsu Christ là cứu Chúa của đời mình,
chúng ta được sửa một đời rồi. Đấy là chúng ta tin. Mà theo tiêu chuẩn của lời Chúa là chúng ta chưa được cứu. Chúng ta đang đi trên con đường để được cứu rỗi thôi. Nhưng mà chúng ta chưa được hoàn thiện được cái đúng tiêu chuẩn để được cứu rỗi. Chúng ta đang xếp hàng để vào mua vé máy bay mà chưa lên được vé máy bay, chưa có vé máy bay, mà chưa được vào trong cửa bay nữa, chúng ta vẫn bị loại. Kinh Thánh chép, con được ban sự sống lời cho đến kẻ mà sẽ giao phó cho con. Lời của trời khi vào trong ta đó, sẽ khiến ta nhận biết Đức của trời. Lời của trời là lời của sự sống lại và sự sống. Sự sống lại là khiến được cái gì sống lại nhỉ? Cho tâm linh mình, ngọn đèn chúng ta được thắp sáng lại đi. Nhưng mà làm thế nào chúng ta biết là tâm linh ta được thắp sáng lại? Vì tâm linh ta là thần linh, nó không ăn uống như cách của xác thịt mình. Nhiệm vụ của nó là gì? Có lời của Chúa là có bánh phẩm nè. Vì khi ta nghe lời Chúa nó có vui không? Khi ta nghe lời Chúa ta có vui không? Chúng ta có thích thú không? Chúng ta dõi theo không? Nếu có đó không có, tâm linh ta vẫn còn ngủ, nó chưa nhận được gì cả. Tai ta có nghe nhưng chưa vào trong đó đâu. Vì sao? Đức trời chưa thắp sáng lên. Bởi vì chúng ta không có tôn trọng, không có quý giá cái lời đó, thế là không thắp sáng. Thì ngài ghen tương. Trong tất cả người ở trong hội thánh 24, tôi là người đến sau hơn họ mười mấy năm, nhưng tôi là người được ban cho thánh linh trước hết. Vì sao? Họ làm thủ tục tôn giáo, còn tôi đến, tôi năng nổ, tôi háo hức, tôi sốt sắng với nhà Chúa, tôi học tất cả mọi sự vì tôi thấy trên ban, tôi thấy Chúa rồi và tôi vui mừng tôi được trở lại với Chúa. Tôi vui mừng cứ ngài tha tội cho tôi để tôi được trở lại với ngài làm con ngài, tôi vui mừng. Nên tôi thích học lời Chúa, tôi quý lời Chúa và bất cứ cuốn sách gì về Chúa tôi đều học cả. Bất cứ bài ca nào tôi cũng hát. Thậm chí năm đầu tiên là tôi hát tiếng ca, tôi biết tiếng ca tôi lên tôi hát. Mình vui mừng. Còn chúng ta đến mới là thủ tục của tôn giáo xem. Lời của Chúa ban sống lại cho tâm linh của chúng ta. Chúa nói, và sự sống đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng Cha sẽ đến. Chứ biết đây có nghĩa là gì? Biết. Bọn người ở Sodom và Gomorrah lấn ép lo. Người đưa đi đi, mấy người kia mới đến chiều nay đâu? Đưa họ ra đây để chúng ta biết. Chứ biết đó là hiện là một intercourse, tức là giao phối cùng. Chúng ta không thể biết Chúa qua lời văn tự được. Mà khi chúng ta qua lời văn tự mà ta tìm kiếm Ngài thì Ngài bày tỏ chúng ta được giao thông với Ngài. Chúng ta khao có được nói chuyện với Ngài qua chiêm bao, qua khải tượng, qua bài giảng. Chúng ta háo hức được nghe tiếng Chúa phán. Chúng ta luôn luôn muốn được nghe tiếng của Ngài. Chúng ta tin rằng khi ta đến nhóm thờ phượng Chúa thì Ngài ngự giữa chúng ta và chúng ta luôn luôn mong muốn được Chúa bày tỏ điều gì cho chúng ta. Chúa biết đấy. Còn nếu chúng ta thụ động để đến để làm thủ tục của tôn giáo rồi mau mau được trở về với nhà là chúng ta không nhận được điều gì cả. Chúa nắng cái lòng chúng ta đến đây làm gì? Ngài ghen tương. Còn tôi thì tôi tham. Tôi đến là tôi luôn luôn mong muốn được nghe cái điều gì mà tôi chưa được hiểu, tôi chưa được biết đó. Tôi cố gắng tôi nghe. Thế nữa, con là vốn tôn minh Cha trên đất, làm xong công việc Cha ra tôi làm. Trời, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi Chúa có thế gian là vinh hiển con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha ra cho con từ giữa thế gian, họ vốn thuộc về Cha. Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng một sự Cha giao cho con đều là từ Cha mà đến. Vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy. Thì biết rằng con quả thật rằng con đến từ Cha và thấy rằng ấy là Cha sai con đến. Đây là điều rất là quan trọng. Đây là một cái tiêu chuẩn khi ta nhìn vào đây so này. Ủa, từ hồi mình đến nghe lời Chúa đến giờ có ngày nào mà Chúa Giêsu tỏ cho mình biết cái lời này là đến từ Cha không? Chúng ta không so sánh. Chúng ta nên thụ động ra một sư giảng cái gì thì ông cứ giảng, rồi cái gì mình về mình coi lại. Trong khi nghe không lấy điều thuộc về mình. Kinh Thánh chép, khi ta nghe phải biết đây là giờ của tôi, đây là cái ngày của tôi. Với ngày này là Chúa biệt riêng ra để tôi đến tại đây, để Chúa dùng lời của Ngài để nâng đỡ linh hồn tôi, để tu bổ linh hồn tôi và làm sạch linh hồn tôi. Đây là ngày của tôi, vì tôi đến với tư cách làm con của Đức Chúa Trời. Tôi đến đây để tôi tới Chúa như Môi-se là tắm rửa cho tôi để khiến tôi trở nên thầy tế lễ. Chúng ta có làm điều này không? Không. Chúng ta trễ nải. Chúng ta đến đây có thời giờ nhiều hơn để nói chuyện với nhau. Chúng ta không ý để tìm kiếm lời Chúa. Và bởi cái đó là Chúa nhìn vào làm chúng ta. Chúa thấy đó. Chúng ta không tìm kiếm Ngài để biết Ngài. Chúng ta đang đến mong rằng Chúa nhìn thấy tôi trong ngày tôi có đến. Như vậy tôi có trung tín với Chúa. Vậy thì xin Chúa thương xót tôi. Nếu mà tôi có điều gì xin Chúa thì Ngài thương xót, Ngài làm ơn cho tôi. Chúng ta luôn luôn đến có một điều kiện là mình đến để mình sẽ được điều này được kia từ lời Chúa. Là điều thuộc về xác thịt. Còn tôi thì không. Tôi biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi đó, những cái bài giảng này, quý vị ơi, soạn rất là kỹ. Không một chi khôn của mình đâu. Liên tục đánh máy ra, đánh máy ra. Và sửa soạn lại. Và cầu nguyện với Chúa để xin Chúa cho ý này. Theo đúng ý của Chúa đã bày tỏ ra cho quý vị. Và tôi để Chúa cai trị để giảng cho quý vị. Để khi hết ý nghĩa của cái bài đó truyền ra cho quý vị. Bởi vì tôi biết nhiệm vụ của tôi, vì Chúa phán với tôi,
Con đã biết rằng khi xưa những người mang danh là mục sư đã giảng mà con chẳng hiểu gì về ta cả, nên con lui đi và con xém chết. Và bây giờ con được cứu bởi vì ta biết con là nạn nhân. Bây giờ ta đã truyền cho con những gì để con biết. Vậy thì con hãy đi giảng cho người ta để người ta không bị như con khi xưa bị những vị mục sư giảng mà chẳng hiểu gì với ta cả. Như vậy tôi hiểu rồi. Vì chính tôi đã than phiền vì cớ những người mang danh mục sư mà giảng tôi chẳng hiểu gì cả. Và bây giờ tôi cố gắng để giảng để cho quý vị hiểu. Mà trong đó có rất nhiều vẫn lui đi không chịu hiểu. Có người hiểu cách của họ đi rồi, rồi biết hơn người khác rồi đi ra lập mình làm thầy, mà không biết rằng họ trở thành quân trộm cướp vì chạy trước Chúa. Có người ở lại thì vẫn cứ mong rằng Chúa thấy mình trung tín rồi, Chúa ban phước cho, vui mừng vì cớ có nhà, có nơi ở, có vợ, có con, có công việc làm ổn định, thế là xong rồi. Chúa nắn cái lòng chúng ta xem chúng ta vui vì cái gì. Không vui vì của báu thiên đàng, không vui những gì được tỏ ra, không vui vì những gì mà Chúa sẽ làm trên cuộc đời của mình, mà vui vì cớ nhu cầu của xác thì mình được Chúa thương xót đến. Chúa ban cho. Tôi không nghĩ như vậy. Chúa là đấng biết rõ nếu chúng ta được giàu có thịnh vượng, chắc gì chúng ta ở cùng Chúa rồi mới là vui vẻ về cớ phước đó rồi ở nhà luôn. Hú hí. Có nhiều kẻ hú hí cái điều đó rồi, không cần biết chết là gì cả, miễn là ngày hôm nay tôi có nhà có cửa, không ai khinh tôi được rồi là vui mừng. Chúng ta nhìn Chúa Giêsu đi. Chúa Giêsu biết rằng nếu Ngài không về thì Ma-rê, Ma-thê sẽ trách Ngài. Tại sao Ngài nói Ngài yêu chúng tôi mà anh chúng tôi bị đau mà Ngài không trở lại? Chúa Giêsu vâng lời Đức Chúa Cha. Tôi vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa bảo tôi nói điều gì tôi nói điều đó. Ngay cả khi tôi nói điều đó ra, họ sẽ ghét tôi, họ chống lại tôi, phản bội tôi không sợ. Cái chính là chúng ta hiểu biết rồi. Chúng ta đến đây để Chúa trang bị lời của Ngài cho chúng ta. Vì khi trang bị lời của Ngài cho chúng ta rồi, không phải là ta nghe rồi ta được hưởng đâu quý vị. Ngài thử thách chúng ta. Chúa ban cho ta cái lời là người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà nước, mà sống bằng lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa ban ta lời của Chúa, nghe xong rồi hưởng về nhà, trục trặc xảy đến, khó khăn xảy đến, hoạn nạn xảy đến, thì lại xảy ra. Mình có nghĩ về cái bài giảng của mình là cái bài tập mình phải trải qua không? Không. Nghe Chúa sao vậy Chúa? Chúa thương xót con đi mà. Bắt đầu nài xin Chúa. Mà nếu Chúa không cho là buồn. Mà trong cái đó là chúng ta biết là hàng ngày là chúng ta đều phải vác thập tự giá mình để theo Chúa. Chúng ta phải vác thập tự giá để kinh nghiệm. Vác là gì? Nó rủi tiền bài mình. Trong đầu này luôn luôn có lời của Chúa này. Và chúng ta phải kinh nghiệm được bất kỳ điều gì Chúa cho phép xảy ra trên đời của mình đó, dù tốt hay không tốt theo xác thịt mình đó, cũng phải nhận biết Chúa là tốt lành. Chúng ta học rồi. Và biết rằng Chúa đãi chúng ta, miệng ta nói tốt lành, ngay lập tức có sự xảy ra, dường như chẳng có tốt một tí nào khác gì cả. Nhưng mà Chúa này, ta đâu có nói với con là điều đó tốt lành cho xác thịt con. Không, nó tốt lành cho ý của ta. Ý của ta là để tâm ý của con được cứu về thiên đàng, không phải xác thịt. Nhưng mà chúng ta thường nghĩ về xác thịt, nên ta buồn, buồn ra mặt luôn, vì không thấy Chúa ban phước cho mình. Nhưng mà Chúa nó tốt lành là cho con người bên trong mình được tăng trưởng, để sự nhận biết Chúa là đấng công an và hữu lực. Khi nào chúng ta thấy hoàn nạn đấy, ta vẫn vui mừng cảm ơn Chúa. Ngài đưa con vào sổ tay, con cảm ơn Ngài. Xin Chúa được nên. Bây giờ chúng ta vượt qua một bài tập. Không phải đơn giản đâu. Ngay cả khi ngày mai Chúa đến rồi, đêm nay có thử thách nữa. Đó là điều của Ngài. Mà mình luôn luôn phải cảnh giác về điều này. Phải biết là Chúa luôn luôn làm thử thách chúng ta. Và khi chúng ta được vượt qua thử thách như vậy, thì sẽ có phần thưởng đến cho chúng ta vậy. Tiếp nữa. Và mọi điều thuộc về con tức là thuộc về cha. Mọi điều thuộc về cha tức là thuộc về con. Và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian. Và con về cùng cha, lệ cha thánh xin gìn giữ họ trong danh cha. Là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Trời Chúa ơi, nghe câu này không phải đơn giản quý vị ơi. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian. Và con về cùng cha, lệ cha thánh xin gìn giữ họ trong danh cha. Là danh cha đã ban cho con. Danh Chúa là gì? Danh cha là gì? Jehovah. Khi nói đến Jehovah là đấng có từ A đến Z, Chúa cấp mọi sự cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ là danh cha đã ban cho ta qua lời của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã ở trong danh của Đức Chúa Cha. Nên từ khi Ngài sinh ra trong xác thịt, Ngài biết rằng khi Ngài đã sinh ra trong gia đình của Joseph và Mary, Ngài còn quá nhỏ không thể tự bảo vệ mình được. Nhưng Ngài phó thác Joseph mang Ngài đi đâu, chẳng biết. Phó thác hoàn toàn để người ta lo lắng cho mình. Mình nghĩ như thế nào khi bây giờ mình lên chiếc thuyền, nó vượt biển, còn mình bây giờ tự nhiên buộc mình vào cái cây này, không tự ra nữa, quá luôn rồi. Chẳng biết những người trên thuyền nó có giết mình không, hay là bán mình làm nô lệ cho các thuyền nào trên biển. Giống như Su nằm trên đám cỏ, không tự bảo vệ mình được, hoặc con rắn, hoặc là con kiến,
Họ có gì đâu thầy bốc vào ngày đâu tốt ngày. Ngài không làm được gì cả. Ngài có nhỏ. Ngài biết một thời gian từ khi sinh ra cho đến khi ngài lớn lên biết tự gãi mình đó. Không phải thời gian ngắn đâu. Tôi nói dài. Một năm 360 ngày lịch của Kinh Thánh. Như vậy là 10 tuổi bao nhiêu ngày? Hơn 3.000 ngày đó. Ngài vẫn phó thác để cho người ta lo cho mình. Thế thì chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng phải là biết rằng Chúa sẽ lo mọi sự cho mình. Cũng như Chúa Giêsu chịu sinh ra trong gia đình của Joseph đó, đưa sang Ê-tô rồi trở lại Nazareth. Ngài không tự làm được gì cả, không tự bảo vệ đến mình. Ngài vẫn yên lòng để người ta nuôi mình. Thần Linh Ngài biết, thì chúng ta cũng vậy. Tôi tạ ơn Chúa. Chúa khiến tôi tập bước đi theo Ngài. Từng đợt một. Qua các chiêm bao, Chúa bày tỏ qua chiêm bao và tôi phải tin. Và tôi không bao giờ cầu nguyện để Chúa giải thoát. Giải thoát tôi khỏi chiêm bao đó. Không, xin Chúa đừng nên. Và tôi sẵn sàng vững chí. Không có một chiêm bao nào mà tôi chống cả. Tất cả đều ghi xuống và cầu nguyện. Thế rồi. Chúng ta phải tập tin hoàn toàn vào nơi đó. Còn chúng ta hàng ngày là tự lo cho mình, tự lo cho gia đình riêng của mình, nhưng mà không lo về vấn đề trưởng thành trong đức tin. Và với đó chúng ta sử dụng trí khôn của mình để chạy trước Chúa. Chúa nói tiếp: Nhưng bây giờ con về cùng cha, và đang khi còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Tôi cảm tạ Chúa cái lời này. Chúa Giêsu cho tôi lời của Ngài, Đức Linh cho tôi biết công việc của Ngài, và thế gian ghét tôi. Tôi biết điều đó, tôi không thỏa hiệp với họ, tôi không liên lạc với họ. Chúa bảo con im lại, rời khỏi mình, trả lại cho họ, không giảng nữa. Tôi làm theo đúng như vậy. Và tôi tách ra, tôi giảng. Còn ai muốn vu cáo tôi thế nào, kể họ. Tôi luôn luôn nói, tôi ở trong bàn tay của Chúa. Tôi không tìm kiếm thế gian, tôi không tìm kiếm bạn bè. Tôi ở trong đường lối của Chúa. Chúa bảo tôi làm sao, tôi làm y chang như vậy. Ngồi xuống viết sách và giảng ra, tôi làm đúng như vậy. Đến tận bây giờ tôi cám ơn Chúa điều đó. Không tìm kiếm ai hết, ai vẫn làm sao kể họ, tôi chẳng để ý đến. Chúa nói kẻ trong đôi người, người tìm thì không gặp đâu. Tôi cám ơn Chúa điều đó. Chúa Giêsu nói như thế này nhỉ? Con chẳng cầu họ, con chẳng cầu cha các họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là thật. Như cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thưa đâu, nhưng vì những kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp là một, như cha ở trong con và con ở trong cha, là để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến ở trong chúng ta, ở trong Thánh Linh của Chúa và trong lời của Chúa. Lúc nào cũng có lời của Chúa, ở bất cứ lúc nào cũng có lời của Chúa. Khi Chúa phán bất cứ điều gì, lập tức xác thịt bắt đầu nó ngọ ngoại theo cách của nó, phản ứng tự nhiên của nó, ngứa thì gãi. Nhưng mà trong thuộc linh thì không phải như vậy. Khi trong chiến trường Lào, tôi biết anh Hùng Vi Đức Cường là trung đội trưởng của cái đội đặc công B-4. Ông vào tiền nhập có 3 người và tiền nhập sân bay Sầm Thông Long Trạng. Ông nói là chúng tôi ở trong rừng đó cả tháng, cách xa đời người, không ăn thịt, ăn rau rừng, tắm suối nước, rừng đó, tất cả mọi thứ đó để làm gì? Để làm mất mùi người đi. Đến đến thì ra gần sân bay đó nằm phơi xương để chịu được. Vậy một lần kia ông vào sát sân bay rồi. Chỉ qua một lượt rào nữa là vào trong sân bay, động đến máy bay đó. Nằm đó, bất ngờ kiến nó bu. Kiến nó bu và nó cắn, cựa không được. Nằm đấy coi như chết. Rồi khi nó cắn rồi, nó sưng lên, nó tê hết chỗ đó rồi. Không còn biết cắn, kiến nó còn cắn hay không nữa. Tập như vậy đó. Vì nếu mình cựa là mình sẽ ăn đạn mình chết. Thì coi như chết rồi, thì chết luôn. Đi được cầm. Ông nhiệm vụ của ông là bám sát và bắt sống tướng Vàng Bao. Ông bò vào trong nhà của Vàng Bao rồi, con chó không phát hiện ông. Nó không ngửi cái mùi ông. Ông bò vào trong, nằm trong dưới cầm giường rồi. Thằng con Vàng Bao nó chơi quả bóng, lăn trên cầm giường. Ông tướng gãy nó ra. Nó không nhìn vào cầm giường, không phát hiện nữa. Nằm dưới cầm giường của Vàng Bao. Con chó ra vào không hề biết có một người nằm dưới cầm giường. Phải biết là tôi luyện mức độ như vậy đây. Toàn là mùi xương, không còn mùi người nữa. Người gây đét thôi. Vì nhiệm vụ. Nếu mà nhiệm vụ của quân đội, mạng sống mình có đánh được đánh đổi như vậy. Còn chúng ta ở đây là chúng ta sẽ được trở về thiên đàng để sống đời đời trên thiên đàng. Nhiệm vụ chúng ta là phải trở nên thánh. Không phải vì chúng ta được nghe lẽ thật mà chúng ta được nên thánh đâu. Mà chúng ta phải nhờ lẽ thật mà được nên thánh. Tức là chúng ta phải được tiếp nhận lời đó vào trong lòng mình. Và chính con người bên trong của mình khi nghe lẽ thật đó sẽ đứng dậy cai trị xác thịt mình. Thì bây giờ chúng ta mới sở hữu được lẽ thật đó ở trong lòng mình. Chứ mà chúng ta nghe lẽ thật rồi chúng ta bắt chước làm theo mà được đâu. Phải sở hữu được lẽ thật đó. Lẽ thật nguyên tắc bày tỏ cho chúng ta rồi. Mà chúng ta phải tôi luyện nó. Ví dụ xem phim cao bồi, cầm một súng quay, bòm, quay, đút vào đây. Diễn viên tập cả ngàn lần mới làm được như vậy. Còn không quay là rơi. Không phải đơn giản, phải thuần thục. Rơi lên là bắn luôn, đưa vào đây. Nó quen rồi. Còn mình nghe rồi, mình phải về làm thế nào đó, mình làm theo luật pháp đó, mình mới hưởng được lẽ thật.
Có nếu không mình không hiểu lẽ thật thì mình không thể nên thánh được. Vì khi hiểu lẽ thật rồi thì chính Chúa sẽ khiến mình có uy quyền để cai trị xác thịt mình làm theo lời Chúa. Bây giờ mình mới thực sự là hiểu được lẽ thật. Con đã ban cho sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con đều hợp hiệp làm một, cũng như chúng ta vẫn là một. Sự vinh hiển đó là gì? Là sự mầu nhiệm giấu kín trong văn tự đó. Mà ngày nay ta được nghe các thật mầu nhiệm ở trong sách Sáng Thế Ký, đó là sự vinh hiển. Khi ta nghe điều đó rồi chúng ta thực hành làm theo thì tất cả mọi quyền lực ở trong thân thể chúng ta bị đuổi ra khỏi thân thể chúng ta. Và bây giờ thân thể chúng ta được trở thành đền thờ Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa sẽ ngự trên chúng ta được. Con ở trong họ và Cha ở trong con để cho họ toàn vẹn hiện là một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta muốn làm nhân chứng cho Đức Chúa Jesus Christ, muốn là điều tốt, nhưng không phải muốn mà được. Nhiều người chạy trước Chúa ở đây. Chúa Jesus đã phán nếu Cha không ở trong Chúa Giêsu thì Ngài không có lời của Đức Cha, và nếu Ngài không có lời của Đức Cha thì không có quyền phép bày tỏ ra và người ta không tin Ngài đến từ Đức Chúa Cha. Bởi đó chúng ta phải có lẽ thật của lời Chúa, chúng ta sẽ hiểu lẽ thật của Chúa rồi. Bây giờ khi chúng ta công bố lời Chúa ra, người ta sẽ biết chúng ta là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi tin đã đến kỳ Chúa, chính Ngài sẽ làm vinh hiển chúng ta. Bởi vì chúng ta có làm theo lời Chúa, chúng ta được sở hữu lời Chúa, không phải chỉ nói như con két nhắc lại lời của người ta, mà chúng ta làm đã được sở hữu và chúng ta công bố nó ra rồi. Và bây giờ chúng ta thành sứ giả để kẻ truyền giải cho người ta và đến kỳ Chúa giao việc cho chúng ta. Bây giờ người ta sẽ biết được chúng ta là tôi tớ thật của Chúa. Và họ sẽ biết là đâu là hội thánh thật và đâu là hội thánh không phải là hội thánh thật của Chúa Jesus Christ. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con sẽ lại tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha giống như thương con ở trong họ và chính mình con ở trong họ nữa. Tất cả điều này không chỉ nói về Chúa Giêsu quan hệ với Đức Cha, mà chính là quyền năng của Đức Trời có thể khiến cho những người mà Đức Cha đã chọn để giao cho Chúa Giêsu đó. Rõ ràng chúng ta được nghe lời của Chúa, tức là được tiếp xúc với Chúa Giêsu trong thần linh, nhưng mà chúng ta không để ý đến. Đức Ngài không ở trong chúng ta được. Chúng ta cố gắng nghe và tin rằng vì chúng ta trung tín với Ngài, Ngài yêu thương chúng ta và Ngài cho chúng ta được cứu rỗi. Tôi không nói sự suy nghĩ đó là sai, mà nó không đầy đủ. Vì Chúa muốn chúng ta tất cả đều là môn đồ của Chúa, không phải chỉ là tín đồ để cứu rỗi mà thôi, mà chúng ta phải làm môn đồ, tức là kẻ truyền giải cho người khác nữa. Trong câu hoa trên, Chúa Giêsu đã tỏ cho ta biết là nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt. Con được ban sự sống cho đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Quyền phép của lời Chúa Trời cho phép con người vào trong ta cai trị xác thịt. Và nếu chúng ta biết xác thịt của mình có những cái yếu đuối nào, sự hay chết nào, thì chính lời của Chúa khi vào trong tâm linh chúng ta đó sẽ giúp ta quản trị được xác thịt mình. Không phải đơn giản muốn nói dài mà được đâu. Có nhiều người nói vài phút là hết, không được nói nữa. Như vậy thì tất cả mọi thứ để xác thịt này có thể vâng phục, để mà cho người bên trong sử dụng nó thời gian dài hay ngắn, hay làm cái phép lạ, hay nói tiên tri, đều đến từ quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Mà nếu ta không để lời Chúa cai trị con người bên trong của mình để có đức tin, cai trị xác thịt mình trong việc nhỏ, thì chúng ta không thể làm việc lớn được. Nên chúng ta phải chịu rèn tập từng việc nhỏ một, thì Chúa mới ban chúng ta việc lớn được. Ê-sai 66 câu 2 chép, Đức Chúa Ba phán, mọi sự này đều bởi tay ta làm ra và có như vậy. Nên là kẻ mà ta đói đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói của ta mà run. Chứ run đây có nghĩa là kinh sợ. Quyền phép của lời Đức Chúa Trời khiến cho ngọn đèn của Đức Chúa Ba nơi tâm linh là người chúng ta được thắp sáng trở lại, và nhờ sự sáng thật đó mà tâm linh của loài người được sống lại, nhận biết Đức Chúa Trời và có sức noi theo lời của Đức Chúa Trời. Còn nếu chúng ta cảm thấy khó khăn thì điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn còn sống trong trí khôn, con người bên trong ta chưa cầm quyền cai trị. Tự chúng ta biết khi chúng ta không để cho con người bên trong cai trị thì chúng ta không được hưởng quyền kế tự Đức Chúa Trời, và khi con xảy ra bất ngờ chúng ta khó mà đứng vững được. Nhưng mà khi tấm lòng của người nào không muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì thần của Đức Chúa Trời sẽ rời khỏi người đó, hầu cho kẻ đó được tự do sống theo ý muốn của xác thịt mình, và sự cuối cùng của cái đó là sự hư mất đời đời, giống như Judas Iscariot vậy. Judas Iscariot chọn cái ý của người đó muốn, và chúng ta thấy rất nhiều người đã lui đi, mặc dù chúng ta được nghe lời Chúa rất là kỹ lưỡng nhưng người đó vẫn lui đi. Vì sao? Chúa nắm cái lòng của người đó. Rõ ràng tôi đã cầu thay cho, đã cầu xin cho họ rồi, nhưng mà cuối cùng Chúa vẫn loại nó đi. Bởi vì sao? Chúa biết cái lòng của nó không cứng theo Ngài nữa. Họ phàn nàn là suốt ngày nói Chúa tại Sù Tái Lâm, Sù Tái Lâm, mà chẳng thấy đâu cả. Chúa biết điều đó.
chúng ta không mệt mỏi về công việc trông cậy Chúa. Việc đến là việc của Ngài. Còn việc chúng ta là phải giữ đức tin của mình cho đến phút cuối cùng. Luôn luôn để Chúa trước mặt mình. Lời của Đức Trời còn được gọi là lẽ thật, tức là luật pháp của Thánh Linh sự sống, có quyền phép khiến tâm linh của những người tiếp nhận và vâng giữ lời Đức Trời được nên thánh. Nghĩa là được quyền phép thắng được tất cả những sự không tin kính, thắng được mọi sự thuộc về sự tối tăm, nhằm yêu miến sự công bình và sự thanh sạch của luật pháp Đức Trời. Đây là những điều mà chúng ta cần phải biết, cái tác dụng của luật pháp của Thánh Linh sống. Nhiều khi chúng ta nghe lời của Đức Trời nhiều mà chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình thấy không có tác dụng. Bởi vì chúng ta nghe để mà nghe thôi, không vận hành nó, không thực hành cái đức tin của mình làm theo lời của Chúa. Cho đến khi nào chúng ta thấy những cái gì xảy ra trên cuộc đời chúng ta xem những sự đó chúng ta thắng chưa? Nếu sự đó không thuộc về sự tín kính Đức Chúa Trời, không thuộc về sự nên thánh trước mặt Đức Trời, mà chúng ta không vượt qua được, như vậy sức lực chúng ta quá nhỏ nhoi, vậy chúng ta không xứng đáng. Nếu Chúa ta lâm, chúng ta sẽ bị bỏ lại. Chúng ta phải nhận biết là Chúa khiến chúng ta được nên thánh qua lẽ thật của Đức Chúa Trời. Mà khi sự nên thánh đến ở trong chúng ta thì giống như có người ta có một khả năng. Cái khả năng đó giống như trẻ con ấy, là khi trẻ con nó làm được điều gì rồi ấy, là thích luyện hoài, nó thích làm hoài, nó tập hoài để nó trau dồi cho chính nó rồi nó khoe. Đó là cách của trẻ con. Thì cũng có thể như vậy, nếu như con người bên trong của chúng ta được thực hành đức tin của mình theo lời thật đó, thì bất cứ điều gì thuộc về sự tối tăm nó bắt đầu phát hiện ngay, nó tìm cách nhận diện tất cả điều gì thuộc về sự tối tăm. Nó nghe người ta nói, nó nhận diện cái tiếng của người ta nói, cái câu của người ta nói là chỗ nào sai chỗ nào đúng. Giống cái thói quen nghề nghiệp đấy, nhân bác sĩ đấy, nhìn cái điều gì cũng là bệnh cả, nhưng bệnh đó là bệnh gì, điều gì như thế nào, đó là bệnh nghề nghiệp, đó là sự chuyên nghiệp của con người. Cũng có thể như vậy, nếu cuộc đời của người tin Chúa mà được nên thánh thì luôn luôn nhạy bén về những sự không phải là sự sáng. Mình nhìn ra vấn đề, lời Đức Chúa Trời có quyền phép khiến cho tâm linh của người tin Chúa được sự sống lại, thấy được nước Đức Trời và được vào trong nước Đức Trời và được hưởng quyền phép của nước Đức Trời, tức là những người tin Đức Chúa Jesus Christ mà bề lòng theo Chúa trong mọi sự thử thách mà Chúa cho phép xảy ra trên cuộc đời chúng ta. Nên nhớ rằng bất cứ người nào tin Chúa đều có thử thách hết, thử thách liên tục, cái này sang cái khác, ngày này qua ngày kia, ngày nào cũng có thử thách hết. Quý vị xem có nghĩ bài không, có nói bài không, có hành động bài không, có thái độ bài không, tức là mọi sự có thuộc về sự sáng hay không, hay là thuộc về sự tối tăm. Chúng ta phải luôn cảnh giác, hàng ngày chúng ta phải luôn cảnh giác, cũng như là khi người ta lái xe trên đường ấy, luôn cảnh giác xem những cái xe xung quanh chúng ta là họ phía sau, họ phía trước, nó có lấn đường mình không, có lao vào mình không, để mình luôn luôn tỉnh thức để tránh chứ. Phải luôn nhận biết được điều này. Nên khi tôi lái xe trên đường chở con trai tôi nói con ơi đừng có thưởng thức xe của bố nghe chưa, con ngồi phía sau mà nhìn tay lái của bố đấy, con sẽ thấy là bố lao đám đông như vậy đó, xem bố xử lý ra sao. Rồi con nhìn thấy người ta lao từ phía trước lao là như vậy, bố xử lý ra sao? Con phải học cách xử lý ngay từ khi con ngồi trên xe, chứ không phải là ngồi trên xe cho đến khi trở về nhà cho xong đâu. Tôi bảo ngay khi tôi ở bên Canada, tôi ngồi bên cạnh tài xế lái xe đó, trong 3 tháng đi hái táo, tôi ngồi xe ngày đó để đi hái táo của một người đó và mấy người trên xe, tôi học được lái xe của người đó và tôi mua cái xe đó luôn. Và tôi thi bằng lái xe từ cái chiếc xe đó. Tôi học ngay trên khi tôi ngồi cạnh tay lái để xem người ta tay lái đánh bao nhiêu, rồi anh ta xử lý tình huống ra như thế nào. Mình học ngay khi mình ngồi bên tay lái, người ta nói chuyện thì nói, mắt mình vẫn nhìn và mình học cách xử lý của người ta. Mình khi theo Chúa cũng vậy. Luca đoạn 22, câu 28 đến 30 chép. Còn như các ngươi đã bề lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để ngươi ăn uống chung bàn trong nước ta, vừa được ngồi ngay để sau đó 12 chi phái Israel. Chúa nói điều này cho phép chép ra để chúng ta biết là Chúa thử thách chúng ta có mục đích, không chỉ để cứu rỗi mà thôi, nhưng cái chính là để được đồng với Ngài cai trị, được ăn uống chung bàn trong nước của Ngài, tức là bàn hội nghị với Ngài. Chúng ta đừng bao giờ để một cái tư tưởng lười biếng rằng ôi tôi chỉ cần được cứu rỗi thôi, tôi muốn đồng cai trị với Chúa. Cái chuyện đó không có thể có được. Chúng ta không có được phép lười biếng như vậy được. Vì nước của Chúa là nước của sự phục vụ. Chỉ cần có tư tưởng lười biếng thôi là bị loại rồi. Chúng ta là ai mà dám chọn cho mình một chỗ nào trong nước thiên đàng? Mà CBD đưa hai con của mình đến gặp Chúa Jesus. Khi thầy về nước của thầy rồi, nhớ cho hai đứa con tôi một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái thầy. Chúng ta các người không biết điều mình xin. Các người phải chịu pháp áp tên của ta, mà phải tôi chịu được. Tự nhiên các người phải chịu rồi. Vì ta đây là mẫu mực các người. Ta làm sao các người phải làm việc như vậy mà. Chứ còn ngồi bên hữu bên tả ta là không phải cho người định mà được. Nên chúng ta phải cẩn thận đến Chúa, nhìn vào cái tư tưởng của chúng ta. Nên ngay từ khi tôi trở lại cùng Chúa, tôi sốt sắng và tôi cảm tạ Chúa. Sự chăm chỉ cần cù chịu khó luôn đẹp ý Đức Chúa Trời. Bởi vì khi chúng ta làm từng cuộc chịu khó như vậy, chúng ta sẽ được thông minh nhiều hơn.
Bởi vì không phải việc nào cũng giống việc nào, không phải lần nào cũng thuận lợi như nhau. Qua đó chúng ta luôn luôn phát sinh ra nhiều cái ý tưởng tốt hơn, gọi là sáng kiến, để giải quyết công việc được, và chúng ta trở nên nhanh nhẹn hơn. Lời của Đức Chúa có quyền phép khiến cho tâm linh của người tin Chúa được phục hồi lại quyền kế tự Đức Chúa Trời, vừa được đồng kế tự với Đấng Christ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán với dân Israel trong ngày 23 luật pháp của Ngài cho họ tại núi Sinai vậy. Xuất Ê Tô Tô Ký đoạn 19 câu 1 đến câu 6 chép: tháng thứ 3 sau khi ra khỏi xứ Ê Tô, trong ngày đó dân Israel đến nơi đường vắng Sinai, từ Rephidim ra đi đến nơi đường vắng Sinai, đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: người hãy nói lại như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-đi-tô, ta chở ngươi trên cánh chim đại bàng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ nếu ngươi vâng lời ta và giữ sự giới ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Còn trong Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 10 chép: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho nên kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì luật pháp của thánh linh sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại sao thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngay đây vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn cho chúng ta, lấy kẻ chẳng nơi theo xác thịt nhưng nơi theo thánh linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chấp nhận sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chấp nhận sự thuộc về thánh linh. Và chấp về xác thịt sanh ra sự chết, còn chấp về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chấp về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời là cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì phần anh em, nếu quả thật thánh linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo thánh linh. Trong đấy ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thánh linh sống nhân cớ sự công bình. Nếu thánh linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại ở từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ thánh linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vì hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Sau nếu nhờ thánh linh làm cho chết các việc của thân thể em thì anh em sẽ sống. Vì thấy kẻ nào được thánh linh của Đức Chúa Trời ra dẫn để là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng: Abba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Là nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho có được vinh hiển với Ngài. Có khi nào chúng ta chịu đau đớn với Ngài không? Khi nào chúng ta chịu đau đớn với Ngài? Khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta có làm theo lời Chúa không? Hay là cảm thấy khó chịu? Khi chúng ta làm theo lời Đức Chúa Trời, chúng ta bắt đầu từ bỏ mình đi. Chúng ta bắt đầu từ bỏ những cái điều gì đó mà nghịch luật pháp của Đức Chúa Trời, mà chọn cái điều gì đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì đó đồng chịu thường khó với Chúa Jesus vậy. Chúng ta vừa học đến phần thứ ba về danh Chúa Giêsu, phần đầu đó là uy quyền, còn tiếp sau là chúng ta học về bổn tánh rồi sự tôn trọng của lời Chúa. Và giờ này chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho chúng ta nghe đến phần thứ ba về danh của Chúa Giêsu, tức là uy quyền trong lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta giờ này cùng nhau đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa. Và mỗi người chúng ta tự biết rằng chúng ta có khả năng gì, thiếu cái gì và cần xin Chúa cho chúng ta điều gì đó để ta có thể tiêu hóa được, hiểu được và sở hữu được lời Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Con cảm ơn Chúa, con dâng hội thánh trong tay Ngài, cai trị và gia dẫn và chúc phước cho. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển được thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah.
Cầu xin Giê-hô-va Đấng Trời sống soi sáng ban ngày trên đời thánh của Ngài, cùng trên các tôi trai tớ gái của Ngài. Vì sáng của Chúa sẽ thắp ngọn đèn cho con lên, soi sáng cho để con sống trên đường lối thánh khiết công bình của Ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha cũng như điện dư dật của Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu chuộc chúng con được đặt dậy trên đời thánh của Ngài, chẳng thiếu một ơn nào. Cùng sự cai trị, sự lãnh đạo, sự sử toàn của Đức Thánh ở trên đời thánh của Chúa từ nay cho đến khi hội thánh của Ngài được cất về thiên đàng với Chúa. Amen. Xin Chúa ban phước từ thánh của Chúa.